nhưng bây giờ, Myers Dorp lại nói hai người đã bị giải quyết rồi. Hơn nữa còn là chỉ đơn độc nhắc tới Trần Phi Trần tiên sinh xưng hô, không nhắc tới chính hắn. Cái này, không có khả năng, không biết là. Cái này, điều này sao có thể? Nhất thời mọi người lần thứ hai nhìn phía Trần Phi ánh mắt đều tràn đầy kinh khủng, thậm chí đều còn có người không dám tin nỉ non ra. Nếu thật có loại chuyện đó phát sinh, lấy một địch hai, đều muốn Ôn gia huynh đệ đều toàn bộ giải quyết rồi, đây nên là được có kinh khủng bực nào thủ đoạn, cùng lực lượng, mới có khả năng làm được ác tiểu tử kia, Trần Phi Trần tiên sinh cái này mới bay lớn a. Coi như là thiên tài đi nữa, cũng không đến mức thiên tài đến như thế thái quá đi. Hiển nhiên Myers Dorp những lời này, thì thật đối với bọn họ trùng kích có đủ to lớn. Thế mà, trước Myers Dorp bản thân, không cũng giống như vậy sao? Giải quyết rồi chính là giải quyết rồi, lẽ nào ta còn có thể lừa các ngươi? Dù thế nào từ đêm nay sau, các ngươi đều hẳn là sẽ không còn được gặp lại người kia. Nghe được mọi người lại dám nghi vấn Trần Phi thực lực, Myers Dorp nhất thời đôi mắt hơi run một chút chiến, chợt trầm mặt trọng trọng quát lên. Hắn bây giờ là cảm giác Trần Phi người này biến sắc mặt chân thực có chút quỷ dị, có chút nhanh, cho nên khi nhưng mà sẽ không đại ý chút gì. Dù sao đề tài này là miệng hắn đại đi ra ngoài, đương nhiên được phụ trách. Mà đang nghe Myers Dorp như vậy nghiêm túc quát thanh sau, tất cả mọi người sắc mặt lại trở nên thành thật ngậm miệng. Chỉ là lúc này đây, bọn họ lại nhìn phía Trần Phi ánh mắt, tự đều trở nên có chút sợ hãi cùng sợ lên, thậm chí trước liên nhìn thẳng Trần Phi dũng khí đều có chút đánh mất. Tất cả đều vô ý thức cúi đầu. Thánh ma đạo đại nhân, Trần tiên sinh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Mà đang ở một lát sau, lại đột nhiên có người nhỏ giọng nói. Nhất thời ngoại trừ Trần Phi ra mọi người, đều lại sắc mặt ngưng, đúng vậy, bọn hắn bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Liên Myers Dorp đều có chút đem hỏi thăm ánh mắt nhìn về Trần Phi, bởi vì hắn biết rõ, hiện tại muốn là bọn hắn muốn đi ra ngoài. Sợ rằng cũng chỉ có thể dựa vào cái này đến từ Đông Phương quái vật người tuổi trẻ. Dù sao, đối phương mình cũng cần muốn đi ra ngoài a. Oanh! Mà nhưng vào lúc này cách đó không xa truyền đến rung động, sau lại nhìn thấy gai mũi Lưu Hoàng Yên vụ hậu phương, lại có mấy đạo thân ảnh trước sau lao ra, cả người cháy đen, dị thường chật vật, như là có cái gì kinh khủng đồ vật ở phía sau đang ở truy bọn họ. Mà ở này trốn chạy người ở giữa. Myers Dorp bất ngờ gặp được trước từng xem như là đã cứu hắn đất khô cằn cửa số 2 đứng đầu, được khen là đất khô cằn minh hoàng, modern. Siêu. Sau lại thấy gai mũi Lưu Hoàng trong khói mù lược ra một đạo khí thức kinh khủng dữ tợn thân ảnh. Dữ tợn thân ảnh không là người khác, lại chính là Tu Mã Hách. Chỉ là hắn hiện tại cả người sở phát ra khí thức so với trước không hiểu cường đại hơn rất nhiều, thậm chí ngay cả trước Ôn Vĩnh Thọ cùng Ôn Thiên Hùng cộng lại, sợ rằng đều không mạnh như vậy. Mà ở nhìn thấy một màn này, cảm thụ được hơi thở kia, coi như là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng sắc mặt kịch biến, sau đó kỳ hai tròng mắt, thoáng cái liền không nhịn được híp lại, lấp lánh tinh mang. Là tên kia lực lượng, Trần Kinh không sau đó liền đem đáp án nói ra, nguyên lai là như vậy. Cái này Tu Mã Hách hiện tại mặc dù có thể chính mình như vậy khí tức kinh khủng, như vậy lực lượng đáng sợ, hiển nhiên chắc là bị Viêm Ma Tướng ban cho, nếu không... Hắn lại sao có thể giống như bây giờ một người truy sát nhiều như vậy? Gì, là các ngươi? Nguyên lai các ngươi đều ở đây à, vừa vặn, không cần ta ai cái như là siêu tầm con chuột như vậy đi tìm. Mà Tu Mã Hách hiển nhiên lúc này rốt cục phát hiện Trần Phi đám người tồn tại, đầu tiên là sửng sốt, chợt con ngươi xâm xâm nở nụ cười, khuôn mặt thoạt nhìn dị thường xấu xí cùng vặn vẹo. Bất quá mô đần đám người cuối cùng cũng chậm khẩu khí. Myers Dorp Thánh Ma Đạo. Gì, các hạ ngươi đã ở. Mô đần đám người theo liền hướng Trần Phi bên này lấy tốc độ nhanh nhất tụ lại đến. Sau chỉ thấy mô đần gặp Trần Phi đã ở, nhất thời sắc mặt vi vui, nói. Hiện tại loại tình huống này, có thể có Trần Phi như vậy tối thiểu là SSS cấp bậc viên thủ, quân đầy đủ sức lực, đương nhiên là không thể tốt hơn tin tức. Trước đừng cố tán gẫu, tên kia tựa hồ có chút tức giận a. Nghe vậy Trần Phi cười cười. Đưa tay chỉ giữa không trung sắc mặt có chút âm trầm Tu Mã Hách nói. Nguyên lai, trước hắn như vậy uy phong lẫm lẫm nói, lại cư nhiên đổi lấy vẻn vẹn chỉ là Trần Phi đám người không nhìn, cái này tự nhiên khiến hiện nay đã rồi thực lực đại tăng, lại quả thật có tư cách tự cao tự đại hắn, trong lòng lửa cọ 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 xông ra. Như là cảm giác được nhục nhã.
Sau đó chỉ thấy Kỳ khuôn mặt đều vặn vẹo, một không gì sánh được đáng sợ khí tức theo từ Kỳ trong cơ thể lộ ra. Phanh! Làm Tu Mã Hách hiện nay trong cơ thể khí tức thả ra ngoài sau, nhất thời hiện trường mọi người, thậm chí ngay cả Trần Phi, đều tựa hồ cảm giác được một cổ kinh khủng làm người ta kinh hãi áp lực nếu như là như bài sơn đảo hải đè xuống. Mà cái loại này áp lực kinh khủng, mặc dù là trước Ôn Thiên Hùng thi triển ra cấm kỵ thi thay đổi phương pháp, đem thân thể của chính mình cũng không đảo ngược chuyển luyện vi cương thi, đều không có biện pháp làm được. Vừa nghĩ như thế, Trần Phi liền càng sắc mặt âm u xác định, chính hắn trong nội tâm trước lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, đã sanh ra đoán rằng. Cái này Tu Mã Hách, hiện nay chỉ sợ là đạt tới SSS cực hạn. Càng trên cao độ, cũng chính là cái này phương Tây hắc ám thế giới trong truyền thuyết, thánh vực. Đáng chết! Loại này chuyện hư hỏng mà thật đúng là phiền phức a. Trần Phi cắn răng, thừa nhận trước mặt nhào tới khủng bố áp lực, lẩm bẩm nói. Mặc dù là lấy hắn hiện lực lượng của hôm nay, đối mặt phương Tây hắc ám trên thế giới truyền thuyết trình tự, cũng còn là quá yếu, liên quan là muốn chống lại kỳ khí thế đều có chút trắc trở. Bất quá, cũng may là hắn căn bản sẽ không trông cậy vào, cũng không có ý định, có thể sử dụng lực lượng của chính mình đã đem chuyện này giải quyết. Sau đó chỉ thấy Kỳ hướng về thức hải nội trận kinh không hỏi, người chuẩn bị lúc nào động thủ. Đến giống bây giờ loại tình trạng này, hiển nhiên cũng chỉ có thể mượn trận kinh không lực lượng, mới được. Phanh! U long! Mà nhưng vào lúc này, trận kinh không đều còn chưa kịp trả lời, cách đó không xa to lớn tòa thành nội, lại đột nhiên truyền đến một tiếng không gì sánh được làm cho đinh tai nhức óc nổ, sau đó chỉ thấy tòa thành toàn bộ cũng bắt đầu lay động. Theo sát mà càng đều biết 10 đạo kinh khủng nham tương, như quang trụ vậy vọt lên, hội tụ ở giữa không trung, phóng xuất ra khủng bố khí tức cùng nhiệt độ cao. Rất có một giọt tích mạo hiểm khói trắng nham tương, giống như mưa vậy, không ngừng được trọng trọng đi xuống chưa dứt, khiến to lớn tỏa thành mặt ngoài đều chỉ chốc lát sau đã bị trên giường một tầng chói mắt màu đỏ. Mọi người nhìn thấy loại này tràng cảnh, nhất thời đó là không cầm được ra đầu tê dại, sắc mặt trắng bệch, nhãn thần sợ hãi lên. Đó là cái gì, vậy có người, mà vào lúc này lại có tiếng người âm run rẩy phá vỡ bình tĩnh, sợ hãi kinh hô. Bởi vì lúc này tại nơi giữa không trung hơn 10 nói nham tương quang trụ đổ vào chỗ, lại không biết khi nào có một đạo nhân ảnh đứng sừng sững. Mà bóng người kia lúc này cũng chỉ là tính đứng yên ở giữa không trung, cái gì đều không làm, cũng không nói gì, thậm chí ngay cả khí tức đều tốt giống như chưa phóng xuất một điểm. Có thể ở đây trong lòng mọi người cũng đã có một tên là run rẩy, hít thở không thông tâm tình, đang điên cuồng mọc rễ nảy mầm. Sau đó trong ánh mắt bắn tóe đi ra ngoài màu sắc, càng sợ hãi, run đến mức tận cùng. Hô, rốt cục sống lại a, cái này đều đã hơn 100 năm sao. Đương sơ tên đáng chết thật đúng là cái nhân vật rất giỏi, còn kém như vậy một điểm, ta sẽ chết ở trong tay của hắn mặt ni. Mà nhưng vào lúc này bóng người kia rốt cục giống như là thật sống lại vậy. Đầu tiên là năm ngón tay chậm rãi cầm, sau cả người cũng bắt đầu chậm rãi hoạt động, một đạo dày bật hơi thanh cùng cảm thán, theo quỷ dị vang lên đang lúc mọi người bên tai. Nhất thời, ở đây hầu như tất cả mọi người thân thể trong nháy mắt cứng đờ, như rơi vào hầm băng. Trên mặt lại không có chút máu đáng nói. Chủ nhân vĩ đại, chúc mừng ngài thành công sống lại. Chỉ có Tu Mã Hách trong nháy mắt sắc mặt mừng như điên lên, phanh một tiếng quỳ một chân trên đất. Điên cuồng hô to nói. Hắn biết, hắn Brett gia tộc đem bước trên huy hoàng, chúa tể địa cầu này mới lịch sử thời đại, gần đến. Hắn lần này là thật, thành công, a. À. Bóng người kia đắm chìm trong hỏa diễm, đạp tại nơi thành bảo thượng không, làm mọi người sợ hãi, ánh mắt sợ hãi đều hướng phía phương hướng kia hội tụ lúc, tràn ngập khủng bố nhiệt độ cao cùng với hít thở không thông cảm lưu hoàng yên vụ rốt cục có chút chậm rãi tản ra. Lộ ra một đôi tà dị vô cùng bệnh mắt đỏ con ngươi, liên tóc đều vào lúc này là quỷ dị hiện ra theo thiêu đốt trạng, chảy xuôi làm cho vô cùng khí tức, vô cùng đáng sợ. Mà ở xem hắn nghe được Tu Mã Hách rõ ràng có chút mang theo tố chất thần kinh quỳ xuống đất hô to lúc, không khỏi khóe miệng rốt cục chậm rãi buộc vòng quanh lau một cái nụ cười thản nhiên, ánh mắt nhìn phía đưa hắn thành công sống lại, đại công thần tán thưởng vậy nhếch miệng cười nói ha ha, ngươi làm rất tốt. Mà hắn lúc này kỳ thân thể cũng đã như là triệt để hoạt động mở, trong mắt hừng hực thiêu đốt đáng sợ hỏa diễm, có khủng bố nhiệt độ cao, lành lạnh tà dị cũng theo đó chảy ra đến, khiến trên mặt đất nhìn chăm chú vào hắn mọi người, càng thần sắc đảm chiến, cả vật thể lạnh lẽo, trong lòng bỡ ngỡ.
Bọn họ hiện tại chỉ sợ là đều rõ ràng, cường giả tồn tại, lúc này thật là đã triệt để sống lại. Có thể, nhưng vì cái gì a? Rõ ràng không phải nói, chỉ là bị thương nặng đe dọa thánh vực. Nhưng này hắn ma nào có dù cho một điểm bị thương nặng đe dọa hình dạng. Còn có, coi như là thánh vực, có thể chính mình như vậy hủy diệt uy thế sao? Có thể vì chủ nhân vĩ đại ngài cống hiến sức lực, là ta Tu Mã Hách đời này vinh hạnh lớn nhất. Tu Mã Hách lúc này mặc dù còn khiêm tốn cúi đầu, có thể cả người hắn cảm xúc, cũng đã phảng phất là trở nên sục sôi dâng trào lên, điên cuồng trong ánh mắt màu sắc, càng giống như lâm vào tương lai huy hoàng trong, đem nắm trong tay tất cả. Mà ở nhìn thấy một màn này, ở đây đông đảo người biểu tình đều căng thẳng, trong ánh mắt không ức chế được có vẻ kinh hoàng hiện lên. Trước mắt cái này cường đại tồn tại, hoàn toàn đã là vượt qua bọn họ nhận chi cùng tưởng tượng, từ trong hỏa diễm sống lại, còn như vậy như dẫm trên đất bằng vậy rừng trú ở giữa không trung, lại hợp với kinh khủng kia tới cực điểm nham tương quang trụ phóng lên cao, như gợn sóng vậy đổ vào ở chung với nhau tràng cảnh, càng làm bọn hắn thân thể đều nhanh muốn sụi lơ. Bởi vì kết quả như vậy, cục diện như vậy, hoàn toàn là thực sự đã vượt quá bọn họ tưởng tượng. Ha ha! Mà giữa không trung hỏa diễm cường đại tồn tại lại đã dày phát sinh ha ha tiếng cười, hừng hực thiêu đốt khủng bố hỏa diễm con ngươi, chuyển hướng mọi người, lúc này một tử tà dị lành lạnh đã bị thấu đi ra, mỉm cười hài lòng nói tổng coi như phải không sai đi, nếu có thể đem những thức ăn này đều nuốt ăn hết, mới có thể khôi phục ta đỉnh thời kỳ 6-7 thành lực lượng đi. T. Chạy mau. Trong nháy mắt, nghe vậy mọi người tại đây sắc mặt kịch biến, như rơi vào hầm băng, theo sát phía sau cũng không nhịn được nữa không được trong lòng run rẩy, mà sắc mặt thốt nhiên lay động, vẻ mặt sợ hãi, xoay người muốn chạy trốn. Chạy. U. Thế mà, đối mặt bọn hắn hốt hoảng chạy trốn, ngọn lửa kia trong cường đại bóng người cũng ngữ điệu tà dị vậy làm trò ngược câu dẫn ra khóe miệng, lại tùy theo có chút hoạt kê cười cười. Sau đó đó là lại có một đạo cực kỳ kinh người đinh tai nhức óc nổ, từ mọi người dưới chân cả vùng đất nhấc lên, như tới từ địa ngục vậy liệt diễm phong bạo vậy, ra sức một quyền, đó là đều biết nói gào thảm thanh âm khiến người ra đầu tê dại vang lên. Phong bạo đến cuối cùng hoảng sợ cũng cuốn, hóa thành cuồn cuộn huyết vụ, bị cường đại tồn tại một ngụm nuốt. Sau đó chỉ thấy kỳ đong đưa cái cổ, trên dưới trái phải chuyển động, phát ra kéo kẹt thọt lét thanh âm, nhếch miệng lành lạnh cười nói cũng không tệ lắm. Thoải mái hơn a. Cái này, đây tột cùng là vì sao a? Cái này, đây quả thực quá kinh khủng, hắn rốt cuộc là ai? Nhất thời ở đây tất cả mọi người triệt để sợ, ngay cả chạy trốn lực lượng đều đã đánh mất. Dù sao, kinh khủng như vậy thủ đoạn, bực này làm cho lực lượng, đến tột cùng là muốn làm bọn hắn làm sao trốn a? Căn bản trốn không thoát được không? Còn muốn chạy sao? Đây thật là rất không chuyện có ý nghĩa. Lẽ nào các ngươi cũng không biết cái này thế giới dưới đất xuất khẩu, đã là bị ta phong bế. Đừng làm này không chuyện có ý nghĩa, thành thật hóa thành lực lượng của ta đi. Giữa không trung truyền đến hỏa diễm vĩ đại tồn tại làm trò ngược tiếng cười, mọi người đều tuyệt vọng, xuất khẩu tất cả đều bị phong bế. Lẽ nào bọn họ ngày hôm nay thật sẽ chết tại đây? Ha ha, các ngươi những này ngu xuẩn đồ vật đều nghe thấy được sao? Thành thật buông tha chống lại. Trở thành ta chủ nhân vĩ đại thức ăn đi. Cái này đối với các ngươi mà nói, là vinh. A, chủ nhân ngươi, Tu Mã Hách cũng ở một bên điên cuồng rầm rĩ cười, lại đột nhiên, một cổ kinh khủng nham tương tự dưới chân hắn vọt lên, lại sau đó đem cả người hắn đều che mất. Bọn họ là thức ăn của ta, ngươi làm sao thường không phải là ni. Chỉ thấy giữa không trung hỏa diễm cường đại tồn tại híp mắt khẽ mỉm cười, sợ nói ra nói, trực tiếp khiến ở đây tất cả mọi người hơi bị sợ. Cái này Tu Mã Hách không phải là sống lại kỳ đại công thần sao? Nhưng bây giờ, hắn lại cư nhiên chết như vậy, bị khủng bố nham tương đốt thành huyết vụ, thăng lên giữa không trung, bị tồn tại một ngụm trực tiếp đem nuốt ăn vào đi, sau đó kỳ sở phát ra khí tức liền lại cường đại rồi mấy phần, làm người ta quả thực sởn tóc gáy. Hắn không phải là sống lại người đại công thần sao? Ngươi lại còn, thấy tình cảnh này, tha là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng không nhịn được biến sắc. Nhìn phía giữa không trung trong hỏa diễm cường đại tồn đang chất vấn. Tuy nói lão già kia đều thiếu chút nữa liên hắn đều lừa gạt hại người, không đáng đồng tình, nhưng bây giờ. Cái này có đúng hay không có chút quá diệt sạch nhân tính. Chỉ là hắn ở kinh sợ trong lại đã quên một việc, vậy đối phương. Không có thể như vậy người. Đại công thần, ha ha, người cũng quá coi hắn,
hắn với ta mà nói, nhiều nhất cũng bất quá là chỉ không óc kẻ đáng thương mà thôi. Ngược lại thì ngươi, nhưng thật ra thật có ý tứ, thoạt nhìn, ngươi thật giống như không sợ ta. Giữa không trung trong hỏa diễm cường đại tồn tại ánh mắt quét về phía Trần Phi, cũng là ha hả nhếch miệng cười cười, sau tựu lại có nhiều ý nghĩa hướng về Trần Phi câu dẫn ra lành lạnh khóe miệng, hiếu kỳ nói. Hắn kỳ thực cũng có quan sát được, thoạt nhìn niên kỳ có chút tiểu nhân quá phận người Đông Phương, lại là hiện trường này duy nhất một thoạt nhìn cũng không sợ hắn người, thậm chí tự thủy chí chung, hắn đều không tiểu tử kia có muốn chạy trốn ý tứ, đây càng là gợi lên hứng thú của hắn. Lúc này mới vừa sống lại, thật giống như đụng phải cái gì chuyện thú vị ni. Sợ ngươi. Trần Phi mặt không biểu tình nỉ non một tiếng, chợt ở trong óc chậm rãi nói trận kinh không, tiền bối. Ngươi có đúng hay không hẳn là động thủ, còn muốn chờ bao lâu? Theo lý thuyết, bây giờ đối với Phương hoàn toàn là hắn tù nhân thân phận, vì vậy hắn căn bản không cần muốn xưng hô một câu như vậy, tiền bối, có thể hắn bây giờ còn là nói, nhưng lại ở hai chữ kia mặt trên đơn độc tăng thêm trọng âm, hiển nhiên là đại biểu hắn đã có chút bất mãn. Hắn là chân thực không muốn sẽ ở loại này chuyện hư hỏng trên nhiều đình lại, có thể, trận kinh không lại chậm chạp không động thủ. Người có nghĩ là thể nghiệm một chút? Đã có thể sau đó một khắc trận kinh không lại truyền về hắn nghe không hiểu nói. Thể nghiệm một chút, thể nghiệm cái gì? Trần Phi hỏi. Tên kia hiện tại hình như liên năm đó một nửa lực lượng cũng không có, chân thực có chút làm ta không để được hứng thú. Không bằng ta hiện tại trực tiếp đem lực lượng cho ngươi mượn, ngươi tới cùng hắn đánh một trận. Như vậy có thể sớm tự mình cảm thụ được tầng thứ giao phong, đối với ngươi mà nói sẽ phải là một chuyện tốt. Cũng cho là trước lần kia sai lầm chịu nhận lỗi, làm sao? Trần Kinh không nói như thế, nhất thời làm chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trước mắt sáng ngời, sau đó liền có một đạo tinh mang từ hắn trong tròng mắt bay vút đi ra. Thành giao, hắn ngư âm nặng nề mở miệng, vẻ mặt hưng phấn, thoạt nhìn đương nhiên là không muốn bỏ qua chuyện tốt bực này. Có thể tự mình thiết thân nắm giữ cái loại này lực lượng, đỉnh đánh một trận, cùng ở bên cạnh xem, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Không phải không thừa nhận cái này trận kinh không hơn 100 năm cũng sống không uống, nguyên bản trước sự kiện kia mà, hắn còn muốn theo thu sau tính sổ đến ni. Hiện tại tự nhiên cũng cái gì cũng không sao cả. Là bị sợ choáng váng sao? Ai, nguyên tưởng rằng sẽ là cái gì chuyện thú vị, có thể hiện tại xem ra, hình như làm ta thất vọng rồi ni. Có thể nhưng vào lúc này giữa không trung trong hỏa diễm cường đại tồn tại rồi lại mở miệng, chỉ là lần này lại có vẻ thanh âm có chút thất vọng. Hiển nhiên hắn thấy, hiện tại Trần Phi loại trầm mặc này không nói cử động, nguyên lai là bị sợ choáng váng, mà không phải là không sợ a. Đã như vậy, vậy liền gặp lại sau đi. Sau đó, hắn cười nhạt một tiếng, ngón tay điểm ra, nhất thời một đạo đáng sợ nham tương lực hóa thành nhiệt độ cao đến dọa người thất luyện, xuyên thủng không khí, trực tiếp là đem Trần Phi cùng với Myers Dorp đám người chỗ ở khu vực cho triệt để bao phủ. Hiển nhiên, hắn đây là không chuẩn bị lại, chơi. Muốn sớm một chút kết thúc cái này nhàm chán ăn cơm. T, không muốn a. Mà ở nhận thấy được đột nhiên này lúc nào tới hủy diệt công kích, ngoại trừ Trần Phi ở ngoài, ở đây tất cả mọi người vẻ mặt tuyệt vọng lên. Sụi lơ trên mặt đất. Đối mặt với cái này hủy diệt tính xuất thủ, bọn họ liên cơ hội chạy trốn cũng không có. Thực sự sẽ đã quên sao? Ở đây tất cả mọi người là vẻ mặt tuyệt vọng. Phanh. Nhưng ngay khi ở đây tất cả mọi người sắp mí mắt, tuyệt vọng rũ xuống, chậm đợi tử vong lúc, đột nhiên như là ở chung quanh bọn họ lại có một cổ kinh khủng chí cực khí tức phóng lên cao, bộc phát ra tiếng nổ. Lại sau đó, một luồng sợi băng màu xanh nhạt linh quang, như là vô cùng vô tận vậy, phảng phất là cứu thế chủ vậy từ trong không khí lộ ra đến, lại trong nháy mắt đều muốn trên mặt đất nham tương sông, cùng với phóng lên cao hơn 10 nói nham tương trụ đều đông lạnh ở. Hơi thở kia quá kinh người. Mà lực lượng kia cũng chân thực thật đáng sợ, khiến ở đây tất cả mọi người kìm lòng không đậu ngốc lăng mở mắt ra, như là muốn biết, cái này cứu thế chủ vậy lực lượng đến tột cùng là từ đâu mà đến. Bọn họ, được cứu sao? Hiu! Mà nhưng vào lúc này một đạo quang ảnh mạnh phóng lên cao, như là vĩnh đông hàn tinh vậy, hàn khí khiếp người. T, đó không phải là, đó không phải là. Nhất thời sở hữu hai mắt quang cũng không từ hội tụ đi, nhưng theo sát mà. Cũng có một đạo nói khó có thể tin kinh hô tầng tầng sắp khởi. Không gì sánh được hoảng sợ. Bởi vì tại nơi lúc này băng lam sắc phảng phất là chiếm cứ càng nhiều tính giữa không trung,
một đạo rõ ràng cho thấy người Đông Phương tuổi còn trẻ mặt thân ảnh, không ngờ Tĩnh Tĩnh đứng ở trong đó, cùng ngọn lửa kia trong cường đại tồn tại rằng co. Nhìn nữa cái này tuổi trẻ thân ảnh chu vi, lúc này còn đã bất ngờ tràn ngập ra một luồng sợi bông tuyết dường như hàn mang, rậm rạp chằng chịt, nếu như thác nước vậy, sở phát ra hàn khí càng làm người ta sởn tóc gáy, nhanh bị đông cứng. Trần tiên sinh, mọi người như là gặp được trên thế giới này tối chuyện bất khả tư nghị, khó có thể tin, con người run rẩy nhìn phía Trương rõ ràng cho thấy đến từ Đông Phương tuổi nhỏ mặt, run tốt nửa ngày, mới rốt cục đem trong lòng bọn họ mặt tên kia tự cho run rẩy phun ra. Cái này cứu thế chủ vậy lực lượng lại là xuất xứ từ cho hắn. Có thể hắn làm sao sẽ mạnh như vậy a? Đây chẳng lẽ là đang nằm mơ sao? Cũng quá không chân thật đi. Trên mặt tất cả mọi người thần sắc đều ngây dại, khó có thể tin. Bởi vì bọn họ chân thực không cách nào tin tưởng, hiện nay trước mắt một màn này, cư, lại là thực sự. Một cái vốn là cùng bọn họ vậy người địa cầu, người phàm, đính thiên cũng liền so với bọn hắn lớn mạnh một chút, nhưng bây giờ, đây đối với phương lại đột nhiên nhảy mà tự, khủng bố trở thành đủ để sánh ngang thần linh tồn tại. Không sai, giữa không trung trong hỏa diễm cường đại tồn tại, ở trong mắt bọn họ chính là thần. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ người Đông Phương, Trần Tiên Sinh, lại cư nhiên tại đây trong chớp mắt khủng bố bạo phát trong, liền ở trong mắt bọn hắn là vì thần linh lực lượng, đều có chút áp qua a. Mà nhưng vào lúc này, một đạo rõ ràng mang theo hưng phấn mà thì thào thanh, cũng ở đây giữa không trung cực kỳ đột ngột vang lên. Quanh quẩn đang lúc mọi người bên tai. Đây là trong truyền thuyết trúc cơ chân nhân cảnh lực lượng a. Thật đúng là khủng bố, thực sự là mới mẻ. Cái này rõ ràng mang theo hưng phấn mà nỉ non thanh, phảng phất là từ trên trời truyền đến, quá không chân thật, mà khi thanh âm kia chân chính vang vọng ở cái này thế giới dưới đất sau, băng lam sắc làm cho hàn mang cũng đã hiện đầy cái này toàn bộ tòa thành ra đại địa cùng trời vô ích. Khiến tất cả mọi người ngây dại. Mà ở bực này hàn khí chợt bạo phát, đột kích dưới, mặc dù là trước không ai bị nổi nham tương lực, hiện vào lúc này cũng trực tiếp là đang bị một loại kinh khủng nhiệt độ thấp cho hung hăng áp chế, thậm chí ngay cả thật lớn thành bảo thượng không, ngọn lửa kia trong cường đại tồn ở chung quanh bầu trời, đều lại là vẫn còn một chút bị băng lam sắc sở tập kích, toàn bộ tràng diện kinh khủng dị thường, làm người ta run rẩy cùng sờn tóc gáy. Dù sao, giữa không trung vừa mới vừa thức tỉnh hỏa diễm cường đại tồn tại, mặc dù là ở Myersdorf như vậy thánh ma đạo đỉnh nhân vật trong mắt, cũng tuyệt đối là cái thế vô địch. Phảng phất là thần linh vậy không cách nào nghịch chuyển tồn tại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ không chỉ có đến từ Đông Phương Trần Phi Trần Tiên Sinh, liền cái loại này thần linh lực lượng đều có thể chống lại, thậm chí đem ngăn chặn. Cái này, đây nên là có nhiều đáng sợ. Dù thế nào lúc này ở tràng sắc mặt của mọi người đều đã sớm nhịn không được toàn bộ cứng đờ, trong ánh mắt cũng tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi. Gian nan nuốt nước bọt, rồi lại bỗng từ trong lòng hiện ra một mừng như điên. Sau đó tâm tình tràn đầy dâng trào cùng khẩn trương, cùng kích động. Dù sao lúc trước, bọn họ đều cho là mình tuyệt đối là chết chắc, bởi vì cái loại này tồn tại bọn hắn chân thực không có biện pháp chống lại, thậm chí ngay cả dũng khí cũng không có. Nhưng bây giờ, Trần Phi đột nhiên này bạo phát, còn kinh khủng như vậy, tự nhiên làm bọn hắn lòng tuyệt vọng trong lại rốt cục hiện ra một chút hy vọng. Có thể thắng sao? Nhất định phải thắng a, bởi vì chỉ có như vậy bọn họ mới có khả năng có thể sống xuống tới, vì vậy, vĩ đại Trần Tiên Sinh, kính nhờ a. Mà vào lúc này, Trần Phi tự bình tĩnh như vậy sừng sững ở giữa không trung, nguyên bản trước bạo động nham tương tiếng nổ cũng đã là càng ngày càng yếu, bị kinh khủng hàn khí cộng thêm lạnh như băng vắng vẻ thay thế, thật giống như chân chính băng thiên tuyết địa trong cái loại này tuyệt vọng tĩnh mịch vậy, không hiểu gian, đúng là có chút quá dọa người. Liên tiếng hít thở đều có chút có vẻ trầm trọng, cùng chói tai. Bất quá lúc này Trần Phi thức hải nội, trận kinh không lại đang chậm rãi mở miệng hỏi thế nào. Đây cũng là ta đỉnh thời kỳ 7-8/10 lực lượng, cũng may là ta từng ăn vào quá tinh thần thảo, những năm gần đây lại có này nghìn năm linh nhũ trống, mới không thực lực giảm xuống nhiều lắm, cũng không biết ngươi bây giờ có thể đem phát huy được bao nhiêu. Thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết, dù thế nào hiện tại có một sống sờ sờ tốt bia ngắm. Không cần đến luyện một chút, vậy thật đáng tiếc a. Trần Phi chỉ cảm giác mình hiện tại chưa bao giờ có cường đại, vì vậy liên nói tới nói lui đều có chút bá khí lăng nhưng mà, lại đem ngọn lửa kia giảm cường đại tồn tại,
hơn trăm năm trước thiếu chút nữa đánh lén giết chết Trận Kinh Không Viêm Ma Tướng, trở thành là tốt bia ngắm. Lời này nếu thật nói ra, sợ rằng vậy đối phương sẽ bị trực tiếp tức điên. Ta từng là trời sinh huyền băng thể, vì vậy sao lại tu luyện tất cả thủ đoạn đều ở đây tận lực cùng băng thuộc tính sang bên, vô luận là tu luyện công pháp, hay hoặc là thần thông, câu cũng như cái này. Như thế này biên đánh ta biên giáo ngươi một ít băng hệ thủ đoạn đi, chỉ cần là từ lực lượng của ta thi triển ra, tăng phúc sẽ càng mạnh. Trận Kinh Không lại chậm rãi nói rằng, muốn tạm thời nước tới chôn mới nhảy giáo hội Trần Phi một ít băng hệ thủ đoạn, như vậy sẽ khiến kỳ có thể bộc phát ra sức chiến đấu hạn càng cao, càng mạnh. Mà cái này cũng rất hiển nhiên là loại điên cuồng hành vi. Dù sao thần thông thủ đoạn loại vật này, coi như là cái thế kỳ tài, thậm chí tuyệt thế thiên kiêu, đều sợ rằng không dám nói nhất định có thể, hiện học hiện mại, đi. Chớ nói chi là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu bây giờ chân thực trình tự, kỳ thực cũng liền mới luyện khí, hơn nữa còn là luyện khí trung kỳ, luyện khí ngũ trọng, cự trúc cơ chân nhân cảnh cái loại này cao độ không biết có xa lắm không, lại làm sao có thể lĩnh ngộ, học tập đến ni. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Vân vân chờ đã, không được, lấy ngươi bây giờ trình tự, tức chính là có thể nắm giữ lực lượng của ta, cũng tuyệt không khả năng lĩnh ngộ ta năm đó dùng để đối chiến thủ đoạn. Sau đó hắn cũng một chút có chút phản ứng kịp, bản thân loại ý nghĩ này không có nhiều thỏa, nhíu lắc đầu phủ quyết nói. Chỉ là không hắn này thủ đoạn Trần Phi lại nên như thế nào chống lại Viêm Ma Tướng. Nếu vẻn vẹn là chính mình lực lượng, mà không có thể đủ để đem hoàn toàn, vật cố gắng kỳ dùng, thi triển ra thủ đoạn, vậy hãy cùng một mục tiêu sống có cái gì khác nhau. Hãy để cho tự ta phát huy đi, dù sao, ta cũng không muốn như ngươi nghĩ, cái gì cũng đều không hiểu. Trần Phi đương nhiên minh bạch Trận Kinh Không hiện ở lo lắng chính là cái gì. Trên thực tế, đúng tu sĩ mà nói, trong cơ thể linh khí có thể thô sơ giản lược hiểu thành là đạn, mà các loại thủ đoạn giống như là thương nhất dạng. Làm ẩu súng ống ngay cả có thể phóng ra ra đạn, có thể uy lực của nó lại tất nhiên sẽ giảm bớt nhiều, thậm chí 10 không tồn 1. Có thể, hắn lại làm sao biết ta thật không có, chuôi này tốt thương, súng, ni. Đừng quên hắn thế nhưng từng đạt được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa nam nhân, mà cái này, mới là hắn chân chính con bài chưa lật cùng dựa. Các ngươi trước trốn xa một tí đi, sau đó chỉ thấy kỳ nghiêng đầu hướng trên mặt đất còn đắm chìm trong đờ đẫn Myers Dorp đám người chậm rãi nói, sau đó mọi người, tắc sốt cục mạnh cả người giật mình, tùy theo sắc mặt hoảng sợ không chút do dự triệt đến rồi có thể đến tối cự ly xa. Nhưng dù vậy, trong mắt bọn họ chấn động, và phức tạp, cũng đều vẫn là chăm chú vào giữa không trung trẻ tuổi bóng lưng trên người, thật lâu tán không đi. Hiển nhiên là như vậy một màn, đối với bọn họ đến nói thật quá rung động, quả thực khó có thể tin. Phanh! Mà Myers Dorp đám người lui ra phía sau sau, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tự nhiên là xoay người nhìn chằm chằm Viêm Ma Tướng, khóe miệng một hiên, lại thật là, chậm rãi tại nơi giữa không trung đi bước một tiến lên. Mà theo hắn hiện vào lúc này cử động, như vậy tiến lên, cái này thế giới dưới đất khí thế cũng giống như là ở trong chớp nhoáng này lại trở nên không giống nhau. Một cổ vô hình uy áp, bắt đầu bao phủ cái này tàn phá thiên địa. Ngươi, ngươi! Từ Trần Phi bỗng nhiên bộc phát ra kinh khủng này băng linh lực sau, xa xa thành bảo thượng Không Viêm Ma Tướng, nguyên bản hắn mang trên mặt tà dị cùng làm trò ngược vẻ, cũng đã là đều thu liếm, thay vào đó, là một loại thật sâu rung động, còn có nộ nhưng mà, cùng khó có thể tin. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối là kể từ bây giờ Trần Phi trên người, đã nhận ra tương đương khí tức nguy hiểm, càng trọng yếu là loại khí tức này, càng cùng năm đó cái kia thiếu chút nữa giết chết nhà của hắn hỏa, không có sai biệt. Siêu! Trong nháy mắt Viêm Ma Tướng tự bỗng nhiên sắc mặt càng trở nên dữ tợn, lạnh lạnh ánh mắt hung hăng quang hướng Trần Phi, nhếch miệng lãnh đạm nói trên người ngươi vì sao biết có lực lượng của hắn. Lẽ nào, hắn còn chưa có chết? Một câu nói không đầu không đuôi này tự nhiên khiến xa xa Myers Dorp đám người thất thần, bởi vì bọn họ là hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng Trần Phi, lại tự nhiên nghe hiểu được hắn theo như lời nói. Chợt chỉ thấy kỳ khóe miệng cong lại, đen nhánh kia giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, chảy ra lau một cái làm trò ngược có nhiều ý nghĩa mỉm cười, nói rằng vì sao đột nhiên cảm thấy ngươi trở nên có chút không giống. Không hề giống như trước như vậy không ai bì nổi, cao cao tại thượng. Ngươi hỏi hắn. Ngươi đều còn chưa có chết, vì sao hắn tự phải chết ni? Ngươi dám cùng ta nói như vậy nói. Trần Phi có nhiều ý tứ hàm xúc, thậm chí mang theo có như vậy một điểm làm trò ngược nói,
nhất thời làm Viêm Ma tướng sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, sau đó không gì sánh được xấu xí hắng giọng lên. Hiển nhiên, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới giống như là đối phương như vậy con kiến hôi, lại thật sự có lá gan dám cùng hắn nói chuyện như vậy, hơn nữa còn là lấy như vậy miệng. Nhưng khi năm kinh khủng kia tên có khả năng không chết, đây mới là làm hắn hiện vào lúc này tối kinh sợ, cũng là cuối cùng sợ sự tình. Dù sao, hắn biết rõ, năm đó nếu không phải dựa vào đánh lén, hắn là tuyệt không khả năng đem như vậy một tên gia hỏa khủng bố, cho chém rụng dưới ngựa. Mà hôm nay, nếu tên kia thật còn chưa có chết, thậm chí có khả năng đã là lại sống lại. Nhất thời ngay cả hắn cũng không từ là nhãn thần hung hăng run rẩy, nhưng sau đó, chỉ thấy Kỳ lập tức lắc đầu phủ quyết nói không. Không có khả năng, năm đó tên kia rõ ràng là so với ta thân thủ giết chết, hiện tại lại làm sao có thể sẽ sống lại. Bọn họ nhân loại, cũng không bản lãnh như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn bất an cùng kinh sợ cuối cùng là chậm rãi có chút lui tán xuống phía dưới, lại đem cặp kia hừng hực thiêu đốt đáng sợ con ngươi, quét về phía Trần Phi, chợt có chút thở hổn hển nghiến răng nghiến lợi, điềm nhiên nói xem ra là chết cũng không sống yên ổn, tiểu tử, ngươi là chiếm được nào đó hắn năm đó lưu lại, duy nhất bạo phát lực lượng. Hiển nhiên, đây cũng là hắn hiện ở trong lòng lấy được đáp án. Năm đó tên kia tuyệt đối là đã chết, không có khả năng giống như nữa hắn như vậy sống lại, vì vậy, người này tộc tiểu tử tất nhiên là chiếm được nào đó, Kỳ năm đó lưu lại, có thể duy nhất bộc phát ra lực lượng. Là bởi vì bị đánh lén mà chết, không cam lòng sao? Thật đúng là cái tên ghê tởm a, đều đã chết, còn như vậy bất an sinh. Nghe không, hắn nói người chết cũng không sống yên ổn a, thực sự là nghĩ không ra, cái này vừa rồi như vậy không ai bì nổi. Uy thế vô cùng tên, hiện tại cư nhiên, sợ ngươi sợ lợi hại như vậy. Chẳng lẽ năm đó ngươi thật để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc? Mà đang nghe đối phương như vậy giọng nói cùng ngôn ngữ, Trần Phi không tự kìm hãm được nở nụ cười. Không nghĩ tới, trận kinh không năm đó thật đúng là có một tay a, không hổ là từng vô hạn tiếp cận đại trận sư mạnh mẽ tồn tại, quả thực không phục không được. Tất cả nói, năm đó nếu không ta còn ở dưỡng thương, lại là bị hắn đánh lén. Còn trùng hợp rời thật lâu còn có tám cung huyền tháp đều không ở trên người, loại háo sắc này, lại làm sao có thể giết được ta trận kinh không? Mau động thủ đi, người này nhượng ta có một ít nhìn chướng mắt, hanh. Từ thức hải nội truyền đến trận kinh không hừ lạnh thanh âm, có chút hàn đến làm người ta trong lòng bỡ ngỡ. Nếu không phải là bởi vì Trần Phi, chỉ sợ hắn hiện tại sớm nhịn không được tự mình động thủ. Muốn chết gì đó? Người có đúng hay không không nghe được ta đang nói cái gì? Đừng tưởng rằng cái loại này giá hạ duy nhất lực lượng là có thể cho ngươi đắc ý cái gì, phải biết rằng, năm đó ta có thể thân thủ giết chết hắn, hiện tại, như ngươi vậy đại thế phẩm cũng đồng dạng bất quá là rác rưởi mà thôi. Không đáng giá nhắc tới, mà nhưng vào lúc này, Trần Phi bên tai lại đột nhiên truyền đến một đạo nộ nhưng mà gầm nhẹ. Hiển nhiên, ở nhìn thấy Trần Phi lại dám không nhìn bản thân, Viêm Ma tướng liền rốt cục nhìn không được thực sự tức giận, trước mắt lành lạnh. Trước hắn sở dĩ sẽ như vậy thất thố, bất quá là bởi vì cố kỵ năm đó người nọ, mà thôi. Mà không phải hiện tại, không biết lượng sức, đứng ở trước mặt hắn Trần Phi. Mượn tới lực lượng có thể mạnh bao nhiêu, sợ rằng liên làm hắn trịnh trọng mà đợi tư cách cũng không có. Buồn cười vâng, như vậy con kiến hôi, còn lại dám không nhìn hắn theo như lời nói. Quả thực chính là muốn chết gì đó. Nếu là năm đó hắn lưu lại lực lượng, liền tốt nhượng bản tướng nhìn. Người loại này dạng con kiến hôi đến tột cùng là có thể phát huy được vài thành. Hay là ngay cả ta một kích đều không tiếp nổi a? Viêm Ma tướng chợt thanh âm trầm xuống, sau đó mạnh cước bộ đạp ra, liền giống như trước kinh khủng nham tương vừa nặng hồi cái này thế giới dưới đất vậy. Kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt mãn tràn ra tới, từng đạo cực kỳ kinh người nham tương sông, càng sông phá hàn băng phong tỏa, đem đột phá, phóng lên cao, cực nóng sôi trào, thiêu đốt phía chân trời. Viêm Long thôn phệ. Sau đó, một đạo lành lạnh chợt quát thanh khởi, chỉ thấy phóng lên cao nham tương đúng là cấp tốc biến thành một cái khoa trương, khủng bố đến dọa người phương Tây Ma Long. Ma Long thân thể, cũng dĩ nhiên hoàn toàn là từ kinh khủng nham tương cấu trúc ra, kỳ tràn ngập, giải ra nhiệt độ cao, thậm chí ngay cả nguyên bản xương giá tại đây đại địa cùng trên bầu trời hàn băng đều cấp tốc hòa tan lên. Đủ để có thể thấy được, là có nhiều đáng sợ. Nhất thời mặc dù là trốn được chỗ xa nhất Myersdorf mọi người, cũng không khỏi là vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, không gì sánh được sợ, nhưng là có lau một cái lo lắng lại cấp tốc thả ra ngoài.
Nếu không phải là có bây giờ Trần Tiên Sinh ngăn cản ở phía trước, chỉ sợ bọn họ đều rất rõ ràng, kinh khủng như vậy công kích, một khi phủ xuống, bọn họ tất cả mọi người chắc chắn là phấn thân toái cốt, bị dung hóa thành cho tẫn. Mà bây giờ Trần Tiên Sinh thật có thể đủ chống đối kinh khủng kia công kích sao? Tự loại vật này cũng xứng là long, chỉ sợ là liên giao, đều có thể đủ đơn giản còn hơn nó vạn phần đi. Có thể đang đối mặt kinh khủng kia uy thế kéo tới liệt diễm ma long, Trần Phi nhưng chỉ là khóe miệng cong lại, thậm chí đều có chút khinh thường nở nụ cười. Sau đó chỉ thấy Kỳ vươn tay chậm rãi một điểm. Phanh! Giống! Mà ở cái này hắn một điểm dưới, lại trong nháy mắt ở nơi này thế giới dưới đất nội có một đạo vô cùng to lớn băng lam thân ảnh ngưng tụ lao ra, sau đó ngửa đầu bộc phát ra làm người ta tâm bể mật nứt ra tiếng rít, khiến người cảm thấy lạnh lẽo hàn mang hình thành thật dài thất luyện, bày biện ra băng hàn màu sắc. Mà băng lam sắc quái vật lớn trong nháy mắt thả ra ra khí tức, lại là liên lúc này chính làm cho sâu vô cùng, không ai bị nổi nham tương ma long, cũng không khoe khoang nhiều. Chỉ thấy băng lam sắc khổng lồ thân ảnh rõ ràng là một đầu khủng bố cự mãng, có thể có hơn 20 trượng dài, cả người trải qua linh khí diễn biến, mà tạo thành từng mảnh một tốt như thủy tinh vậy thấu triệt nội tâm thật lớn băng lam lân phiến. Thế mà cái này lại đều còn chưa phải là làm người khác chú ý nhất. Làm người khác chú ý nhất là cự mãng trên người, lại đỉnh đầu cùng phúc dưới đều đã, sinh trưởng ra, bướu thịt vậy cục, giống như một sừng, tự móng vuốt. Ngươi lẽ nào gặp qua chân chính giao? Ngươi cư nhiên có thể sử dụng linh khí hóa ra loại vật này. Dù là Trận Kinh không ở nhìn thấy một màn này lúc, đều cũng có một ít nhìn không được hơi biến sắc, không nghĩ tới Trần Phi cái này, linh khí hóa vật, năng lực cư nhiên có thể lợi hại như vậy, thậm chí là, còn có khả năng gặp qua trong truyền thuyết giao. Nếu không hắn là tuyệt không khả năng diễn biến ra loại này vô hạn tiếp cận với chân thật hình thể. Mà băng lam cự mãng sở dĩ không có trên đầu một sừng, không có phúc dưới móng vuốt, không phải là bởi vì Trần Phi lực lượng chân chính, thật sự là quá thấp, cận mới luyện khí ngũ trọng, vì vậy chân thực bắt trước không ra giao long hoàn toàn diện mạo, có thể coi là như vậy, cái này cũng đã là cũng đủ kinh người. Ít nhất, liên hắn Trận Kinh không hiện tại đều có chút bị hù dọa. Tiểu tử này đến tột cùng là từ đâu gặp qua chân chính giao ha? Tổng không biết là tại đây cần cỗi tiểu thế giới nội đi. Phải biết rằng, coi như là ở phía trên, tại bọn hắn Kiềm Nam quốc gia cổ, giao, cũng tuyệt đối là hiếm thấy mà vừa kinh khủng gì đó. Dù sao vật kia loại coi như là tối bình thường chủng tộc một, sau khi thành niên, đều có đủ để sánh ngang nguyên đan chân quân cảnh cường đại tồn tại chiến lực. Chớ nói chi là bực này kinh khủng loài. Càng là có thêm khiến trăm tộc đều tiện đố gặp may mắn tiên thiên chủng tộc ưu thế, giao long thân thể, xa so với cùng giai tu sĩ lợi hại một ít. Vì vậy cái này cần cỗi tiểu thế giới nội nếu thật sự có giao, có kinh khủng kia sinh vật, sợ rằng kỳ đã sớm đã thống trị hoặc hủy diệt hết thảy, nhưng bây giờ. Bên ngoài bây giờ những người đó cũng còn quá như vậy an nhàn, vì vậy, đây không có khả năng a. Cần phải là như thế này, tiểu tử kia lại đến tột cùng là từ nơi này. Trần Phi tự nhiên chưa thấy qua chân chính giao, có thể, lại đừng quên hắn sở kế thừa vị kia tu chân giới cao nhân cùng với trong truyền thừa, đừng nói là giao, coi như là viễn cổ vô địch hậu thế không rảnh chân long ấu thể, đều cũng có lưu lại ký ức dấu vết đoạn ngắn. Vì vậy hắn hiện tại mới có thể như vậy bắt trước đi ra, đương nhiên, kỳ thực cũng liền cùng hắn chân chính gặp qua là không có gì khác biệt. Bất quá tuy rằng hắn hiện tại sở cho thấy chiêu thức ấy có đủ kinh người, nhưng này viêm ma tướng. Nhưng cũng không phải là cái gì bình thường thường nhân. Có thể ở năm đó cùng Trận Kinh không đánh cờ trong, thiếu chút nữa đem chân chính giết chết, kỳ lớp 10 theo, cái này đủ để chứng minh hắn phi phàm. Vì vậy, sau đó chỉ thấy viêm ma tướng cũng là ép buộc bản thân tỉnh táo lại, điều khiển liệt diễm ma long bỗng nhiên hướng về phía Trần Phi đó là một ngón tay. Tiểu tử, người đã chân chính muốn chết như vậy, quyển kia đem sẽ thanh toàn ngươi. Cho ngươi cơ hội lần này. Hắn đang nói dữ tợn gầm hét lên, nham tương cuồn cuộn làm cho. Oanh! Mà theo hắn cái này một ngón tay giờ dưới, chỉ thấy thành này bảo trước, thế giới dưới đất nội, trong nháy mắt cực kỳ kinh người nham tương cuồn cuộn liền lại là trở nên càng kinh khủng. Mà ở phần này khủng bố trong, như tiểu sơn vậy khổng lồ mà lại dữ tợn liệt diễm ma long, theo đuôi rồng, bỏ rơi long cánh, cả cỗ thân thể chợt bày biện ra làm người ta kinh hồn táng đảm quang thải. Mà cái loại này quang thải, cũng không phải địa cầu, thậm chí là tại tu chân giới nội đều cực kỳ hiếm thấy, liên Trần Phi truyền thừa trong trí nhớ cũng không có,
nhưng hắn lại có thể cảm giác được trong. Khủng bố! Loại lực lượng này, chỉ sợ là tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh cường đại tồn tại tới, đều tuyệt không dám nhiễm mà lên, bởi vì sẽ ngã xuống. Phanh! Mà nhưng vào lúc này, Viêm Ma tướng lại đã bỗng nhiên hít sâu một hơi, sau đó trong mắt hàn mang lóe lên, cặp chân kia trưởng, lại trực tiếp ở giữa không trung nặng nề dẫm dưới. Viêm Ma bí pháp, Viêm Long móng. Giống. U. Kèm theo kinh khủng kia tiếng gầm gừ vang vọng khu vực này, liệt diễm ma long lại cũng giống giận, vang vọng thiên địa, liệt diễm cuộn, không gì sánh được làm cho. Tùy theo từng đạo khủng bố nham tương tại đây đáng loạn trong phóng lên cao, mà tại đáng sợ kia tràng cảnh trong, chỉ thấy một lớn vô cùng, lân giáp xâm xâm viêm long móng tự viêm sóng trong khói mù đưa ra ngoài. Làm cho cảm giác long trời lở đất. Chỉ kia viêm long móng, nóng rực không gì sánh được, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, đem cái này phiến thế giới dưới đất đều trong nháy mắt nhuộm thành địa ngục hỏa sắc, làm cho sâu vô cùng. Cái loại này uy thế, thậm chí khiến xa xa Myersdorf bọn người hoàn toàn sợ choáng váng, hình như là trong mộng chính kinh lịch hủy diệt vậy. Cuộc sống thực tế trong, sao có thể có đáng sợ như vậy tồn tại, cùng lực lượng. Mà như vậy kinh khủng một móng dưới, thậm chí sợ rằng liên ít hơn chút thành trấn đều có thể trực tiếp bị hủy diệt gần một nửa, đây quả thực. Những người đó trên mặt thần sắc đã lại không thể dùng tái nhợt để hình dung, mà là tuyệt vọng. Triệt để tuyệt vọng. Kinh khủng như vậy như địa ngục ma thần vậy tồn tại, muốn thế nào chiến thắng? Vậy căn bản, hoàn toàn, quả thực chính là tuyệt chuyện không thể nào, xong, cái này bọn họ là thực sự xong. Những người này trong ngày thường coi như là cao cao tại thượng, thậm chí phóng nhãn toàn cầu, đều tuyệt đối xưng là tối thượng du một nhóm kia cường đại nhân vật, nhưng hôm nay bọn họ mới tuyệt vọng biết được, trên đời này, nguyên lai là thật có bọn họ hoàn toàn khó có thể sánh bằng cao độ. Bọn họ cùng ngọn lửa kia giảm cường đại tồn tại trong lúc đó, đến tột cùng là bực nào khoảng cách chênh lệch. Bang bang phanh. Liệt diễm ma long long chảo sở trải qua chỗ, không khỏi là không khí bị trưng khô, đại địa cháy đen một mảnh. Long chảo trung tâm nhất khu vực thậm chí còn đã hóa thành một đạo đáng sợ nham tương liệt diễm ninh ốc, đem cái này ven đường sở hữu gặp được tất cả, đều hủy diệt, đều thôn phệ. Chỉ cần rơi vào trong đó. Coi như là tầm thường sơ đạp trúc cơ chân nhân cảnh cường đại tồn tại, đều tương hội tại trong khoảnh khắc bị cứng rắn hóa thành hư vô. Vì vậy trong nháy mắt coi như là ở Trần Phi thức hải nội trận kinh không cũng hơi biến sắc, sau đó giọng nói ngưng trọng nhắc nhở cẩn thận một chút, người này vừa lên đến tự hoàn toàn không lưu thủ. Mặc dù bây giờ Trần Phi là chiếm được lực lượng của hắn, có thể, dù sao kỳ có chân thực cảnh giới quá thấp, thấp đến có thể đem hắn lực lượng này phát huy được vài thành. Đều thật đúng là cái không biết bao nhiêu. Làm người ta không khỏi có chút lo lắng. Không hổ là có thể thiếu chút nữa giết chết trận kinh không tên. Trần Phi lúc này cũng là thật sâu hô một cái khí. Hắn nhìn uy lực kia cường đại đến làm người ta giận sôi long chảo, không tự kìm hãm được đều có chút có mắt sừng co quắp, da đầu tê dại lên, cái loại này lực lượng, quả thực đã có một ít vượt qua hắn nhận chi phạm vi. Không có biện pháp. Tuy rằng hắn là chính mình vị kia tu chân giới cao nhân ký ức truyền thừa, cũng là, lật xem lướt qua, quá rất nhiều đáng sợ đến long trời lỡ đất tuyệt thế tiên chiến. Có thể, cái loại này lật xem dù sao không phải là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cho nên liền tổng hội giống như là muốn kém chút gì. Cũng tự nhiên không giống như là như bây giờ chân chính tự mình cảm thụ, cảm xúc lớn như vậy. Bất quá coi như là như vậy cường đại, thì thế nào? Bây giờ ta... cũng tốt giống như đồng dạng không bình thường a. Nhưng sau đó, đã thấy kỳ khóe miệng kiệt ngạo vểnh lên, tự tiếu phi tiếu. Hiện hắn hôm nay, có thể hoàn toàn thừa kế trận kinh không đỉnh lúc 7-8/10 lực lượng. Nếu cái này còn bị khiến cho kinh hồn táng đảm, chạy trối chết, vậy không tự quá mất mặt, quá phế vật sao? Ha! Sau đó chỉ thấy kỳ cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con người bay vút ra một đạo ngoan lệ thần thái. Ngay sau đó cơ thể chăm chú một băng bó, nặng quát một tiếng, liền cư nhiên hướng lộng lẫy bông tuyết cự mãng há mồm ra. Nhất thời phảng phất có một sợ rằng mang tất cả lực liền đem cự mãng cho cuồn cuộn nổi lên, hóa thành một đạo lam quang, cư nhiên hướng về Trần Phi trong miệng bị nuốt vào. Làm trong chớp nhoáng này, mọi người nhìn thấy một màn này lúc, cũng không nhịn được sởn tóc gáy, da đầu nổ tung lên. T, người đang làm gì?
mau dừng tay, thân thể của ngươi làm sao có thể chịu tải được ở của ta linh khí lực lượng. Thức hải nội trận kinh không là trước hết phản ứng kịp Trần Phi cái này, hoang đường, cử động người, chợt liền nhịn không được thở hổn hển phẫn nộ quát. Tựu Trần Phi còn con này luyện khí ngũ trọng thân thể, sao có thể chịu tải hắn trận kinh không lực lượng. Đây không phải là hồ đồ, mà trên thành bảo sừng sững ở trong hỏa diễm viêm ma tướng con ngươi, cũng là bỗng nhiên co rụt lại, lau một cái tên là kinh dị tâm tình. Cũng cực kỳ nhân tính hóa xuất hiện ở hắn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm đồng trong. Bất quá sau đó, hắn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm đồng trong, rồi lại làm trò ngược vậy hiện ra lau một cái vẻ châm chọc, nhìn phía Trần Phi, như là đang nhìn một cái đầu không linh quang ngu ngốc, nói ngươi bây giờ là ở ghét bỏ bị chết không đủ nhanh. Thật sự có ý tứ, đã như vậy, để bản tướng đưa ngươi xuống địa ngục đi. Giống. Viêm ma khí thế hoảng sợ con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, liệt diễm ma long long chảo cũng rốt cục dường như hủy diệt hỏa diễm như sao rơi, hoảng sợ hạ xuống, nhấc lên cuồng liệt khủng bố sóng xung kích. Nghiêng trời lệch đất. Oanh. Lực lượng như vậy cùng trùng kích chân thực thật là đáng sợ, quả thực như là hủy diệt vậy. Cuồng liệt nham tương, kinh khủng liệt diễm ma long long chảo, tự Trần Phi đứng đang ở khu vực khuếch tán ra, nhất thời làm không khí đều phảng phất là bị trưng khô, toát ra đáng sợ rung động, vô cùng đáng sợ. Sau, liên cách đó không xa viêm ma tướng dưới chân sở tồn tại tòa thành đều ầm ầm bộc phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, ầm ầm bắt đầu sập. Cái này, sẽ không. Myersdorf đám người ở trong chớp nhoáng này tất cả đều cả người như rơi vào hầm băng, vẻ mặt mất đi huyết sắc. Bởi vì hiện nay, Trần Phi Trần Tiên Sinh chính là bọn họ có thể sống được tới duy nhất hy vọng, nhưng bây giờ. Không, không thể nào. Không thể nào đâu. Hanh, không chịu nổi một kích lâu. Ừ. Mà viêm ma tướng ở nhìn thấy một màn này lúc cũng bỗng nhiên khinh thường hừ một tiếng, vẻ mặt đều là khinh miệt cùng với vẻ châm chọc. Nhưng sau đó, hắn lời này đều còn chưa nói hết, đôi tròng mắt kia lại bỗng nhiên con người bạo lui hướng về long trời lỡ đất hủy diệt khu vực giật mình trọng trọng quét tới. Sau đó, mọi người bên tai liền rõ ràng nghe được, bỗng tựa hồ là có đáng sợ nát băng tiếng vang lên. Siêu! Myersdorf đám người cũng rốt cục có phát giác, nhãn thần quét tới. Chỉ thấy vốn là hẳn là bị hủy diệt hết thảy cháy đen đại địa trên, lại chẳng biết lúc nào. Cư nhiên nhiều hơn một khối dường như là cự thạch vậy hàn băng. Mà lúc này, chính đang lúc mọi người từng giọt sợ hãi ánh mắt nhìn soi mói, hàn băng lại, răng rắc, nứt ra rồi, lộ ra một đạo nhân ảnh. Tùy theo rậm rạp chói tai nát băng thanh càng thêm dày đặc, càng thêm nồng nặc. Sau cùng, rốt cục có một hàn khí hướng bắn kèm theo một tiếng vang thật lớn, cự thạch kia vậy khổng lồ hàn băng, nứt ra rồi. Cái này. Tất cả mọi người mục trừng khẩu ngốc, thậm chí hoảng sợ nhìn. Sau đó trong lòng liên một loại tên là, chấn động đến tột đỉnh, cảm xúc, đều hoàn toàn không đè nén được bộc phát ra. Người quả thực ngây người. Bởi vì cự thạch kia vậy khổng lồ hàn băng vỡ ra sau, một đạo nhân ảnh, lại không bị thương chút nào từ trong đi ra. Càng làm cho chính là hắn hiện vào lúc này thân thể, hoàn toàn là từ băng lam sắc bông tuyết chú thành, cơ thể thật căng thẳng tràn đầy bạo tạc tính lực lượng. Còn người sáng như tinh thần, rạng rỡ sinh huy, kỳ lạ nhất là băng lam sắc toái phát trong, đúng là có một đôi tràn ngập đáng sợ hơi thở gồ lên, trong suốt trong sáng, quanh thân tràn ngập một luồng nhàn nhạt kim mang. Phụ thân thuật, không đúng, phụ linh thuật, cũng không đúng, đây rốt cuộc là, thức hải nội trận kinh không ở nhìn thấy một màn này lúc, cũng không cấm có chút ngây người. Không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên thật chịu tải hạ lực lượng của hắn, còn là chịu tải hoàn mỹ như vậy. Còn có kỳ hiện vào lúc này thi triển thủ đoạn, kỳ huyền diệu, trình độ quỷ dị, thậm chí ngay cả hắn đều hoàn toàn nhìn không ra. Cái này, tiểu tử này đến tột cùng là từ đâu hiểu tới đây loại quỷ dị, kinh người thủ đoạn. Mặc dù là trận kinh không, từng vi kiềm nam quốc gia cổ ta nghìn năm đại giáo đích truyền thủ tịch đệ tử, cũng đều hình như cầm không được loại vật này. Tổng sẽ không, tiểu tử này thật có cái gì thiên đại địa vị đi. Trận kinh không bỗng nhiên lại nghĩ đến Trần Phi trong cơ thể thích thần bí mà vừa kinh khủng kim huyết, trong ánh mắt tùy theo lộ ra nồng nặc suy tư, cùng chấn động. Nếu không có như vậy, người bình thường trong cơ thể sao có thể tồn tại có loại đồ vật này? Còn có thể hiểu được như thế thần thông? Ngươi, cái này, mà viêm ma tướng lúc này trên mặt thần sắc cũng rốt cục thay đổi hoàn toàn,
hừng hực thiêu đốt bệnh mắt đỏ đồng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nguyên bản trong ánh mắt trào phúng, đã rồi không gặp, thay vào đó, là một hoàn toàn sợ hãi cùng sắc mặt tái xanh. Không nữa trước nửa điểm tự cao tự đại, coi thường Trần Phi thần sắc. Không có biện pháp, bởi vì chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lúc này thủ đoạn, đã rồi triệt để vượt ra khỏi trước hắn dự đánh giá cùng tưởng tượng. Mà Trần Phi bây giờ thân thể mới trong, tràn ngập đi ra ngoài thấu xương băng hàn uy áp, thậm chí ngay cả hắn, đều chân thực, có chút một ít, tim đập nhanh bắt đi a. Xem ra, là thành công a. Mà lúc này, làm Trần Phi từ vỡ tan hàn băng trong đi tới sau, tự nhiên đã cảm giác được thân thể lột xác, cùng lực lượng kia tuôn ra. Điều này làm hắn không tự kìm hãm được nở nụ cười, nhưng sau đó, lại có một ít không hiểu lắc đầu thì thào tuy nói là thành công, bất quá thoạt nhìn ngươi thật giống như có chút không thật cao hứng. Ong ong, kèm theo hắn đạo này thoại âm rơi xuống, quanh quẩn ở chung quanh thân thể hắn kim mang lại phảng phất là thực sự mất hứng, từ bắt đầu khởi động màu sắc trong truyền đến tâm tình, rất có linh tính. Nhất thời Trần Phi đen nhánh kia trong con ngươi đó là hiện ra lau một cái giật mình vẻ. Nhưng sau đó, tự lại thấy kỳ cười lẩm bẩm nói được rồi, ta bất quá là làm thí nghiệm. Rồi hãy nói, ta hiện tại cũng có thể không có biện pháp thừa lực lượng của ngươi đi. Dù thế nào đều không dùng được, còn không bằng. Này, đừng dễ giận như vậy có được hay không? Ông, nghe Trần Phi nói như vậy, kim mang phảng phất là càng mất hứng, ong ong càng không ngừng phát sinh run giọng, màu sắc rung chuyển. Nhưng lúc này Viêm Ma Tướng cũng đã lại thu liễm hảo tâm thần. Cặp kia hừng hực thiêu đốt bệnh mắt đỏ con ngươi chết nhìn chằm chằm Trần Phi, tràn đầy sát ý có thể có thủ đoạn như vậy, cũng coi như là không làm ta thất vọng. Như vậy, giết khởi người đến tổng sẽ không như vậy không thú vị. Phải. Mà đang nghe Viêm Ma Tướng lời như vậy, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tự nhiên là vi hơi híp mắt, sau đó lại đột nhiên nở nụ cười, hướng vậy đối phương đi bước một đạp không đi, chậm rãi nói rằng cũng đã làm cho ngươi động thủ trước, hiện tại, ứng với giờ đến phiên ta đi. Nhất thời một đáng sợ khí tức liền từ trong cơ thể hắn như hỏa sơn bạo phát vậy tuôn ra, rét lạnh kia tràn ngập phía chân trời. Oanh! Viêm Ma Tướng thấy tình cảnh này mặc dù cũng là trước sắc mặt đổi, nhưng sau đó, đã thấy kỳ hai mắt rất nhanh vẻ lo lắng xuống tới, sắc mặt hiện ra lạnh lẽo, sau đó một nham tương vậy khủng bố nóng rực bắt đầu từ trong cơ thể hắn lao ra, tạo thành làm cho đỏ đậm thất luyện, không gì sánh được dọa người. Sau đó, chỉ thấy kỳ nhìn Trần Phi biểu tình khinh thường nói đừng tưởng rằng làm ra một ít hoa cả mắt thủ đoạn, là có thể thay đổi gì. Ở bản tướng trong mắt, như người vậy con kiến hôi lại dẫy dụa như thế nào, cũng liền cũng chỉ là con kiến hôi, hiểu không? Sau đó, liền đem hoảng sợ xuất thủ, giờ khắc này cho thấy hắn không gì sánh được uy thế kinh khủng, có cuồn cuộn như nham tương xích hồng sắc nước lũ từ phía sau hắn vọt lên, hóa thành một cái bàn tay, nghiền hướng Trần Phi, kinh khủng diễm sóng ngất trời. Loại tràng cảnh đó lúc này liền làm người ta can đảm câu liệt lên. Mặc dù là Trần Phi, cũng còn là lúc này sắc mặt có chút ngưng nhưng mà lên. Hanh! Nhưng lập tức, chỉ thấy kỳ sắc mặt lạnh lùng trọng trọng hừ một cái, một thanh hoàn toàn là từ bông tuyết chú thành xanh thẳm cự kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, hướng về phía trước đón đánh mà lên, bắn tóe ra khủng bố sâu vô cùng kiếm khí, xé rách vân vô ích, đại địa, khiến nham tương tan vỡ. Vì vậy, cái này hai người bọn họ đại chiến, cuối cùng là chân chính, hoàn toàn mở ra. Oanh! Làm Trần Phi cùng Viêm Ma Tướng đụng vào nhau lúc, đổ nát tòa thành phế tích trên, bất ngờ lúc này nổ tung từng tầng một khiếp người sâu vô cùng khí lãng rung động, vô tận băng lam vẻ gắt gao đóng băng theo kinh khủng kia nham tương, tự vĩnh đông hàn tinh vậy. Một màn này trực tiếp là khiến mọi người tại đây đều có chút bị sợ choáng váng, sắc mặt hoảng sợ. Thậm chí cận chỉ là bởi vì trùng kích. Đều khiến xa xa Myersdorf đám người ngực phảng phất nhanh nổ tung, hai lỗ tai, trong miệng, trong lỗ mũi tràn ra tiên huyết, cả gương mặt trên thần sắc tất cả đều là kinh hãi. Cũng chỉ là va chạm khí lãng tựu cư nhiên làm bọn hắn bị thương, hai người kia chân chính giao thủ, lại nên có kinh khủng bực nào, cỡ nào nghịch thiên. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Không phải không thừa nhận lực lượng của ngươi bây giờ quả thật có tư cách làm ta cầm một ít hứng thú, bất quá. Ngươi thật cho rằng cái này mượn tới lực lượng chính là vạn năng. Chỉ ngươi loại này con kiến hôi, có thể chống bao lâu? Còn là đừng làm cho ta nở nụ cười, thành thật chết ở bản tướng thủ hạ đi, cái này cũng có thể coi là vinh hạnh của ngươi. Viêm Ma Tướng lạnh lùng mở miệng, cả người tràn ngập nhiệt độ cao,
cả cỗ thân thể đều tốt giống như hoàn toàn là từ nham tương cấu trúc thành, trở nên nóng cùng cháy đen lên, giết hướng Trần Phi. Phải, chết ở thủ hạ của ngươi đều được vinh hạnh của ta. Ngươi thật đúng là để mắt chính ngươi, quên đi, ngươi đã muốn nhìn ta có thể, no, bao lâu, ta đây để ngươi mở mắt một chút đi. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh nhàn nhạt cười nhạt, giờ khắc này thậm chí cũng không đang động dùng bí pháp gì cùng thần thông, chỉ muốn cái này mới thân thể cùng va chạm. Đây cũng là trước hắn sở thi triển ra bí pháp khủng bố. Đem trận kinh không băng hệ linh khí hoàn toàn là biến thành mình dùng, là tối trọng yếu còn là đem tạm thời sáp nhập vào thân thể, khiến thân thể cường đại dị thường, cái thế vô cùng. Mà thủ đoạn như vậy, mặc dù là trận kinh không như vậy địa vị kinh người, bối cảnh thông thiên hạng người, cũng đều là chạm đến không được. Bởi vậy, cũng tự nhiên có thể làm chứng kỳ chỗ huyền diệu cùng khủng bố. Thậm chí, nếu không phải là bởi vì Trần Phi hiện tại biết ở bên trong thân thể của hắn, có tích thần bí kim huyết ở thủ hộ bản thân, chỉ sợ hắn cũng không dám như thế điên. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, hắn hiện tại quả thực thành công. Phanh! Sau đó chỉ thấy kỳ hung hãn ra quyền, tay kia cánh tay đều phảng phất là biến thành một cái mấy trượng lớn lên băng mãng, hàn khí tùm, băng lãnh thấu xương. Thủ đoạn như vậy ở trong tay hắn quả thực rất mạnh. Đứng tại ở giữa không trung trực tiếp cùng viêm ma tướng khai chiến, lay động theo thần thông của đối phương thủ đoạn, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc leng keng nổ, có hỏa hoa bắn tóe. Mà một màn này cũng khiến thức hải nội trận kinh không có chút lặng lẽ. Nguyên bản, hắn căn bản không cho rằng Trần Phi có thể là viêm ma tướng địch thủ, coi như là chính mình lực lượng của hắn, cũng không có khả năng. Dù sao cái này trong chênh lệch chân thực quá rõ ràng. Một cái là hoàn toàn dựa vào lực lượng của chính mình, một bước một cước ấn đi cho tới hôm nay mức này, một cái khác lại vẻn vẹn chỉ là mượn lực lượng của hắn. Chênh lệch này chẳng lẽ còn thiếu rõ ràng. Nhưng bây giờ Trần Phi biểu hiện lại trực tiếp kinh đến hắn á khẩu không trả lời được. Phanh, phanh, phanh. Rồi hãy nói đổ nát thành bảo thượng không chiến trường, lại là thật khủng bố hàn khí cùng nóng rực nham tương đan vào thành làm người ta can đảm câu liệt thác nước rung động. Vô hạn trùng kích, vô hạn va chạm, vô hạn cuồng liệt. Đây hết thảy quả thực khiến cái này phiến dưới đất khu vực đều phảng phất là muốn sụp đổ. Liên không khí đều bị vô hạn lần trưng khô, hòa tan, đông lại, cuối cùng trực tiếp trở thành chân không, quả thực hết thảy đều trở mình thiên địa, tràng cảnh chấn động đến làm người ta khó có thể tin. Cái này, tuy rằng lúc này viêm ma tướng vẫn chưa rơi vào hạ phong, có thể hắn nhưng vẫn là giật mình. Phải biết rằng hắn hiện tại mặc dù không phải là trạng thái tột cùng, có thể nhưng cũng không phải là trước hắn không rõ nói 5-6 thành, như vậy thấp. Mà như vậy đẳng cấp lực lượng, coi như là phổ thông một chút chiến tướng cùng cấp trúc cơ chân nhân cũng không quá quan tâm khả năng có thể chống lại, nhưng bây giờ, lại không nghĩ rằng tiểu tử kia cư nhiên thực sự cùng hắn chiến đấu xuống, cái này, làm sao có thể? Giống. Bất quá sau đó chỉ thấy kỳ phát sinh gầm lên giận dữ. Đầy hỏa diễm vậy tóc loạn vũ tung bay, làm như tất cả liệt diễm ma long đang gầm thét, cả người nham tương tuôn ra. Nhấc tay một thanh ma long cự đao xuất hiện ở linh quang dung chuyển giữa không trung, tản ra vô cùng làm cho khí tức, chém về phía Trần Phi. Nhất thời người sau trên mặt đó là cả kinh. Cẩn thận một chút, chiều này đương sơ thiếu chút nữa làm ta đoạn cái cánh tay. Thức hải nội trận kinh không cũng là nhắc nhở. Thiếu chút nữa khiến ngươi đoạn cái cánh tay. Trần Phi nhãn thần run lên, có chút kinh dị lẩm bẩm nói. Tuy nói, năm đó trận kinh không là khôi lỗi thân thể, nhưng có thể thiếu chút nữa chém rơi hắn một cái cánh tay, cũng quả thực thật lợi hại. Đủ để chứng minh một chiêu này bất phàm cùng cường đại. Hô! Nhưng sau đó, chỉ thấy kỳ trọng trọng thở một hơi thật dài, thần sắc chợt có chút rung chuyển. Kỳ trong tay chuôi này hoàn toàn là từ bông tuyết chú thành xanh thẳm cự kiếm, cũng ở đây trong nháy mắt phóng lên cao. Mạnh hóa thành từng đạo làm cho băng lam kiếm khí, dựng đứng tại đây giữa không trung, chừng 36 nói, tạo thành một tòa kinh thế kiếm trận. Sau đó một luồng sợi kiếm khí đó là dung chuyển, tản mát ra bức nhân uy thế, như có thể đem hết thảy đều triệt để đóng băng càng tiêu diệt vậy. Trần Phi lúc này cũng bị kiếm kia trận bảo vệ xung quanh ở tại trong đó, một thật lớn kiếm khí ngưng tụ thành vọt lên, nhìn về phía trước phương. Kiếm trận. Thức hải nội. Trận kinh không sắc mặt lại một lần nữa có chút cứng đờ. Hắn vốn là kiến thức rộng rãi, càng bản thân chính là một vị vô hạn tiếp cận,
đại trận sư, tầng thứ trận pháp sư, dĩ nhiên đối với kiếm trận này cũng không xa lạ gì. Hơn nữa hắn còn rất rõ ràng, loại này đem kiếm đạo cùng trận đạo hoàn mỹ lộn xộn đến cùng nhau kiếm trận thủ đoạn, mặc dù là tại nơi tu chân giới, nhưng chưa từng nghĩ không ngờ ở Trần Phi cái này gặp được. Tiểu tử này cứu lại còn có bao nhiêu con bài chưa lật. Nguyên lai đây chính là Tam Dương kiếm điển trung cực thủ đoạn, nghịch không kiếm trận. Tuy rằng hiện cũng là không hoàn chỉnh trạng thái, bất quá, coi như là nhượng ta sớm cảm thụ một thanh. Quả thật có quá huyền diệu. Trần Phi tắc là có chút hưng phấn thấp giọng độc thoại, rốt cục đem kiếm trận này lai lịch, cho nói đi ra. Nguyên lai, kiếm trận này đúng là hắn hiện nay phụ tu công pháp Tam Dương kiếm điển trung cực thủ đoạn, tên là nghịch không kiếm trận, chỉ có làm công pháp này tu luyện tới tầng thứ 7 viên mãn, hoặc là tu vi đã đi đến luyện khí cảnh cực hạn, hoặc đã ngoài, mới có thể thi triển ra. Đến mức kiếm này trận uy lực, nếu là có thể hoàn toàn bày ra nói, theo công pháp trong nói, giết chết luyện khí cảnh cửu trọng viên mãn như trò đùa, có thể chiến trúc cơ chân nhân. Hơn nữa, cái này hay là tu luyện người chưa đi vào trúc cơ chân nhân cảnh tình huống dưới. Bất quá, cái này tóm lại vẫn chỉ là luyện khí cảnh thủ đoạn, cũng không biết có thể hay không làm ta thất vọng. Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hơi ba động, tại nơi rất nhiều hai mắt quang, thậm chí viêm ma tướng đều có chút sắc mặt âm trầm nhìn soi mói, rốt cục đưa tay hướng kiếm kia trận trọng trọng một điểm. Phanh một tiếng vang thật lớn, chợt đã rồi tận trời đón đánh ma long cự đao thật lớn kiếm khí, cũng bỗng nhiên trở nên càng cường đại rồi mấy phần. Lợi hại mũi nhọn quang xé rách không khí. Sau đó, nghịch không kiếm trận sở bạo phát thật lớn kiếm khí, cũng đã là nghĩa vô phản cố. Không hề do dự hung hăng chặt chém mà lên. Tại nơi Myersdorf đám người sợ hãi, khẩn trương, run rẩy ánh mắt nhìn soi mói, một kiếm này rốt cục cùng ma long cự đao như từ trên trời giáng xuống hai khỏa vẫn thạch, mang theo hủy diệt vậy ba động, hung hăng hướng đụng vào nhau. Đến tột cùng là viêm ma tướng thủ đoạn lợi hại, còn là Trần Phi cái này nghịch không kiếm trận càng mạnh. Tại nơi đông đảo song run rẩy ánh mắt bỏ qua dưới, chỉ thấy đổ nát thành bảo thượng không. Trần Phi cùng viêm ma tướng hung hãn đụng nhau trung gian giữa không trung khu vực, một đao kia một kiếm, đã như xẹt qua phía chân trời vẫn thạch vậy, ầm ầm tướng đụng vào nhau. Thương! Đánh chốc lát, đinh tai nhức óc tiếng nổ liền hoảng sợ vang vọng tứ phương. Theo sát phía sau còn lại là cuồng bạo nham tương cùng băng lam kiếm khí, cơ hồ là ở trong nháy mắt, đó là lấy một loại kinh khủng tư thái mang tất cả ra, bẻ gãy nghiền nát, nghiền ép tứ phương. Sau đó phương viên mấy chục thước trong phạm vi, đều là hoảng sợ bị đạn đạo bạo tạc vậy tràng cảnh cho bao phủ. Chỉ là nhấc lên trùng kích tới khiến xa xa Myersdorf đám người ca ca gặp đòn nghiêm trọng, tất cả chật vật chí cực ho ra máu. Một màn này tự nhiên là vô cùng chấn động cùng dọa người. Đều cách xa như vậy, lại còn sẽ giống như vậy thụ thương. Bang bang phanh. U. Mà giữa không trung hai đại thủ đoạn kinh khủng thủ đoạn. Lại còn chưa tiêu tán đình chỉ, mà là rằng có tại nơi bầu trời. Ai cũng vô pháp đem ai hoàn toàn phá hủy. Trần Phi cái này, nghịch không kiếm trận, đúng là thật cùng viêm ma tướng áp đáy hòm thủ đoạn liều mạng chẳng phân biệt được trên dưới. Đừng nói là thức hải nội trận kinh không đều có chút sững sờ, ngay cả Trần Phi bản thân, cũng có chút không nghĩ tới. Dù sao, cái này nghịch không kiếm trận nghiêm ngặt lại nói tiếp, cũng chỉ là luyện khí cảnh tầng thứ thủ đoạn. Cùng hắn bây giờ cùng đối phương giao chiến trình tự kém khá xa. Kỳ thực ngay từ đầu hắn chỉ là muốn tạm thời thử xem, lại không nghĩ rằng, lại thực sự liều mạng thành bất phân thắng phụ. Hắn tay của hai người đoạn, lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Cái này tự nhiên là từ mặt bên ấn chứng cần kiếm trận cường đại. Có kiếm khí nghịch loạn oai thế. Như vậy, nếu thật chỉ là tại nơi trúc cơ chân nhân cảnh dưới, luyện khí cảnh trong. Cái này nghịch không kiếm trận liền sợ rằng thật có thể đủ quét ngang. Vô địch hậu thế. Đáng chết, vì sao cái này con kiến hôi mượn tới lực lượng đều có thể cùng ta liều mạng tương xứng. Mà viêm ma tướng lúc này sắc mặt lại dĩ nhiên âm trầm tới cực điểm, hắng giọng khó xem. Không có biện pháp, hiện tại con kiến hôi lực lượng cũng chỉ là mượn tới, lại cư nhiên cùng hắn đánh đến tương xứng, cái này chứng minh rồi cái gì? Chứng minh rồi hắn chẳng lẽ là phế vật sao? Loại này tương xứng hoàn toàn là làm hắn cảm giác được nhục nhã. Sỉ nhục. Ừ. Bất quá ngay hắn hiện vào lúc này chính, cố, nổi giận lúc, nhãn thần lại đột nhiên một ngưng, chợt ngẩng đầu, con người có chút co rút lại nhìn phía một đao kia một kiếm đụng nhau chỗ.
nghịch không kiếm trận ngưng tụ thật lớn kiếm khí lại đột nhiên là bộc phát ra cực kỳ lăng liệt làm cho ba động. Trần Phi lại tuyển trạch đem trực tiếp cho tự bạo, nổ tung. Phanh, làm nghịch không kiếm trận kiếm khí tự chợt nổ tung lúc, nguyên bản cuồng loạn cái này phiến thế giới dưới đất trong nháy mắt trở nên vắng vẻ, sau đó đó là kinh khủng kia trùng kích tán hướng về phía bốn phương tám hướng, khiến ma long cự đao trực tiếp bị bao phủ, tan vỡ ở trong đó. Phốc suy, viêm ma tướng cổ họng quản mạnh nhuyễn giật mình, tùy theo một ngụm máu tươi cuồng nhổ ra, khí tức một trận hỗn loạn. Cũng chưa phản ứng kịp, bị phản phệ liên lụy đến có chút bị thương. Chết tiệt con kiến hôi, ta ngày hôm nay tuyệt đối muốn cho ngươi xuống địa ngục. Lại cư nhiên bị Trần Phi thương tổn được, viêm ma tướng giờ này khắc này trong lòng nhục nhã cùng lửa giận, cũng không nén được nữa, triệt để bạo phát. Cuồng nộ cảm xúc thậm chí linh khí sắc mặt đều giữ tợn tới tột đỉnh, trong miệng mặt còn phát ra điên cuồng hét lên thanh, giống ở thiên địa. Nhường ta xuống địa ngục, ngươi hay là trước quản tốt chính ngươi đi, nghịch không kiếm trận, giết. Bất quá, ngay hắn tiếng giống giận này vừa mới vừa dứt dưới, trên mặt hắn vẻ dữ tợn lại độ kịch biến lên, con ngươi bạo lui. Bởi vì hắn lại cảm giác được, ở phía sau hắn chẳng biết lúc nào cư nhiên hiện ra một cổ kinh khủng kiếm khí lực. Kèm theo Trần Phi tiếng cười lạnh hạ xuống, liền phảng phất là kinh đảo hãi lãng nặng như nặng hướng hắn vồ xé đè xuống. Mà nghịch không kiếm trận lực lượng tự nhiên vô cùng, thậm chí phảng phất có thể xé rách tất cả, làm cho tới cực điểm. Thậm chí khiến viêm ma tướng đều trong lòng hiện ra tùm sợ khí. Bất quá mặc dù là đến rồi loại trình độ này, hắn đều còn chưa phải là thập yêu tỉnh du đích đăng. Chỉ thấy kỳ nham tương vậy thủ đoạn hung hăng vung, liền khi hắn cặp kia nhục nhã. Dư tợn, lạnh lạnh bệnh mắt đỏ đồng trong, bàng bạc nhiệt độ cao tựa như cùng là như nước thủy triều rơi xuống, ở phía sau hắn cận 30 cm địa phương, tạo thành một mặt đủ để vật che chắn hết thảy hỏa diễm tường, hừng hực thiêu đốt liệt diễm. Phanh, nghịch không kiếm trận làm người ta hoa cả mắt kiếm khí, hung hăng rơi tại nơi mặt hỏa diễm trên vách tường, nhất thời làm kỳ bỗng nhiên run, vẻn vẹn chống đỡ chỉ chốc lát, liền ầm ầm sập, bất quá lúc này viêm ma tướng cũng đã có đầy đủ thời gian tránh đi. Cùng phản kích. Nếu đánh lén đến, vậy cũng đừng nghĩ đi. Sau đó chỉ thấy viêm ma tướng giữ tợn quát, ngôn ngữ tùm, sau đó bắt đầu từ trong cơ thể hắn khủng bố nham tương lực lại không giữ lại chút nào ầm ầm bạo phát. Nham tương lực hóa thành quang trụ, hung hăng đụng vào nghịch không kiếm trận trên, kỳ mỗi một lần đánh, đều có thể đủ khiến người sau kịch liệt rung chuyển, thậm chí cực kỳ cao phụ hạ áp đảo cảnh giới tuyến vận chuyển. Hiển nhiên cái này nghịch không kiếm trận tệ đoan. Lúc này đã có một ít nổi lên đi ra. Cái này dù sao chỉ là luyện khí cảnh thủ đoạn, coi như tinh diệu nữa, lợi hại hơn nữa, nhưng bây giờ trận chiến đấu này cũng đã là trúc cơ chân nhân cảnh trình độ A. Ngươi kiếm trận này chỉ là luyện khí cảnh thủ đoạn, có chút không quá đủ. Trận kinh không hiển nhiên là đã nhìn ra trước mắt cục diện này, có chút giọng nói ngưng nhưng mà mở miệng nói. Ta biết, Trần Phi nghe vậy lên tiếng, lập tức khóe miệng lại hơi câu dẫn ra đến. Cười nói bất quá, không tất cả nói đây chính là một cái khó được tốt bia ngắm, không luyện nhiều một chút, sao được. Ngươi thật đem hắn trở thành là cái bia, nghe vậy thức hải nội trận kinh không lập tức liên giọng nói đều có chút kinh dị lên, vẻ mặt phức tạp. Hiển nhiên, hắn là thật không có nghĩ tới Trần Phi cư nhiên sẽ cho hắn loại này trả lời. Đem từng đem giết chết hắn trận kinh không viêm ma tướng, trở thành là mục tiêu sống, còn muốn luyện nhiều một chút. Nếu không ni. Ngươi không phải nói ngươi bây giờ đều đã có chút, chướng mắt, hắn sao? Đã như vậy, không đưa hắn trở thành là mục tiêu sống, còn nghĩ hắn trở thành là cái gì? Phải biết rằng ta hiện tại thế nhưng ở đại biểu ngươi, cùng hắn đánh một trận A. Trần Phi như vậy bỏ rơi một câu nói, lại cư nhiên điều khiển nghịch không kiếm trận hướng viêm ma tướng lướt đi. Nhất thời khắp bầu trời kinh khủng kiếm khí liền bay vụt lên, đáng loạn vân vô ích, xuyên thủng nham tương, tràng cảnh cực kỳ đáng sợ. Cần biết có thể giống như hắn như bây giờ, tạm thời chính mình trúc cơ chân nhân cảnh lực lượng, cơ hội như thế có thể tuyệt đối là không gì sánh được, không gì sánh được hãn hữu. Liên một phần vạn tỷ lệ đều là đánh giá cao. Mà nghịch không kiếm trận, chính là tam dương kiếm điển trung cực thủ đoạn, hầu như tất nhiên là hắn tương lai đặt chân, thậm chí rong ruổi, xưng bá tu chân giới luyện khí cảnh dựa. Vì vậy giống như bây giờ ngàn năm một thuở cơ hội tốt, hắn há nguyện không công bỏ qua. Vì vậy hắn hiện tại hoàn toàn là ước gì, có thể để cho vậy đối phương sẽ cùng hắn đại chiến 3.000 hiệp.
Như vậy nếu có thể đem cái này nghịch không kiếm trận liên lạc với thành thạo, thậm chí thông hiểu đạo lý, tự nhiên là không thể tốt hơn. Chỉ là vậy đối phương, nhưng thật giống như không hề nguyện ý cho hắn cơ hội này. Không phải không thừa nhận ta trước là có chút coi khinh ngươi, bất quá bây giờ, hết thảy đều cần kết thúc. Bản tướng không muốn sẽ cùng như ngươi vậy con kiến hôi nhiều dây dưa. Lạnh lạnh sẳng giọng thanh âm vang lên truyền đến, đã thấy viêm ma tướng xòe bàn tay ra, chợt bỗng nhiên nắm chặt, chỉ thấy một cổ kinh khủng nham tương lực tựa như là hắc động vậy ngưng tụ, làm cho nhiệt độ từ mãn tràn ra tới, một thanh ma long đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Ma long đao, cả vật thể hiện đầy cháy đen dung nham, khiến người da đầu tê dại cuồn cuộn ngọa nguậy, trưng khô không khí, diệt tuyệt phế tích. Sau đó là có một loại hủy diệt vậy khí lãng, từ trong bộc phát ra, như có thể đem cái này thế giới dưới đất tất cả, đều triệt để mai táng vậy. Viêm ma tướng khí tức càng trở nên kinh khủng, nắm đao kia hình dạng, như là nhất tôn địa ngục ma thần. Tự dùng bảo bối của ta, đưa ngươi xuống địa ngục đi. Oanh! Viêm ma tướng cầm trong tay ma long đao, cả người bắn tóe theo khí tức kinh khủng, quả thực làm người ta ở trong chớp nhoáng này đều mau cốt tủng nhiên. Mà ma long đao trên, cũng là tràn ngập làm cho cháy đen nham tương, cuồn cuộn bắt đầu khởi động, yên vụ trần thiên. Từ xa nhìn lại giống như là thật phải hóa thành một đầu ác ma long phóng lên cao, xé rách vân vô ích vậy. Đó là, thần khí. Xa xa, làm Myersdorf đám người nhìn thấy ma long đao, cảm thụ được đao phong kia trên tràn ngập khủng bố khí tức, không khỏi trong nháy mắt sắc mặt tựu thay đổi, hoảng sợ ra. Bọn họ cư nhiên ở kinh khủng kia nham tương ma long trên đao, cảm nhận được bọn họ phương Tây hắc ám thế giới thập đại thần khí, mới có khủng bố làm cho ba động. Cái này tự nhiên đưa bọn họ hung hăng lại càng hoảng sợ. Bất quá cái này cũng bình thường, lấy viêm ma tướng trình tự theo tới lịch, có thể xuất ra như thế binh khí, cũng không kỳ quái. Cẩn thận một chút, cây đao kia nếu so với thượng phẩm pháp khí đều còn mạnh hơn một ít. Đừng phớt lờ, liên trận kinh không đều là như vậy nhắc nhở nói. Nguyên lai đây chính là vậy đối phương đích thực chính con bài chưa lật a. So sánh với phẩm pháp khí đều phải cường một chút binh khí. Hô! Trần Phi nhìn viêm ma đem binh khí trong tay, nhãn thần cũng là có một ít ngưng tụ lại đến, hiển nhiên cũng là kể từ bây giờ lúc này tràng cảnh, cùng trận kinh không trong miệng nhắc nhở, đã nhận ra chuôi này ma long đao chỗ bất phàm. Cái này tất nhiên là một thanh cường đại ma đao. Hơn nữa, nếu cây đao kia thực sự là so sánh với phẩm pháp khí đều lợi hại hơn một chút nói, quả thực đối phương tên kia bây giờ vì chém giết bản thân, sợ rằng đều đã là xuất ra tối áp đáy hòm một trong những lá bài tẩy. Dù sao, như vậy đẳng cấp binh khí, coi như là tại tu chân giới trúc cơ chân nhân cảnh tầng kia lần trong, cũng tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Chính mình lực lượng kinh khủng. Giống như người vậy con kiến hôi, ta vốn đang cho rằng tùy tùy tiện tiện là có thể dễ dàng thu thập hết, bất quá, hiện tại xem ra, tựa hồ là ta nghĩ lầm rồi. Bất quá như vậy cũng tốt, ngủ say lâu như vậy, cũng nên có một hồi dáng dấp giống như chiến đấu làm ta thanh tỉnh một chút. Dùng cái này, mà lòng đau. Đem đầu ngươi chặt bỏ đến, cũng nên coi là vinh hạnh của ngươi đi. Viêm ma tướng nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh lạnh nói rằng. Lại là những lời này sao? Nếu là ngươi, có thể làm được, ta đầu này mặc dù là tặng cho ngươi, làm sao phương? Chỉ là ngươi có vậy có thể lực sao? Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh một tia cười lạnh, chợt cười ha hả, tiếng cười như sấm, chấn động vân vô ích. Chỉ là ở con ngươi đen nhánh trong. Lại không có người có thể từ đó nhìn thấy bất kỳ thiếu ý, trái lại tràn đầy băng hàn vẻ. Mà đang ở hắn tiếng cười kia quanh quẩn ở cái này thế giới dưới đất gian, hắn cả người bắt đầu run run, trong cơ thể linh khí dường như là sông ngầm hắc trào vậy chảy ra đến, sau đó đó là nghịch không kiếm trận xuất hiện lần nữa ở chung quanh thân thể hắn, rậm rạp chằng chịt kiếm khí xé rách không khí, uy thế càng làm cho, trong khoảnh khắc liền hướng phía con đường phía trước hám đi. Oanh! Nhất thời kinh khủng kia kiếm trận liền bắt đầu bộc phát ra lăng liệt kiếm quang lên. Bẻ gãy nghiền nát, mang tất cả. Nhưng ta nhìn ngươi một chút đao này, có thể có thật lợi hại. Trần Phi lạnh lạnh tiếng quát vang lên theo, nghịch không kiếm trận cũng dường như là đại hải ba đào vậy, sóng cuốn chói mắt quang hoa giết về phía trước phương. Xem, muốn nhìn đương nhiên có thể, bất quá, dù sao cũng phải có chút đại giới mới có thể xem đi. Tựa như ta mới vừa nói. Dùng đầu của ngươi đến hiến tế đi. Giết! Viêm ma tướng chợt ngẩng đầu, nhìn gào thét mà đến nghịch không kiếm trận,
trên mặt lại cư nhiên không có chút nào ngưng nhưng mà hoặc là kiêng kỵ vẻ, ngược lại là một loại cười nhạt cùng trào phúng, tràn đầy hắn cặp kia hừng hực thiêu đốt lành lạnh hỏa diễm đồng trong. Phanh! Lập tức, ngay hắn thanh lạnh lùng lãnh nói vừa dứt dưới sau, liền đem hỏa diễm vậy bàn tay trọng trọng, leng keng, một tiếng, cầm chặt ma long đao, sau đó bàn chân một bước, thân hình dĩ nhiên trong nháy mắt bạo hướng dựng lên. Oanh! Viêm ma tướng lúc này tư thái hoàn toàn là đạn pháo vậy, trong tay nham tương ma long đao càng làm cho, xích quang mang tất cả, giống như liệt diễm ma long giống, một đao này sau đó hung hăng chém vào trước mặt nhào tới cường đại, nghịch không kiếm trận, lên. Nhất thời mọi người bên tai đều giống như là nhanh muốn điếc rơi, đau nhức không gì sánh được. Bởi vì, này một đao chân thực quá kinh khủng, chém vào kiếm kia trận trên điên trào theo kiếm khí trong, lại trong nháy mắt đột phá đi qua. Mấy đạo để mà cấu thành kiếm trận kiếm khí bị trong nháy mắt phá hủy rơi. Một loại làm cho trùng kích, cùng mắt thường có thể thấy được sóng gợn cũng ở đây trong nháy mắt khiến người da đầu tê dại tại đây giữa không trung tản ra. Phốc suy, Trần Phi há mồm đó là một bãi máu phun ra, sắc mặt trở nên có chút trắng bệch. Xem ra ngươi đã không đỡ được, nói như vậy, cũng là có chút làm ta thất vọng a. Trước ngươi này cuồng ngôn cuồng nói, đi đâu. Một đao hầu như chém phá Trần Phi nghịch không kiếm trận viêm ma tướng, hắn cặp kia lành lạnh bệnh mắt đỏ con ngươi, lúc này đã nhìn phía Trần Phi, cười lạnh nói. Đây mới là hắn hiện nay trạng thái mạnh nhất, chỉ tiếc, con kiến hôi tựa hồ đã rõ ràng không đỡ nổi. Cách dùng khí đi, chỉ là bằng ngươi kiếm kia trận, là tuyệt đối địch bất quá đối phương hiện tại loại trạng thái này. Thức hải nội trận kinh không rất hiển nhiên cũng minh bạch điểm ấy, có chút cau mày mở miệng nói. Gấp gáp như vậy làm gì? Ta thế nhưng, còn không có chơi đủ. Nghe vậy Trần Phi lại có một ít ngoan lệ liệt khởi khóe miệng, cự tuyệt trận kinh không nói, ánh mắt lóe lên, hàn mang xuất hiện. Sau đó chỉ thấy Kỳ Mạnh bước ra một bước, lùi về ở bên người hắn hư hại non nửa bộ phận nghịch không kiếm trận lại phóng lên cao một loại kinh khủng phong mang. Sau đó chỉ thấy kiếm kia trận ùng chấn vang lên, kiếm kia khí cũng bắt đầu cuồng bạo. Tùy theo. Cư nhiên gặp nghịch không kiếm trận đang rung chuyển dưới, chỉ vài hơi thở gian, cũng đã là biến thành một thanh băng lam trong sáng bông tuyết cự kiếm. Đừng luôn luôn nghĩ đến ngươi cất giấu con bài chưa lật. Ngươi có thể giấu, lẽ nào ta thì không thể giấu. Trần Phi vẻ mặt ngoan lệ xòe bàn tay ra, đem bông tuyết cự kiếm nắm chặt, tự tiếu phi tiếu. Oanh! Ngay hắn những lời này vừa dứt dưới, tùy theo ngay tức khắc liền có một cổ kinh khủng kiếm khí từ cự kiếm kia nội lao ra. Khiến cái này thế giới dưới đất nội tia sáng đều có chút vặn vẹo. Cái này bông tuyết cự kiếm, cả vật thể hiện đầy đinh ốc kiếm quang, lấp lánh khiến người ra đầu tê dại lợi hại quang thải, tại nơi chuôi kiếm chỗ. Còn lại là hiện ra theo cự mãng thôn phệ thái độ, miệng to như chậu máu, lành lạnh răng nanh, làm cho cảm giác như là có thể đâm thủng cái này vân vô ích vậy. Cái này, lại còn có thể, trận kinh không lại một lần nữa bị chấn áp. Chợt ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phi trong tay bông tuyết cự kiếm. Hắn có thể đoán được, thanh kiếm này chắc là đạt tới thượng phẩm pháp khí trình tự. Mà như vậy xem ra, tiểu tử kia trước câu nói kia, hoàn hảo giống như cũng có bộ phận là đang nói chuyện với hắn a. Trở lại. Phanh. Nhưng vào lúc này Trần Phi cũng đã lần thứ hai động thủ, bước ra một bước, trong tay bông tuyết cự kiếm nhất thời bộc phát ra vô cùng kiếm khí, uy thế xé rách vân vô ích, hàn đông lạnh thấu xương. Huy chém xuống. Nhất thời cái này phiến vân vô ích đều tốt giống như bị lực lượng kia bao trùm. Kiếm kia quang đến mức, rậm rạp, băng lam sắc bầy khắp tất cả. Muốn chết gì đó. Thấy tình cảnh này viêm ma tướng tự nhiên là có một ít hổn hển, không nghĩ tới Trần Phi lại còn có thể xuất ra bực này con bài chưa lật. Cái này chân thực ngoài dự liệu của hắn. Bất quá, sau đó tự còn là gặp Kỳ tỉnh táo lại, trong tay nham tương ma long đao hung hăng chấn động động. Tùy theo đó là nham tương vọt lên, mang tất cả vân vô ích, chợt càng trực tiếp từ trong tay hắn mặt tuột tay ra đi ra ngoài. Giống. Khiến da đầu tê dại, sắc mặt tái nhợt ma rồng ngâm tùy theo xuất hiện. Nhượng màng nhĩ mọi người đều nhanh muốn nổ tung, chảy ra tiên huyết. Nhưng Trần Phi nhưng thật giống như là có thể không nhìn lực lượng này vậy, căn bản bất phi sở động. Nhất thời viêm ma tướng trên mặt thần sắc liền trở nên càng khó coi. Bất quá hắn dù sao không là cái gì nhân vật bình thường, mặc dù là ở hiện tại bực này tình hình dưới, cũng vẫn có thể đem tâm tình của mình khống chế. Chỉ thấy Kỳ Nhãn thần âm lãnh nhìn lướt qua Trần Phi,
liền cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu tươi sau đó lập tức phun ra. Tiên huyết ở kỳ trước mặt ngưng tụ, cuối cùng đúng là chìm vào ma long đao trong. Oanh! Nhất thời ma long đao sợ tản ra khí tức liền tối thiểu so với trước cường ra 2-3 thành. Nhìn nữa ma đao trên, lúc này bất ngờ nhanh hơn trước nhiều hơn từng cái huyết hồng hoa văn, một loại càng thêm nồng nặc nhiệt khí, từ hoa văn trong thả ra ngoài, liền không khí đều vào lúc này rốt cục hoàn toàn bị trưng khô, đẩy ra. Như là đều không thể thừa thụ lực lượng kia vậy. Giết! Viêm ma tướng lạnh lạnh vô cùng chợt quát rốt cục tại đây vân không trung nổ vang. Như đất bằng phẳng sấm mùa xuân, mà xoay quanh ở giữa không trung ma long đao, lúc này bất ngờ đã tại nơi huyết sắc hoa văn thẩm thấu, xâm nhiễm dưới, trực tiếp là tại nơi giữa không trung biến thành một cái dữ tợn không gì sánh được, có chừng mấy chục thước lớn liệt diễm ma long. Giống, ma long giống, tràn đầy nham tương long chảo bạo dò xét ra, đúng là đem Trần Phi đứng thân khu vực hoàn toàn che đậy. Lực lượng kinh khủng hung hăng hướng phía bông tuyết cự kiếm một kiếm này tập kích. Phanh. Sau một khắc, lưỡng đạo lực lượng kinh khủng trực tiếp ở bầu trời này trên hung hãn chạm vào nhau. Lực lượng đáng sợ ba động, tựa như là đem bầu trời vỡ nhỏ, cực kỳ đáng sợ. Đây cũng là Trần Phi nghịch không kiếm trận trung cực thủ đoạn, cùng viêm ma tướng ma long đao trong lúc đó quyết đấu. Chỉ là, viêm ma tướng dù sao cũng là từng thiếu chút nữa giết chết trận kinh không người, ma long đao, cũng dù sao cũng là liên ở trận kinh không trong miệng. Nếu so với thượng phẩm pháp khí lợi hại hơn chút khủng bố binh khí. Vì vậy như vậy đụng nhau vốn chính là đúng đối với Trần Phi, đúng đối với bông tuyết cự kiếm bất lợi, từ từ rơi vào hạ phong. Cuối cùng tức thì bị phá hủy. Thua, thua sao? Mà ở thấy tình cảnh này, xa xa Myersdorf đám người, rốt cục không khỏi một đám sắc mặt trắng bệch lên, thần sắc tuyệt vọng, như rơi vào hầm băng. Nguyên bản Trần Phi chính là bọn họ hiện tại hy vọng duy nhất, thế nhưng... Nhưng bây giờ liên Trần Phi đều tốt giống như thua. Là thua à? Như vậy chỉ còn dư lại bọn họ, lấy cái gì nghịch chuyển lật bàn? Hô, cuối cùng cũng kết thúc sao? Mà viêm ma tướng lúc này cũng ngẩng đầu nhìn đã từ từ hỏng mất bông tuyết cự kiếm, không khỏi khóe miệng buộc vòng quanh nhàn nhạt châm chọc cùng lạnh lùng, nhìn phía Trần Phi, cười nhạt chơi với ngươi lâu như vậy, cũng nên được rồi. T. Có thể hắn lời này mới nói được phân nửa. Lại đột nhiên con người bạo lui, cũng hút lương khí, một khó có thể hình dung lương khí liền đi theo từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Bởi vì Trần Phi chẳng biết lúc nào, không ngờ há mồm hộc ra một tòa bẩn thỉu đồng lô. Đồng lô bất quá một tấc cao, hiện ra màu đỏ tím, cả vật thể tuy rằng lờ mờ, nhưng lại làm cho cảm giác hình như là cực kỳ đáng sợ vậy. Coi như là viêm ma tướng vẻn vẹn là ánh mắt quét đến đồng lô vậy, liền sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Như là cảm giác được có cái gì khủng bố diệt thế mãnh thú, ra hiện ở trước mặt hắn. Trần Phi nhìn chằm chằm bị hắn nhổ ra, bá đạo, đồng lô, vừa ngẩng đầu nhìn phía từ lâu là sắc mặt chợt biến viêm ma tướng, rốt cục lắc đầu, nhếch miệng cười, nói. Đúng vậy, chơi với ngươi lâu như vậy, hiện tại, cũng nên kết thúc. Ông, vân không trung run, như một chương vải rách đang bị người mạnh xé rách, phát sinh chói tai gào thét thanh âm. Rất có một càng làm cho người kinh hãi sợ, da đầu tê dại lực lượng tràn đầy xuất hiện, cuồng liệt đến nhanh làm cho hít thở không thông. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, vô luận là xa xa Myersdorf đám người, hay hoặc là viêm ma tướng. Làm ánh mắt của bọn họ nhất tề hội tụ tới Trần Phi lòng bàn tay, vậy không quá một tấc cao, bẩn thỉu, màu đỏ tím đồng lô trên lúc, con người không tự kìm hãm được co rút lại. Chỉ thấy đồng lô đầu tiên là ở Trần Phi trong tay đứng thẳng, sau lại là đón gió mở ra, rất nhanh phóng đại, thoáng cái để ngang Trần Phi trước mặt. Từ đường kia miệng nội giật tràn khủng bố sâu vô cùng ngọn lửa màu tím. Xa xa nhìn lại, tử hỏa hướng tiêu, phảng phất là có thú giống, dường như cổ đại mãnh thú vậy, chết mà phục sinh, ầm ầm đứng tại đây thiên địa này. Mà sau đó, đó là một khó có thể tưởng tượng uy áp dần dần bao phủ toàn bộ thế giới dưới đất khu vực. Không ai có thể chống cự, rất nhiều người hầu như đều ở đây trong nháy mắt mềm ngã xuống đất. Chỉ thấy cơ hồ là ngoại trừ viêm ma tướng ở ngoài, còn lại mọi người, đều là linh hồn run rẩy, không khỏi chân mềm xuống phía dưới. Hơn nữa đây là hoàn toàn không tự chủ được, bởi vì đồng lô, uy áp, là chân thực thật đáng sợ. Cái này, đến tột cùng là cái gì? Tất cả mọi người ngây dại, cứng họng, căn bản nói không nên lời một câu.
Liên Viêm ma tướng lúc này môi, đều có chút run run. Lấy thực lực của hắn cùng cảnh giới, đương nhiên có thể cảm giác được, Đồng Lô, đến tột cùng là có đáng sợ dường nào. Thậm chí còn, mặc dù là hắn dẫn cho rằng dựa, không gì sánh được tự hào binh khí mạnh nhất ma long đao, đều vào lúc này, tại nơi Đồng Lô trước mặt, có vẻ cực kỳ buồn bã thất sắc lên. Như một đống phá đồng nát vụn thiết vậy. Mà chuyện như vậy thực, không thể nghi ngờ cực độ đáng sợ. Vì vậy sau đó tất cả thời gian, mọi người tại đây, đều trở nên lặng ngắt như tờ lên. Minh khí như vậy, quả thực so với kia thần khí còn khủng bố, còn mạnh hơn lớn. Ngươi tại sao có thể có loại vật này? Không, không có khả năng. Viêm ma tướng môi run run, sắc mặt sợ hãi nói. Vì sao không có khả năng? Nghe vậy Trần Phi khóe miệng ngoéo. Một cái, cười nói tất cả nói, cho ngươi chớ xem thường ta. Trên đời này không chỉ có riêng là ngươi, mới có thể cất giấu lá bài tẩy. Con bài chưa lật. Xa xa đông đảo người nghe được Trần Phi lời như vậy, hai người kia, không khỏi sắc mặt mừng như điên đồng thời, cũng là trong lòng không tự chủ được hiện ra thật sâu kính nể, cùng chấn động. Loại vật này, đâu còn là bài tẩy gì đơn giản như vậy a? Đơn giản là kinh khủng. Ngươi, Viêm ma tướng thật có chút run rẩy lên, tim và mật tất cả hàn. Đồng Lô chân thực thật là đáng sợ, tán phát khí tức thậm chí đều làm hắn cảm giác được tuyệt vọng cùng hít thở không thông. Hắn thoáng cái lại nghĩ tới năm đó kinh khủng kia tên, nếu kỳ khi đó trong tay có thể kiềm giữ bực này cường đại binh khí, hắn lại có thể sống đến bây giờ. Đừng quá càn rỡ, ta không tin binh khí như vậy ngươi có thể sử dụng. Bất quá sau đó, hắn lại sắc mặt dữ tợn hét lớn một tiếng nói, không tin Trần Phi bực này, con kiến hôi, có thể dùng đáng sợ như vậy binh khí. Dù sao, hắn liên hiện tại tự thân lực lượng đều là mượt, vì vậy thế nào còn có thể càng thêm nghịch thiên, càng cường đại hơn. Tiểu tử, pháp bảo vật có linh, ngươi nếu là thật chuẩn bị vận dụng nó. Chỉ sợ cũng chỉ có một lần cơ hội. Thức hải nội trận kinh không lúc này cũng có chút giọng nói chấn động lên. Không nghĩ tới cư nhiên có thể chính mắt thấy được như vậy một màn. Trần Phi đây là đang không lịch sự quá hắn tiền đề trên, vận dụng rời thật lô, nhưng lại thành công. Không sai. Đáng sợ kia Đồng Lô, chính là trước bá đạo vô cùng rời thật lô. Cũng trong truyền thuyết pháp bảo vật. Một lần cơ hội đương nhiên đã đủ rồi đi. Nếu không thứ này thế nào làm nổi trong truyền thuyết pháp bảo tên. Trần Phi đen nhánh kia trong con ngươi lấp lánh kích động màu sắc, ngoan lệ không gì sánh được, đồng thời cả người huyết nhục, cốt cách, thậm chí gân mạch đều đang điên cuồng run rẩy kịch liệt theo, cơ thể mặt ngoài càng dịn ra tiên huyết, từ thân thể kia trong, như là đang chịu đựng khủng bố áp lực thật lớn. Hiển nhiên, cái này rời thật lô quả thật có chút quá bá đạo, quá khủng bố. Liên hắn hiện nay trạng thái, muốn vận dụng kỳ đều lại là thừa bị như vậy áp lực kinh khủng. Nếu không phải là có trước thi triển ra thủ đoạn phía trước, chỉ sợ hắn hiện tại, đều làm không được. Gọi ra cái này rời thật lô. Bất quá bây giờ nếu là thành công động dùng đến, vậy hắn tự nhiên liền không có khả năng trì hoãn nữa, bởi vì nếu là lâu, sợ rằng loại này áp lực kinh khủng cũng có thể nếu như hắn trực tiếp chống đỡ không đi xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngươi nếu không tin, ta đây hiện tại để ngươi nhìn một cái đi. Trần Phi ngẩng đầu, mắt hơi híp, sau đó chỉ thấy kỳ một cánh tay gian nan nâng lên. Ta làm thịt ngươi, Viêm ma tướng thấy tình cảnh này tự nhiên sắc mặt đại biến, cả người sởn tóc gáy. Phanh! Sau đó chỉ thấy kỳ bỗng nhiên xuất thủ, trong tay ma long đao hóa thành đúng rồi kinh khủng nham tương, cuộn trào mãnh liệt dâng trào, cháy đen cuộn, không gì sánh được làm cho. Lấy một loại cực kỳ liều lĩnh tư thái hướng về Trần Phi hung hãn công kích mà đến, khắp bầu trời đỏ đậm. Hiển nhiên, hiện tại loại trạng thái này dưới, hắn đương nhiên không có khả năng lại theo đuổi Trần Phi động thủ, nói cách khác tiếp sở nghênh tiếp hắn, liền chỉ có thể là hủy diệt một đường. Làm thịt ta, đi a, nhưng là muốn ngươi có bản lãnh đó mới được a. Có thể nghe nói, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại cười. Sau đó chỉ thấy hắn gian nan giơ tay lên hướng về phía rời thật lô trọng trọng một điểm. Oanh! Một làm người ta tuyệt vọng uy thế phóng lên cao. Tử hỏa khắp bầu trời. Sau đó liền đem rời thật lô toàn bộ lại phóng lên cao, lấp lánh chiếu sáng, nguyên bản tử hồng, bẩn thỉu mặt ngoài rõ ràng là bị một tầng thật sâu tử diễm thay thế, cực kỳ đẹp mắt, định ở giữa không trung. Lại sau đó liền ùng ùng điếc tai tiếng vang lên,
rời thật lô lay động kịch liệt, như biển gầm vậy phát sinh thanh, phi thường thật lớn, làm cho hai lỗ tai ông tác hưởng. Rời thật lô mặt trên hình như thiếu sót một khối, không có hẳn cái nắp, vì vậy có thể nhìn thấy bên trong bộ hừng hực thiêu đốt tử hỏa. Tím cực chân hỏa. Trong truyền thuyết có thể chết cháy nguyên đan chân nhân hỏa diễm. Sau đó đó là gặp rời thật lô điên cuồng, kịch liệt xung chuyển, lau một cái xóa sạch cực nóng hỏa diễm vọt lên, cuốn đến rồi giữa không trung. Tử hỏa không hổ là trong truyền thuyết tím cực chân hỏa, mặc dù hiện vào lúc này chỉ là phía ngoài cùng tầng kia, bình thường nhất hỏa diễm bị động dùng được, cũng còn là quá kinh khủng, nhiệt độ vô cùng khủng bố. Khiến xa như vậy chỗ đổ nát tòa thành phế tích trực tiếp bị đốt thành mảnh vụn cạn. T, mà ở nhìn thấy một màn này xa xa Myersdorf đám người, tự nhiên sắc mặt siêu cấp kịch biến lên, cũng hút lương khí. Cái này nhiệt độ thật sự là quá dọa người, cách xa như vậy, cư nhiên đều làm bọn hắn cảm giác chết nhanh rơi, cả người y phục, tóc trực tiếp bị đốt khô. Phốc suy, mà viêm ma tướng càng quang đứng mũi chịu sào cảm giác được uy thế này, cũng đã là cũng nữa công kích không nổi nữa, trong tay ma long đao trực tiếp nhanh hỏng mất. Mà như vậy uy thế cũng khiến trong miệng hắn thổ huyết, thiếu chút nữa bị vén bay rớt ra ngoài. Không, sao, làm sao có thể, điều này sao có thể a? Viêm ma tướng vẻ mặt dữ tợn, cũng thế là khuôn mặt không cam lòng. Vì sao con kiến hôi có thể chính mình bực này kinh khủng binh khí a? Dù sao loại trình độ đó, liên hắn tột cùng nhất thời kỳ cũng không đỡ nổi, huống chi hiện tại. Chẳng lẽ hắn hiện tại cũng chỉ có thể chờ chết? Chỉ là hắn loại này không cam lòng, cùng phẫn nộ, mới chỉ có thể ở trong lòng dừng lại mấy thời gian. Tiếp chỉ thấy kinh khủng kia tím cực chân hỏa rắc xuống tới, đưa hắn chỗ ở khu vực hoàn toàn bao phủ, đốt thành cho bụi. Một điểm cặn, cho tàn cũng không có bất luận cái gì lưu lại. Siêu. Sau đó chỉ thấy kỳ tím cực chân hỏa vừa vọt lên, tại nơi vân không trung xoay một trận, sau đó là lấy tốc độ cực nhanh vừa nặng về tới rời thật bên trong lò. Người sau cũng theo là huyền phù dựng lên, ứng phó nhỏ đi, cuối cùng rốt cục lại trở về một tấc cao, bẩn thỉu dáng dấp, ở giữa không trung tích lưu lưu vừa chuyển, trở lại Trần Phi trên người. Phanh! Theo sát mà đó là một đạo vật nặng trọng trọng té ngã trên mặt đất Trần Muộn tiếng vang lên. Lại là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đặt mông đã cố định trên, như băng tinh thân thể cũng tán đi, sắc mặt tái nhợt, thân thể run, cả người như là bị thấm ở nước bạc trong vậy, tràn đầy mồ hôi. Hô, cuối cùng là giải quyết rồi. Trần Phi một bên trọng trọng thở hổn hển, một bên tự lẩm bẩm. Một trận chiến này, quả thực thiếu chút nữa đem người khác cho lộng nằm xuống. Ngươi thật đem hắn giết. Thức hải nội, trận kinh không khỏi sắc mặt ngẩn ngơ lên, tùy theo trong lời nói thật sâu thấu lộ ra rồi mấy phần cảm thán, cùng rung động. Hiển nhiên, hắn căn bản là không có nghĩ tới Trần Phi có thể làm được loại trình độ này, đem viêm ma tướng giết chết. Thậm chí trước còn tùy thời chuẩn bị tự mình động thủ, nhưng bây giờ lại không nghĩ rằng chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu là thật cho hắn lên một khóa. Lại là thật rõ ràng đem vậy đối phương cho làm thịt. Nếu là liên tím cực chân hỏa đều đốt bất tử tên kia nói, ta đây tựu thật cần hoài nghi, năm đó ngươi đến tột cùng là làm sao từ trong tay hắn thoát được tánh mạng. Ha ha, nghe vậy, Trần Phi có chút nhếch miệng cười cười. Trong lòng cũng không tự chủ được hiện ra lau một cái tự hào. Tuy rằng, tự thủy chí chung hắn cũng không có nghĩ tới bản thân không được, nhưng khi hắn hiện tại chân chính làm xong rồi, nhưng cũng vẫn là không nhịn được trong lòng dâng trào lên, vô cùng kích động. Dù sao, vậy đối phương thật đúng là từng thiếu chút nữa giết chết trận kinh không cường đại tồn tại, bây giờ lại bị hắn đan thương thất mã một người, rõ ràng làm thịt. Kinh người như vậy chiến tích, cho hắn như bây giờ trình tự cùng tu vi mà nói. Có thể nào đủ không kích động. Điều này cũng đúng, dù sao tím cực chân hỏa loại đồ vật này, thế nhưng liên nguyên đan chân quân cảnh cường đại tồn tại, cũng không muốn đụng, tránh không kịp a. Trận kinh không ánh mắt lấp lánh cảm thán một tiếng, sau vừa bỗng nói rằng một trận chiến này, xem ra cũng khiến ngươi chiếm được không ít chỗ tốt. Là đột phá sao? Đột phá? Nghe vậy Trần Phi nao nao, chợt mím môi nở nụ cười ngươi không nói ta cũng còn không phát hiện. Đúng vậy. Một trận chiến này cuối cùng là giúp ta phá vỡ tầng kia không hiểu nhau, đột phá đến rồi luyện khí lục trọng cảnh giới. Nói xong lời cuối cùng liên chính hắn đều có chút vừa nhịn không được kích động nở nụ cười. Luyện khí lục trọng, đây chính là luyện khí trung kỳ cảnh giới một bước cuối cùng a. Trước nỗ lực, mang hoạt lâu như vậy,
cuối cùng là rốt cục đạt tới. Mà nói như vậy, luyện khí hậu kỳ cảnh bước đầu tiên luyện khí thất trọng, cũng nên là không xa đi. Ha ha! Đổ nát thế giới dưới đất nội, nguyên bản cao vót tòa thành đã rồi hoàn toàn tiêu thất, sở thay vào đó, cũng vô tận phế tích, cùng khủng bố hỏa diễm sở tàn sát bừa bãi lửa hủy diệt vết tích. Không thể không nói, tím cực chân hỏa quả thực quá kinh khủng, vẻn vẹn là giống như bây giờ tùy tùy tiện tiện vận dụng, tựa như cùng gà quay tàn sát cẩu vậy, không hề độ khó đem viêm ma tướng cho đốt thành đúng rồi cho tàn, cái này chẳng lẽ không khủng bố sao? Mà lúc này, xa xa tất cả mọi người nhãn thần, đều hoàn toàn là cực độ thất thần đem chiến trường nhìn, sắc mặt trắng bệch, thân thể run, vắng vẻ không tiếng động. Như là bị một tầng không tiếng động sợ hãi bao phủ vậy. Viêm ma tướng, ngọn lửa kia giảm cường đại tồn tại vừa ra tràng, là kinh khủng bực nào cùng cường hãn, tùy tùy tiện tiện đã đem đã bước vào trong truyền thuyết thánh vực cảnh giới tu mã hách cho bóp chết. Về phần bọn hắn, tự nhiên là càng ở trước mặt đối phương giống như là sâu vậy nhỏ yếu, hoàn toàn không có chút nào, bất luận cái gì phản kháng chỗ trống, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể bọn hắn bây giờ lại cư nhiên tận mắt nhìn thấy, viêm ma tướng, ngọn lửa kia giảm cường đại tồn tại, cư nhiên thật cứ như vậy ở trước mặt bọn họ bị chân chính chém giết. Hơn nữa còn là lấy bị đốt thành cho bụi phương thức. Điều này sao có thể a? Phải biết rằng vậy đối phương, đều đã ở trong lòng bọn họ trong cường đại đến nghịch thiên trình độ. Thậm chí mặc dù là ở địa cầu này, tại nơi một ít cao cấp nhất, kinh khủng nhất thế lực trong, như vậy thần linh đều sợ là có thể đem quét ngang đi. Không sai. Viêm ma tướng trước ở trong lòng bọn họ trong, quả thực đã khủng bố bay lên tới, thần linh, cao độ, bất luận cái gì mạo phạm cùng phản kháng, đều là tự tìm đường chết hành vi. Thế nhưng hôm nay, thần linh, lại thực sự tại bọn hắn mí mắt dưới bị Trần Phi giết đi. Và lại vẫn là lấy phương thức như vậy. Ừng ực Myersdorf đám người không khỏi sắc mặt sợ hãi nuốt nước bọt, vẻ mặt kính nể. Như vậy cường đại tồn tại đều ở trong tay hắn, đây quả thực, quả thực. Chúng ta được cứu, cuối cùng cũng, được cứu. Có vài người đều hiện tại cũng còn khó có thể tin cái này lại là thực sự, cũng có chút người, cuối cùng là lộ ra sống sót sau tai nạn vẻ mừng rỡ như điên, bọn họ, cuối cùng cũng được cứu. Các ngươi không có sao chứ, mà nhưng vào lúc này, Trần Phi đã hướng bọn họ đi tới, hỏi. Không có việc gì, vĩ đại Trần tiên sinh, đa tạ ngài đem chúng ta toàn bộ cứu. Nhất thời mọi người sắc mặt cả kinh, vội vã cung kính vô cùng khom lưng nói. Không có biện pháp, trước bọn họ thế nhưng đều chính mắt thấy Trần Phi khủng bố, vừa ai còn dám vô lễ. Các ngươi cái này, ha ha, xem ra còn là tím cực chân hỏa lực lượng chân thực quá bá đạo. Cách xa như vậy cư nhiên đều có thể đủ lan đến gần. Nhưng Trần Phi ngắm thấy bọn họ lúc này hình dạng, cũng không từ cười to lên, vẻ mặt hoạt khê nói. Nguyên trước khi tới tím cực chân hỏa quả thực quá kinh khủng, mặc dù cách xa như vậy, đều lại còn là đem Myersdorf đám người lan đến gần, đốt phạm y phục của bọn họ cùng cả người tóc. Vì vậy bọn họ hiện tại, tất cả đều là Trần, Chạy, Trạng, Thái. Còn mỗi một người đều là cả người bị cháy sạch nóng đỏ bừng ngốc đầu. Bộ dáng kia, quả thực giống như là bị đun sôi con tôm, có thể không cười người sao. Phốc suy, ha ha, ha ha ha. Trần Phi chân thực có chút không nín được dáng tươi cười, nhưng vẫn là che miệng, vội vàng nói ta nói các vị, các ngươi hay là trước tìm ít đồ đem trên người che một chút đi. Nếu không các ngươi như bây giờ, thật, phốc suy, ta không được, ha ha, ha ha ha. Đến cuối cùng hắn chân thực nhìn không được cười như điên, trước ngưỡng sau trở mình, cả người đều nhanh không khí lực. Ta, tê, mà đang nghe Trần Phi lời này, cùng nhìn thấy cuồng tiếu dáng dấp, Myersdorf mọi người lúc này mới cuối cùng là phản ứng kịp, sắc mặt kịch biến, lão mặt đỏ lên, sau đó đó là một trận luống cuống tay chân. Giống như bọn họ hiện tại đứng đang ở nơi này, đương nhiên là không có khả năng có cái gì y phục, hoặc là vải vóc. Bất quá các nàng nếu không đều là dị năng giả, hoặc là ma pháp sư, dùng năng lực hoặc là mặt đất này nham thạch trêu ghẹo mãi đi ra nhất kiện có thể che trên người đồ vật, vẫn là không có vấn đề gì. Vì vậy sau đó, tự thấy bọn họ một đám trên người cuốn đủ mọi màu sắc ma pháp nguyên tố, hoặc là tảng đá y phục. Cuối cùng là đem trơn cho che ở. Trần tiên sinh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Có thể đi ra sao? Sau đó, chỉ thấy Modern cúi đầu, cung kính nói. Cái này đương nhiên là hắn,
cũng là bọn hắn hiện tại tối quan hệ vấn đề. Hiện tại, tổng mới có thể đi ra đi. Tiền bối. Nghe vậy, Trần Phi mâu quang lóe lên, ở trong óc hỏi. Trước hắn từ trận kinh không nơi ấy biết được, cái này phiến thế giới dưới đất đã hoàn toàn bị viêm ma tướng phong bế, mà bây giờ, tên kia chết, phong bế nên sẽ tiếp xúc đi. Tên kia mặc dù bây giờ chết, nhưng trước hắn bố trí thủ đoạn vẫn còn ở. Bất quá, lấy lực lượng của ngươi bây giờ, chỉ là muốn đi ra ngoài, sẽ không có vấn đề gì. Thức hải nội, trận kinh không nói như thế. Vậy là tốt rồi. Nghe vậy Trần Phi hơi thở phào nhẹ nhõm, hướng về Mô Đần gật đầu nói đợi chúng ta hẳn là có thể trực tiếp đánh ra đi. Thật vậy chăng, thật sự là quá tốt, Thượng Đế phù hộ, nhất thời mọi người liền kinh hỉ lên. Có thể sống đi ra ngoài, vậy thì thật là quá tốt bất quá, không phải sao? Chúng ta là có thể đi ra, chỉ là, ai, không nghĩ tới Tu Mã Hách lá gan cư nhiên lớn như vậy. Có thể nhưng vào lúc này Myers Dorp lại đột nhiên lắc đầu thở dài, nói. Tu Mã Hách. Nghe vậy nhất thời ở đây tất cả mọi người không hẹn mà cùng an tĩnh câm miệng lên, có thể ở trong mắt bọn hắn, nhưng có chút phẫn nộ, phức tạp, thở dài, chờ, nhiều loại tâm tình. Dù sao nguyên bản, bọn họ đều là bị tên kia thi lấy thật lớn đến khó có thể ngăn cản điều kiện, mời tới giúp một tay, không nghĩ tới. Cái này lại là một cái bẫy, to lớn bảy dập. Trước ta đếm, lần này Brett gia tộc tối thiểu tìm tới hơn 20 cá nhân, nhưng bây giờ, hình như cũng chỉ còn lại có mấy người chúng ta. Mô Đần cũng là chậm rãi mở miệng nói, lại ánh mắt có chút lạnh lùng, quét về phía mọi người. Lại chỉ còn lại có 7. Lần này, cái này Brett gia tộc quả thực to gan lớn mật, chết người nhiều như vậy, còn kém điểm tướng chúng ta đều hại chết chờ, sau khi ra ngoài, ta nhất định phải diệt bọn hắn. Có người vẻ mặt dữ tợn nói. Lần này nếu không phải bọn họ vận khí tốt, đụng với Trần Phi Trần tiên sinh như thế cái nghịch thiên nhân vật, sợ rằng sớm toàn bộ chết. Vì vậy, có thể nào không giận? Không sai, lần này nếu không có Trần tiên sinh, chỉ sợ mọi người chúng ta đều phải bị quái vật kia ăn hết. Cái này Brett gia tộc phải hủy diệt, nếu để cho bọn họ trả giá thật lớn. Cái này lẳng lơ Brett gia tộc lần này hại chết nhiều người như vậy, phải đem nó triệt để xé nát. Không chỉ là chúng ta, sợ rằng này chết tên thế lực sau lưng, mới là muốn nhất đem Brett gia tộc hủy diệt, xé nát đi. Nói chung, lần này nó cho chúng ta bày lớn như vậy hiểm cảnh, tuyệt đối là trốn không thoát. Mà người nọ như vậy thô bạo nói lại chiếm được hầu như tất cả mọi người phụ họa. Dù sao lần này chuyện này chân thực hơi quá đáng, thậm chí hiện tại xem ra, đều hoàn toàn rõ ràng muốn bọn họ mệnh. Cho quái thú kia hành động huyết thực. Dưới tình huống như thế, bọn họ có thể nào không giận. Nói muốn đem Brett gia tộc hoàn toàn hủy diệt, vậy cũng tuyệt đối không là cái gì nói lấy. Mà là thật muốn làm như vậy. Tiêu diệt Brett gia tộc. Chỉ là nghe vậy Trần Phi nhưng có chút kinh ngạc con ngươi lóe lóe, có chút chần chờ. Theo lý thuyết, hắn cũng là bị lừa gạt hại người một thành viên. Nếu không phải là bởi vì vận khí tốt đụng phải trận kinh không tên gia hỏa như vậy, chỉ sợ cũng là sớm bị viêm ma tướng giết. Đâu còn có thể sống đến bây giờ. Vì vậy hắn hiện tại muốn nói tối phản ứng tự nhiên, tự ứng cai thị cùng mọi người vậy, phẫn nộ đến muốn trực tiếp phá hủy Brett gia tộc, lấy cái này đến cho hả giận. Nhưng bây giờ hắn chân thật nhất tâm, lý, để ý, quả thật có chút mâu thuẫn. Một là bởi vì lâu như vậy, hắn cùng lão Brett, thậm chí toàn bộ Brett gia tộc quan hệ kỳ thực đều cũng không tệ lắm, thứ hai là muốn là bọn hắn căn bản cũng không biết kế hoạch này ni. Tâm tư như thế ở Trần Phi trong lòng xoay một chút, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không có mở miệng phản bác mọi người ngôn ngữ. Mà là thản nhiên nói các vị sửa sang một chút, chúng ta đi ra ngoài đi. Mặt khác, về trước phát sinh tất cả, ta hy vọng các ngươi có thể bế tốt miệng, nếu không, đừng trách ta trước đó không nhắc nhở các ngươi. Ta không muốn sau ở bên ngoài nghe được bất luận cái gì về ta và quái vật kia đánh một trận tin đồn, hiểu chưa? Hiện nay cái này ở đây 7 người ở giữa đương nhiên không bất kỳ một cái nào, dám ở Trần Phi trước mặt làm càn. Huống chi bọn họ tự nhiên cũng muốn mau nhanh ly khai cái này chết tiệt địa phương, để ngừa lại có cái gì ngoài ý muốn. Vâng, chợt tự thấy bọn họ một đám cùng kêu lên cung kính nói, sau đó hướng về bọn họ ngay từ đầu vào khu vực, tìm kiếm khởi xuất khẩu đến. Có Trần Phi ở, không, chuẩn xác mà nói chắc là có trận kinh không ở.
bọn họ tự nhiên rất nhanh liền tìm được rồi cái này phiến thế giới dưới đất tiến cửa ra vào. Trần Phi từ lâu lén uống một giọt nghìn năm linh nhũ, khôi phục lại tột cùng nhất, thậm chí là hoàn toàn mới lại một mới cao độ trạng thái. Luyện khí lục trọng, đem bị phong ở đại môn bắn cho phá, rốt cục từ nơi này chết tiệt địa phương đi ra ngoài. Brett gia tộc dưới nền đất, phong ấn cửa đá ngoại. Chỉ thấy thân mặc màu đen xa xỉ quý tộc lễ phục lão Brett, còn có mấy vị bọn họ Brett gia tộc công tước, đại công tước cấp bậc nguyên lão, lúc này lại đều sắc mặt hoảng loạn, thận trọng câu nệ đứng ở trong đó. Mà tại bọn hắn cách đó không xa còn lại là đứng vài người, mấy đạo nhân ảnh. Trong có một đạo thân ảnh không là người khác, chính là trước Trần Phi bẻ gãy thứ nhất cái cánh tay hồ. Được xưng là thần thánh giáo duyên giáo hội cường đại nhất Hồng Y giáo chủ tên. Thân phận, vô cùng tôn quý. Nhưng lúc này, hắn lại cư nhiên cùng lão Brett bọn người vậy, chỉ còn lại có một cái cánh tay, sắc mặt nghiêm nghị, một bộ cẩn cẩn rực rực tiền bối dáng dấp, đứng ở một đạo khác thoạt nhìn so với hắn già nua rất nhiều tuổi già thân ảnh phía sau. Năm ấy mại thân ảnh thoạt nhìn tuyệt đối là đã đều thất lão 80, toàn thân đều tản ra một loại mục nát già nua khí tức. Thật giống như tùy thời đều muốn sẽ có khả năng một đầu cắm xuống phía dưới, sau đó vĩnh viễn bất tỉnh nhân sự. Nhưng nếu là hiện tại có quen thuộc lão giả này người ở đây, nhất định sẽ không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy. Bởi vì, này lão giả không là người khác, chính là thần thánh giáo duyên giáo hội trong thực lực kinh khủng nhất một trong, tam đại hồng y đại giáo chủ trong một vị. Đồng thời cũng là một vị trong truyền thuyết chân chính SSS cường giả. Đây chính là SSS cấp cường giả A, là cái gì khái niệm? Coi như là ở địa cầu này cao cấp nhất cường giả trong, cũng tuyệt đối là hết sức quan trọng, thậm chí phân lượng nặng đến kinh người siêu cấp lớn nhân vật. Nhưng bây giờ, như vậy đại nhân vật lại cư nhiên tự mình xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là hồ tìm báo lại tay cụt thù? Cảm thụ được phía sau hồ, thậm chí lão Brett đám người cẩn cẩn rực rực cùng chiến căng cẩn thận, lão giả kia tựa hồ con ngươi hơi có chút nheo lại. Tùy theo khóe miệng nhàn nhạt có lau một cái thỏa mãn mà vừa ngạo nghễ cười nhạt. Làm thần thánh giáo duyên giáo hội tam đại hồng y đại giáo chủ một trong, hắn, Đỗ Tân Scouder Dolan, hiện tại quả thực rất hưởng thụ như vậy bị đông đảo người kính nể, thậm chí cũng không dám ở trước mặt hắn ngẩng đầu. Như vậy sinh sát đoạt dư cố gắng ở trong tay, bế nghệ thiên hạ, cho dù là giống như lão Brett bực này oai phong một cõi mafia đại gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, đều phải ở trước mặt hắn thần phục. Thấp kỳ đầu cao quý như vậy cao cao tại thượng cảm giác. Loại cảm giác này quả thực quá tốt đẹp. Mà cái này, cũng chính là hắn Đỗ Tân Scouder Dolan có lực lượng, cùng lực ảnh hưởng. Từ hắn trở thành trong truyền thuyết SSS cường giả. Cũng là ở đồng thời, tấn chức trở thành thần thánh giáo duyên giáo hội vĩ đại không gì sánh được, cao cao tại thượng tam đại hồng y đại giáo chủ một trong sau, đây hết thảy tựu thực sự có vẻ càng rõ ràng. Mặc dù là giống như Brett gia tộc như vậy mafia đại gia tộc, tại đây Âu Châu hắc ám thế giới không biết mạnh bao nhiêu, địa vị, trình tự rất cao, nhưng cũng còn là giống như bây giờ khi hắn Đỗ Tân Scouder Dolan trước mặt chỉ có thể cẩn cẩn rực rực, theo, thậm chí là liên đầu cũng không dám dễ dàng nâng lên một chút. Đây là lực lượng A. Một loại không gì sánh được tuyệt vời, làm người ta xu nếu phụ gì đó. Giống như là cây thuốc phiện vậy làm người ta say mê. Đến mức giống như hắn như vậy thần thánh giáo duyên giáo hội chân chính đại nhân vật, vì sao hôm nay sẽ xuất hiện ở đây? Cái này kỳ thực rất đơn giản. Hắn hôm nay chính là vì hồ tay cục chuyện này tới. Muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai, cái gì mặt hàng, lại dám liên bọn họ thần thánh giáo duyên giáo hội cũng không coi vào đâu. Dám động bọn họ giáo hội người, đều không nói, tồi tệ nhất còn là đem hồ một cánh tay trực tiếp bẻ gãy. Đây coi là cái gì? Hoàn toàn không đưa bọn họ thần thánh giáo duyên giáo hội không coi vào đâu. Còn là căn bản là không kiêng nể gì cả. Phải biết rằng bọn họ thần thánh giáo duyên giáo hội tại cái này phương Tây hắc ám thế giới nội oai phong một cõi, lực lượng, lực ảnh hưởng chạm đến tất cả ngõ ngách, chấp trưởng này con kiến số phận lúc, đối phương cái loại này mặt hàng sợ rằng cũng còn không sinh ra. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ lại có người dám tại bọn hắn giáo hội trên đầu làm càn dương oai. Thậm chí là còn đưa bọn họ giáo hội nội đệ nhất hồng y giáo chủ, đều cho phế bỏ, bẻ gãy một cái cánh tay, đây coi là cái gì? Cái này hắn ma chẳng lẽ không đúng nhục nhã cùng khiêu khích? Thật là muốn chết, phu, CK. Cũng chính là căn cứ vào trở lên nguyên do, ngày hôm nay, hắn Đỗ Tân Scouder Dolan tới,
tự mình đến nơi này chuẩn bị hướng muốn chết tên muốn cái thuyết pháp. Bọn họ giáo hội người, thật tưởng tốt như vậy động. Dù sao loại sự tình này nếu là xử lý không tốt, truyền đi, đối với bọn hắn thần thánh giáo duyên giáo hội địa vị cùng danh vọng mà nói, tuyệt đối là rất đả kích khổng lồ. Liên giáo hội nội đệ nhất Hồng Y giáo chủ đều bị người cho phế bỏ, trước mặt mọi người bẻ gãy một cánh tay, cái này cùng hoàn toàn là dở mặt, có cái gì khác nhau. Loại này cử động quả thực tựu là đối phương căn bản đều không đưa bọn họ giáo hội, không coi vào đâu. Mà đối với giống như bọn họ như vậy thế lực lớn mà nói, mặt mũi, quyền uy mới là trọng yếu nhất. Vì vậy nếu là liên loại này hoàn toàn là nhục nhã cùng khiêu khích sự cố, bọn họ giáo hội đều xử lý không tốt, không cường thế giải quyết, sợ rằng về sau sẽ có phải là bọn hắn hay không giáo hội quá sợ hãi, nhắn lại truyền ra. Cái này đối với bọn hắn mà nói, mới thật sự là đại sự. Bởi vì mặt thượng hội triệt để không ánh sáng. Sớm biết rằng hồ trước bị Trần Tiên Sinh sửa chữa thảm như vậy, liên thủ cánh tay đều bị bẻ gãy một cái, chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy, nhưng là không nghĩ tới bọn họ động tác cư nhiên nhanh như vậy, còn lại là Đỗ Tân đại chủ giáo cũng đích thân tới. Lão Brett cùng bên cạnh gia tộc Nguyên lão đứng ở rời Đỗ Tân đại chủ giáo xa hơn một chút khoảng cách, lúc này chính không khỏi có chút thần sắc lo lắng hướng bên cạnh một người nói. Mà người nọ không là người khác, chính cũng là Brett gia tộc Nguyên lão, Oviedo công tước. Ai? Chỉ thấy Kỳ lắc đầu thở dài một tiếng, trong ánh mắt lại nhìn không được hiện ra lau một cái lo lắng cùng bất an nói mặc dù nói Trần Tiên Sinh lực lượng cường đại, chúng ta là biết đến, nếu không cũng không có khả năng đem hồ cái loại này SS cộng cường giả đều đơn giản phế bỏ, bẻ gãy một bộ cánh tay, còn có trước ở lớp Strickland gia tộc bên kia. Chỉ là, hiện tại thế nhưng Đỗ Tân đại chủ giáo đích thân đến, ai? Càng nói, Oviedo công tước liền nhìn không được càng ngày càng sắc mặt trắng bệch. Thậm chí là cái trán tầng kia đều có tinh mịn mồ hôi lạnh thẳng nhô ra. Bởi vì đối với bọn hắn loại này huyết tộc mà nói, thần thánh giáo duyên giáo hội quang minh hệ SSS cấp cường giả, trong truyền thuyết Hồng Y đại giáo chủ, đúng là thực sự vô địch tồn tại. Chủ yếu nhất là tiên thiên trên đối với bọn hắn huyết tộc khắc chế, càng làm bọn hắn không khỏi phát ra từ nội tâm sợ hãi. Vì vậy hôm nay, mặc dù là bọn họ biết rõ Trần Phi Trần Tiên Sinh, là tuyệt đối chính mình chân mà đối kháng SSS cường giả lực lượng, nhưng lúc này cái này Đỗ Tân đại chủ giáo tự mình đến đây, cùng cái loại này thật sự là phát ra từ nội tâm sợ hãi cùng bất an, nhưng vẫn là làm bọn hắn đôi mắt dưới chuyện này tràn đầy sầu lo cùng lo lắng. Dù sao nếu là Trần Phi Trần Tiên Sinh một khi đánh không lại, vậy đối phương, Đỗ Tân đại chủ giáo cũng sẽ không nói là cái gì thủ hạ lưu tình. Thậm chí coi như là địch qua. Vậy bọn họ thế nhưng phía sau còn có cái thần thánh giáo duyên giáo hội, như vậy quái vật lớn. Lần này chuyện này huyên náo nghiêm trọng như vậy, bọn họ sẽ đơn giản từ bỏ ý đồ sao? Ai? Càng muốn Oviedo công tước càng là nhìn không được vừa thở dài một cái, trước mắt trong đều là vẻ dầu dỉ. Nghe được hắn tiếng thở dài, lão Brett cũng là như vậy. Long. Mà nhưng vào lúc này phong ấn cửa đá đột nhiên kịch liệt rung động. Tùy theo đinh tai nhức óc lay động thanh bắt đầu từ phía trên kia truyền ra. Nhất thời, Đỗ Tân đại chủ giáo già nua đôi mắt đó là híp một cái, tùy theo hướng dung chuyển cửa đá nhìn lại, nhãn thần có chút bỗng nhiên cùng nghiền ngẫm. Đây là sắp đi ra sao? Cũng không biết trong phòng ấn đến tột cùng là tình huống gì, trọng thương nhanh phải chết thượng giới thánh vực tồn tại. Cũng không biết có phải hay không là lưu lại có cái gì bảo vật chân quý a, ha ha. Nguyên lai lão gia hỏa này trong lòng còn cất giấu loại này tâm tư a. Bất quá cũng đúng, không có người nào là tên đầu heo. Nếu là phong ấn trong thánh vực tồn tại, trên người thật không có gì nước luộc có thể lau nói, cái này Brett gia tộc đến mức làm ra lớn như vậy chiến trận, mời nhiều người như vậy đến đây hỗ trợ bao vây tiểu trừ sao. Ha ha, ta Đỗ Tân Scouter đô lần coi như là khó có được ra tới một lần, vừa vặn lần này tự thuận tiện mang những thứ gì trở về đi. Cũng không tính là tay không mà về. Mà tự ở trong lòng hắn mặt như cái này ảo tưởng lúc, những người khác trên mặt cũng riêng phần mình biến hóa, biểu tình khác nhau. Là muốn đi ra sao? Cũng không biết thân vương đại nhân bọn họ thành công không có. Lão Brett, Oviedo, V, chờ, Brett gia tộc các nguyên lão, cũng không từ là trong lòng khẩn trương, lẩm bẩm nói. Hiển nhiên cái này đối với bọn hắn gia tộc mà nói mới thật sự là đại sự. Nếu là thất bại, gia tộc bọn họ cuộc sống sau này, chỉ sợ cũng sẽ rất không dễ chịu lắm.
thánh vực tồn tại thoát khốn sau nhất định sẽ tìm gia tộc bọn họ phiền toái. Xem ra, giống như bọn họ những này đẳng cấp, trình tự không đủ người, tựa hồ cũng không biết trong phong ấn tình huống thật, chân chính nội tình. Còn không có chẳng hay biết gì à, trọng thương nhanh phải chết thánh vực tồn tại, ha ha. Tiểu tạp chủng rốt cục muốn đi ra sao? Có thể nhường cho bọn ta đích thực là lâu à, bất quá đợi, người tự phải biết rằng cái gì là tuyệt vọng. Giống như người loại này ra vàng hầu tử, vĩnh viễn đời này cũng không trả lời làm cho chiêu chọc hướng ta hồ, cao như vậy đắt, vĩ đại tồn tại. Ta thế nhưng thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ, Đỗ Tân đại chủ giáo nhất định sẽ muốn mạng của ngươi, ha ha, ha ha ha. Mà hồ đứng tại ở Đỗ Tân đại chủ giáo phía sau, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính đang kịch liệt lay động phong ấn cửa đá, không khỏi sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn. Thậm chí bởi vì nhớ tới lúc đầu vô cùng nhục nhã tính một màn, hắn còn gương mặt đó đều trở nên vặn vẹo. Hiển nhiên, hắn trong lòng bây giờ mặt đương nhiên là đối với chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu, là ôm mãnh liệt oán độc cùng căm hận. Thầm nghĩ muốn kỳ chết, lúc này mới có thể đủ bù đắp, dẹp loạn hắn bị tay cụt cừu hận. Mà hắn dựa, dĩ nhiên chính là chính mình SSS cấp thực lực kinh khủng vĩ đại Đỗ Tân lớn giáo chủ đại nhân. Hắn tuyệt đối có thể làm thịt tiểu tạp chủng, da vàng hầu tử. Siêu, siêu, siêu. Sau đó, chỉ thấy phong ấn cửa đá nội bỗng nhiên bắn tóe ra lau một cái chói tai cường quang. Mà ở cường quang tán đi sau, cuối cùng là có vài đạo thân ảnh xuất hiện. Cuối cùng là đi ra sao? Hô, ừ, vài đạo thân ảnh trong có người tự lẩm bẩm, theo cũng chân mày bỗng nhiên vừa nhíu. Đỗ Tân đại chủ giáo. Có người nhận ra Đỗ Tân đại chủ giáo thân phận, kinh ngạc nói. Là ngươi. Mà chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu cũng cuối cùng là thấy rõ cái này tình huống bên ngoài. Sau đó đó là gặp Kỳ chân mày hơi nhíu, một đôi đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, đầu tiên là rơi vào hồ dữ tợn mà vừa vặn vẹo phẫn nộ mặt thượng khán xem, lại cùng một chuyển đến vẻ mặt làm trò ngược cùng cười nhạt đứng tối tiền đoan lão giả trên mặt, không khỏi tùy theo trong ánh mắt lướt qua lau một cái trinh nhiên, theo mặt không biểu tình lên. Kỳ thực trong lòng cũng bất đắc dĩ. À, nhìn trận này trưởng, là ngu xuẩn vừa đưa đến cứu binh muốn tìm hắn báo thù. Chỉ là một cái như vậy SSS cấp lão đầu a. Ai, điều này thật sự là làm hắn không để được cái gì hứng thú cùng kính nhi a. Không có biện pháp, vừa mới kinh lịch hết nhiều chuyện như vậy, đều như thế mệt mỏi dã rời cùng mệt mỏi, vì vậy hắn bây giờ là thật không có tâm tư bồi những. Này ngu xuẩn chơi cái gì? Chỉ tiếc hắn nghĩ như vậy. Người khác cũng sẽ không nghĩ như vậy. Tiểu tạp chủng, người có thể rốt cục đi ra à? Thật đúng là làm chúng ta chờ thật lâu đã lâu. Chỉ thấy hồ rốt cục tại nơi mọi người thân ảnh trong gặp được Trần Phi, nhất thời vẻ mặt vặn vẹo cùng dữ tợn đi ra, đưa tay chỉ Trần Phi mũi, không gì sánh được lớn lối nói bất quá, ngươi cho là ẩn núp sẽ không chuyện. Đừng tưởng rằng trước sự kiện kia sẽ cứ tính như vậy. Dám động đến ta hồ. Ngày hôm nay, ta giáo hội vĩ đại Đỗ Tân lớn giáo chủ đại nhân, nhất định sẽ làm thịt ngươi, muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Ngươi hắn mà tự cho lão tử chờ tiến quan tài đi. Tựa hồ là bởi vì mời tới chỗ dựa vững chắc chỗ dựa, hồ hiện tại thế nhưng kiêu ngạo, làm càn tới cực điểm. Một ngụm một cái, tiểu tạp chủng, còn muốn nhượng Trần Phi tiến quan tài. Cái gì, hồ, chính là hắn đem ngươi tay cho bẻ gãy. Thế nào còn trẻ như vậy? Có thể vào lúc này Đỗ Tân đại chủ giáo lại bỗng nhiên sắc mặt đổi, con người có chút co rút lại nói. Không có biện pháp, dù là giống như hắn như vậy siêu cấp lớn nhân vật, đời này cũng không biết nói đã trải qua bao nhiêu mưa gió cùng chuyện kỳ quái, nhưng khi hắn hiện tại nhìn thấy hồ đúng là chỉ vào một cái thoạt nhìn nhiều lắm cũng chỉ có hơn 20 tuổi đông phương thanh niên nhân mắng lúc, cũng vẫn là không nhịn được trong lòng run lên, có chút kinh dị cùng sắc mặt âm tình bất định. Khó khăn. Lẽ nào chính là cái này nhiều lắm chỉ có hơn 20 tuổi nhỏ người đem hồ tay cho bẻ gãy một. Nhưng vấn đề là tiểu tử này hiện tại mới bao nhiêu tuổi. Mặc dù là từ trong bụng mẹ trong bụng bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng 2-30 năm tự tu luyện lợi hại như vậy đi. Muốn thực sự là như vậy, vậy hắn Đỗ Tân đời này không phải là đều tu luyện tới cẩu trên người. Mà Đỗ Tân đại chủ giáo còn đắm chìm trong đối với Trần Phi niên kỷ linh trong khiếp sợ lúc. Những người khác, như là Myers Dopp, Modern đám người lại toàn bộ thoáng cái nhịn không được tạc mao. Hồ ngươi có đúng hay không muốn tìm cái chết? Myers Dopp ngay từ đầu cũng còn ở thờ ơ lạnh nhạt,
bởi vì Trần Phi Trần tiên sinh còn chưa lên tiếng, hắn tự nhiên không tốt vượt quá. Nhưng bây giờ tình huống này lại bất đồng, gặp Hồ lại dám làm trò mặt của hắn chỉ vào Trần Phi Trần tiên sinh mũi mắng, cái này hắn làm sao nhịn được. Vì vậy theo chỉ thấy Kỳ sắc mặt thốt nhiên trầm xuống, tùy theo trong mắt hàn mang lóe ra, cũng căn bản cũng không cố mình đã là thánh ma đạo đỉnh phong trình tự cùng thân phận. Oanh! Mặt âm trầm nộ quát một tiếng, liền đem cả người lại hiện ra kinh khủng hỏa diễm, mà pháp nguyên tố làm cho mà vừa sôi trào. Hồ ngươi miệng thật đúng là thối a. Hơn nữa không chỉ là Myers Dog, theo sát phía sau đã là trở thành SSS dị năng cường giả Modern, lúc này cũng sắc mặt lạnh lùng động, vô luận là thân thể còn là dưới chân đều có một tấc thốn hắc khí toát ra đến, tập trung hướng Hồ. Phu, CK, thậm chí ngay cả cái khác mấy vị kia may mắn còn tồn tại xuống đều thế lực lớn SS cộng đỉnh cường giả, lúc này cũng là không hẹn mà cùng tức giận mắng một tiếng, liền hướng về Hồ hơi đi tới. Nói đùa, Trần Phi Trần tiên sinh hạng thân phận hạng trình tự. Càng hay là bọn hắn những người này ân nhân cứu mạng, tái sinh phụ mẫu, hữu khởi dung Hồ cái này đã tay cụt phế vật chỉ vào mũi mắng. Thật hắn ma muốn chết. Mà ở nhìn thấy kinh khủng như vậy chẳng cảnh, hiện trường nhất thời trở nên giống như chết vắng vẻ. T, cái này. Lão Brett, Oviedo, V, chờ, một đám Brett gia tộc nguyên lai đều cũng có một ít nhìn không được choáng váng. Hồ càng không khỏi sắc mặt cứng ở trên mặt, ánh mắt sợ hãi. Đỗ Tân đại chủ giáo càng như vậy, trên mặt giống như là bị người hạ, định thân pháp, cứng ngắc không gì sánh được, có chút khó có thể tin nhìn Myers Dorp đám người. Tuy nói những người này bây giờ, tạo hình, đều có chút kỳ quái, có thể hắn đương nhiên không có khả năng nói là không nhận ra a. Myers Dorp, thế nhưng một vị thân phận, trình tự, thực lực đều cùng hắn bằng nhau vĩ đại SSS cấp thánh ma đạo cường giả. Modern đồng dạng cũng là tiếng tăm lừng lẫy SS cộng cực hạn cường giả, đất khô cằn cửa số 2 thủ lĩnh. Còn có còn lại những người đó, hầu như mỗi cái hắn đều nhìn quen mắt, là cái này phương Tây hắc ám thế giới nội đều thế lực lớn cao tầng. Nhưng bây giờ bọn người kia cư nhiên đều bởi vì Hồ một ít lời, tự dĩ nhiên trực tiếp theo chân bọn họ trở mặt. Phải biết rằng bọn họ thế nhưng thần thánh giáo duyên giáo hội người a. Hồ là bọn hắn giáo hội mạnh nhất Hồng Y giáo chủ, mà hắn Đỗ Tân Scouter Dolan, càng giáo hội trong trí cao vô thượng tam đại Hồng Y đại giáo chủ một trong. Nhưng dù vậy, bọn người kia biết rõ thân phận của bọn họ vẫn còn cư nhiên bởi vì tiểu tử kia, theo chân bọn họ trở mặt. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Đón mặc dù là Đỗ Tân như vậy không biết trải qua bao nhiêu những mưa gió lão gia này, cũng không nhịn được sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, trong lòng hiện ra lau một cái dự cảm bất tường. Bọn người kia các, chỉ là một cái Myers Dorp cũng đủ làm hắn kiêng kỵ, chứ nói chi là còn có nhiều như vậy những người khác. Hắn tuy rằng tự phụ, tôn vi thần thánh giáo duyên giáo hội tam đại Hồng Y giáo chủ một trong, hiện tại nhưng vẫn là trong lòng có chút ăn ra. Mà để cho trong lòng của hắn có dự cảm bất tường chính là, lấy những tên kia thân phận, dĩ nhiên đúng đối với tiểu tử kia như vậy tất cung tất kính, thậm chí cận chỉ là bởi vì một câu nói, sẽ không tiếc thay kỳ xuất chiến. Cùng bọn chúng rửa mặt. Myers Dorp thánh ma đạo, Modern, chuyện này thế nhưng với các ngươi không có bất cứ quan hệ gì, là ta thần thánh giáo duyên giáo hội cùng hắn đơn độc ân oán. Các ngươi thật muốn nhúng tay vào. Đỗ Tân đại chủ giáo tuy rằng trong lòng có chút bất an lên, có thể thân phận của hắn, nhưng cũng vẫn là không có rối loạn đúng mực, ý nghĩ rất rõ ràng hướng về mọi người lạnh lùng chất vấn. Phải biết rằng, bọn họ thế nhưng thần thánh giáo duyên giáo hội người. Chớ nói chi là lần này hay là hắn Đỗ Tân Scouter Dolan tự thân xuất mã, để chính là một cái người đông phương, đắc tội bọn họ giáo hội, đắc tội hắn Đỗ Tân Scouter Dolan, đáng giá. Loại sự tình này chỉ sợ là phải suy nghĩ kỹ a. Không sai, chuyện này với các ngươi không quan hệ, thành thật đi sang một bên, đừng ép ta các giáo hội cũng đem bọn ngươi liệt vào là địch nhân. Hồ thấy tình cảnh này cũng, khởi động đến, nói rằng, vẻ mặt cường thế. Mặc dù trước khi nói hắn ở nhìn thấy loại tình huống này là nhìn không được trong lòng hoảng loạn một chút, thế nhưng, hiện tại xem hắn nhìn thấy Đỗ Tân đại chủ giáo đều không, hoảng, hắn tự nhiên cũng liền không sợ hãi. Hiển nhiên, hắn thế nhưng thật không tin để tiểu tạp chủng, bọn người kia dám cam nguyện cùng bọn chúng thần thánh giáo duyên giáo hội dở mặt. Óc có chuyện. Hanh, đem chúng ta cũng liệt vào là địch nhân, các ngươi thần thánh giáo duyên giáo hội thật đúng là uy phong thật to a. Nếu không,
nếu không các ngươi hiện tại tự thử xem. Ta mô đần đến muốn nhìn một chút, có ta ở đây, ai dám đúng đối với Trần tiên sinh bất kính. Có thể nghe nói mô đần lại trực tiếp hừ lạnh một tiếng, tràn đầy sát khí nói rằng. Sau đó, thậm chí đều gặp kỳ đem bản thân đã tấn thăng làm SSS cấp dị năng giả lực lượng đều phóng ra, trong tay càng không biết khi nào đều đã đem hắc ám minh ngọc đều đem ra, đội lên lòng bàn tay, một bộ tùy theo chuẩn bị dở mặt tư thế. T. Người cư nhiên, đây là hắc ám minh ngọc. Mà ở nhìn thấy cảnh tượng như vậy Đỗ Tân đại chủ giáo lúc này bỗng nhiên sắc mặt tựu thay đổi, nhìn mô đần trực tiếp là cũng hít một hơi lương khí, vẻ mặt quỷ dị cùng ngưng nhưng mà. Hắc ám minh ngọc đó là vật gì? Đây chính là, đất khô cằn cửa, cường đại nhất nghiệp đoàn thánh vật. Cái này phương Tây hắc ám thế giới tối tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp trung phẩm thánh khí một trong. Liên hắn Đỗ Tân Scouter Dolan cũng không từng chính mình, siêu cấp kinh khủng thánh vật binh khí. Nhưng bây giờ cái này mô đần lại là trực tiếp đem ra, kinh khủng hơn chính là kỳ dĩ nhiên đã đột phá đến SSS cấp bậc. Có thể nghĩ Đỗ Tân đại chủ giáo lúc này là có bao nhiêu sao chấn động. Ngay cả lão Brett, Oviedo bực này tưởng biết chút ít Trần Phi Trần tiên sinh nội tình, nghe vậy đều giật mình thiếu chút nữa trong mắt rớt xuống, chớ nói chi là những người khác. Cảnh tượng như vậy xác xác thật thật có chút quá chấn động, quá kinh người. Các ngươi, mà hồ nghe vậy thấy thế càng đương sơ máu trên mặt sắc liền trực tiếp là thốn cố gắng. Hắn người này mặc dù là thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ, bình thường vừa kiêu ngạo đã quen, hiện tại tức thì bị phẫn nộ cùng cừu hận che mắt ý nghĩ, nhưng cũng biết tay cầm hắc ám minh ngọc SSS cấp thực lực mô đần, là nên có cường đại dường nào, kinh khủng bực nào. Sau đó chỉ thấy kỳ sắc mặt trắng bệch lên, trái tim nhỏ cũng là phù 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 nhảy loạn. Mô đần, cảm ơn ngươi, bất quá loại háo sắc này không cần thiết khiến cho như thế bầu không khí ngưng trọng. Nếu là hắn chân thực óc chuyển bất quá loan, không nghĩ ra, để hắn động thủ thử nhìn một chút được rồi. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi trực tiếp là híp mắt cười lạnh cười, nhưng thật ra nghĩ không cần thiết khiến cho như vậy chiến trận, cũng liền chính là một cái SSS dị năng giả mà thôi, đến mức nha. T. Nhất thời hiện trường mọi người, nhất là này Brett gia tộc nguyên lão, đang nghe lời như vậy sau đều là nhìn không được lập tức sắc mặt ngẩn ra, chợt cũng hút lương khí thanh đều vang lên. Một đám sắc mặt đều tương đương đặc sắc. Không có biện pháp, bởi vì thật sự là Trần Phi lời này có thể nói cuồng vọng tới cực điểm. Đừng nói là hồ, chờ thần thánh giáo duyên giáo hội người, nghe thế loại nói sắc mặt làm sao có thể bất biến. Thậm chí là liên bọn họ những, này người ngoài cuộc, đang nghe loại này cuồng vọng nói sau, cũng đều là chân thực nhịn không được chân mày cao lại, trong lòng nghĩ Trần Phi người này quả thực có chút buồn cười cùng hoạt kê. Phải biết rằng Đỗ Tân Scouter Dolan đại chủ giáo thế nhưng ai a? Đây chính là đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội chí cao vô thượng tam đại hồng y đại giáo chủ một trong, càng là có thêm trong truyền thuyết vô địch SSS cấp thực lực. Tại bọn hắn toàn bộ phương Tây hắc ám thế giới nội mặc dù không tính là cực mạnh, nhưng cũng tuyệt đối là thuộc về cái loại này cực kỳ nhất lưu đại nhân vật. Bằng không hiện tại đang đối mặt nhiều như vậy đại nhân vật vây khốn lúc. Cái này Đỗ Tân đại chủ giáo cũng không đến mức còn là như vậy nắm chắc khí, căn bản không sợ. Chân thực là bởi vì hắn đối với mình bối cảnh tràn đầy lòng tin, hơn nữa cũng tay vẫn đoạn, lực lượng rất mạnh. Làm cho sợ. Nhưng bây giờ chế diễu, Trần Phi loại này thanh niên nhân, lại dám như vậy khẩu suất cuồng ngôn, nói Đỗ Tân đại chủ giáo nếu chân thực óc chuyển bất quá loan, không nghĩ ra, tự động thủ thử xem. Đây là thật cho là mình coi là vật gì không? Dám nói như vậy. Để xuống mẹ của ngươi chó má. Ngươi coi là cái gì? Này Brett người của gia tộc nhịn được, nhưng hồ ngày hôm nay vốn chính là đến báo thù, lại bị cừu hận che mắt tâm trí, gặp Trần Phi tiểu tạp chủng này lại dám làm nhục như vậy, chào phúng hắn núi dựa lớn, đâu còn nhịn được. Lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình chỉ vào chào phúng mũi mắng. Thậm chí hổn hển dưới, mắng nói cũng là cực kỳ khó nghe, căn bản không phù hợp thân phận của hắn. Hồ ngươi là đang tìm chết. Gặp hồ lại là dám chỉ vào Trần Phi Trần tiên sinh mắng như vậy khó nghe, mô đần lúc này không đành lòng, trong con ngươi hiện ra một điểm hàn quang. Cách không hướng về phía hồ chính là một cái tát quạt tới. Mô đần, xem ra ngươi là quyết tâm muốn cùng chúng ta thần thánh giáo duyên giáo hội đối nghịch. Mà ở thấy tình cảnh này, mô đần lại là dám đảm đương theo mặt của mình động thủ trước,
Đỗ Tân đại chủ giáo nét mặt già nua trong nháy mắt đó là nhịn không được trầm xuống, trong mắt sát khí ám thiểm, một quang minh lực lượng theo sát phía sau đó là khủng bố bộc phát ra. Nhất thời một cực kỳ khổng lồ quang minh lực lượng bắt đầu từ hắn trong lòng bàn tay bắn ra. Thẳng hướng về Mô Đần ngực động đi, lực lượng kia sở trải qua chỗ, liên không khí đều không thể động đậy, đình chỉ lưu động. T. Gặp Đỗ Tân đại chủ giáo tùy tiện vừa động thủ chính là lợi hại như vậy, này Brett người của gia tộc nhất thời toàn bộ trong ánh mắt nổi lên sợ hãi than vẻ. Nghĩ thầm, không hổ là thần thánh giáo duyên giáo hội tam đại hồng y đại giáo chủ một trong, thực sự là lợi hại a. A, có thể đang lúc bọn hắn còn ở trong lòng như vậy cảm thán, trong lúc bất chợt đất bằng phẳng nổi lên một trận cuồng phong. Những cuồng phong kia trong diễm quang lóe ra, trong lúc mơ hồ là có 36 đạo kiếm khí răng khắp nơi, đan vào quấn, thậm chí còn bật làm bắn ra cực kỳ khí thế kinh khủng, khiến Đỗ Tân đại chủ giáo sở thi triển ra quang minh lực lượng trong nháy mắt bị nghiền diệt. Tiêu tán vô tung vô ảnh. Cái này. Không phải đâu, mà ở nhìn thấy một màn này, này Brett gia tộc nguyên lão tự nhiên cũng đều biến sắc, sau đó trong ánh mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Thậm chí ngay cả Myers Dorp bọn người cũng là như vậy, bởi vì, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu chiêu thức ấy nhưng cũng không có cái gì lưu tình. Như vậy, đứng mũi chịu sào Đỗ Tân đại chủ giáo dĩ nhiên là càng không nói, mắt thấy kinh khủng kia kiếm khí đưa hắn quang minh lực lượng dễ dàng nghiền diệt, thậm chí còn dư lực không nghỉ tiếp tục hướng hắn kéo tới. Lúc này sắc mặt tựu thay đổi, trở nên trong nháy mắt huyết sắc, sau đó lập tức thần sắc hốt hoảng từ trên người lung tung đào đồ vật. Sau đó sau cùng gặp kỳ móc ra một mặt kiểu dáng Âu Tây cái gương, kỳ mặt kiếm tràn ngập rất nặng hàn quang, chói mắt không gì sánh được. Cái này cái gương lai lịch thật không đơn giản, chính là thần thánh giáo duyên giáo hội, thậm chí toàn bộ phương Tây hắc ám thế giới đều tiếng tăm lừng lẫy trung phẩm thánh khí. Mặt kiếm có thể phát sinh một đạo quỷ dị chùm tia sáng, làm cho trong nháy mắt bị hóa đá vi là pho tượng, hãy cùng trong truyền thuyết Medusa đồng vậy, uy năng không gì sánh được đáng sợ. Hung danh cũng là hiển hách. Là thần thánh giáo duyên giáo hội Medusa kính, Đỗ Tân đại chủ giáo một tướng thứ này lấy ra nữa, nhất thời liền có người kinh hô. Vẻ mặt hoảng sợ. Hiển nhiên, đối với cái này cái gương đại danh đỉnh đỉnh, bọn họ còn là rất khắc sâu ấn tượng. Chỉ bất quá cách đó không xa Myers Dorp. Một đần đám người cũng đúng đối với Medusa kính phỉ nhổ lấy mũi, thậm chí căn bản xem đều không xem vật kia liếc mắt. Không có biện pháp, coi như bọn họ kỳ thực cũng biết cái gương lợi hại, nhưng bây giờ, xuất thủ thế nhưng Trần Phi Trần tiên sinh a. Hắn có lực lượng cùng cường đại lại là còn con này nhất kiện trung phẩm thánh khí có thể ngăn trở. Đây quả thực là khôi hài. Thậm chí còn tại bọn hắn xem ra, coi như là Đỗ Tân đại chủ giáo lấy ra cái này Medusa cảnh. Nhưng cũng hay là đang Trần Phi Trần tiên sinh trước mặt hãy cùng trẻ con vậy nhỏ yếu, không khác gì. Một cái vừa mới vừa tập tễnh học bộ trẻ mới sinh, đối mặt một vị thành niên đại hán, coi như trong tay lợi kiếm đại đao thì như thế nào. Nhân ra một cái tát đi qua, người chỉ sợ cũng chỉ có ngoan ngoãn bị phiến đến trên mặt đất. Oanh! Mà trên thực tế, cũng đúng như Myers Dorp bọn họ nghĩ vậy. Đất bằng phẳng văng lên phong long trong kiếm khí tốt không khách khí đem cái gương phát ra chùm tia sáng, trong nháy mắt đánh tan đến mảy may cái gì cũng không thừa dưới. Mà có thể cũng là bởi vì cái này, Đỗ Tân đại chủ giáo trong tay Medusa kính càng răng rắc một tiếng, một cái nối liền toàn bộ mặt kiếm vết dạn trong nháy mắt đó là xuất hiện. Ngạch, ưng ực mà cái này cũng nhất thời làm mọi người tại đây trên mặt thần sắc đều trong nháy mắt cứng lại rồi. Nhất là hồ còn có chút Brett gia tộc những người đó. Càng sắc mặt quỷ dị đến hoài nghi mình hiện vào thời khắc này có đúng hay không đang nằm mơ. Đây chính là Medusa kính A, tại bọn hắn phương Tây hắc ám thế giới nổi tiếng tăm lừng lẫy trung phẩm thánh khí. Là tối trọng yếu, cái này thánh vật bây giờ còn là từ Đỗ Tân đại chủ giáo tự mình mới điều khiển. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ cư nhiên, lại là bị phế bỏ. Ngay tại lúc bọn họ hầu như mọi người hiện vào lúc này đều đã là lâm vào dại ra, sợ hãi trong lúc. Kiếm kia khí cũng đã là ở giữa không trung biến thành một đạo xích hồng sắc cái tát, trong nháy đó là đưa tới sắc mặt đồng dạng có chút lăng, có chút cương Đỗ Tân đại chủ giáo đỉnh đầu, sau đó bỗng nhiên biến thành một đạo quạt hương bổ vậy thật lớn đỏ đậm cái tát, hướng về phía người sau khuôn mặt chính là hung hăng một chút. 3. Một tiếng thanh thúy bà tai tiếng vang lên, Đỗ Tân đại chủ giáo trực tiếp bị một tát này cho phiến được một cái lảo đảo, sau đó cả người ngã nhào xuống đất,
gặm miệng đầy bùn. Mặt càng dường như thịt heo vậy, dày đặc một tầng sưng lên, trên da rậm rạp hiện đầy vết thương, cùng tràn ra tới giọt máu. Sau đó, ở đây tất cả mọi người bỗng nhiên yên tĩnh lại, tĩnh mịch một mảnh. Yên tĩnh như chết. Đây thật là yên tĩnh như chết. Từ Trần Phi giơ tay lên cách không đem Medusa kính đánh phế, rồi đến Đỗ Tân đại chủ giáo bị một cái tát hung hăng phiến ngã xuống đất, đây hết thảy miêu tả lên tựa hồ rất dài, có thể kỳ thực, lại cũng bất quá là trong chớp mắt. Nhưng chỉ có cái này trong chớp mắt a. Tiểu tử kia, người Đông Phương, thoạt nhìn tối đa cũng chỉ có 20 mấy 30 tên, tùy ý như vậy động thủ, lại cư nhiên thực sự đem thần thánh giáo duyên giáo hội tam đại hồng y đại giáo chủ Đỗ Tân Scouder Dolan đại chủ giáo, cho một cái tát lật úp trên mặt đất. Cái này, đây là hạng thực lực khủng bố. Vậy là cái gì khái niệm a? Cho dù là giống như Myers Dopp như vậy hôm nay thánh ma đạo đỉnh cường giả, hay là tay cầm hắc ám minh ngọc mô đần, dành mạch từng câu, lòng biết rõ, bọn họ tuyệt không thể nào làm được loại trình độ này. Dù sao, Đỗ Tân Scouder Dolan như thế nào đi nữa nói cũng là một vị SSS cấp siêu cấp cường giả a. Vừa thật há là cái gì kẻ đầu đường xó chợ. Tính, trận này nội tiếp tục vẫn duy trì yên tĩnh như chết. Không người nào dám cả tiếng hô hấp, không người nào dám nói đánh vỡ trầm mặc. Coi như là Brett gia tộc lão Brett còn có Oviedo công tước, lúc này cũng đều là bị Trần Phi chiêu thức ấy cho hoàn toàn chấn trụ. Đây chính là thần thánh giáo duyên giáo hội tam đại hồng y đại giáo chủ một trong Đỗ Tân đại chủ giáo a. Lại có hung danh hiển hách trung phẩm thánh khí, Medusa kính, bàng thân. Nhưng bây giờ, có thể bọn hắn bây giờ lại nhìn thấy cái gì? Trung phẩm thánh khí Medusa kính bị đánh phế. Đỗ Tân đại chủ giáo bị một cái tát hung hăng phiến cái ngã gục. Đây cũng nói rõ cái gì? Nói rõ Trần Phi Trần tiên sinh thực lực sợ rằng vừa so với trước ở lớp Strickland gia tộc đại triển thần uy lúc, còn kinh khủng rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Bởi vì dĩ kỳ khi đó thực lực, là tuyệt không khả năng, cũng không phải có thể làm được giống như bây giờ kinh khủng. Bọn họ tuy rằng rất không tin, cũng khó có thể tin giống như loại đáng sợ này chuyện thực, có thể, hiện tại sự thực tự bày tại bọn hắn trước mắt, vì vậy không được phép bọn họ không tin. Xem ra ngươi là thật đem ta trước nói trở thành là gió thoảng bên tai a. Nghĩ đến ngươi điểm ấy lực lượng rất nghiêu ép đi. Vậy được rồi, đuổi mau đứng lên, chúng ta tiếp tục đến vui đùa một chút, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút loại phế vật này có thể nhận ta vài cái. Ngày hôm nay ngươi nếu có thể nhận ta vài cái, ta nên tha cho ngươi một mạng, nếu không coi như là ngươi bây giờ chạy trở về các ngươi cái gì thần thánh giáo duyên giáo hội, ta cũng phải đem ngươi lão già này bắt được đến, cho ngươi sống không bằng chết. Tin không? Mà chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu tựa hồ coi như là như vậy, cũng còn không có ý định lúc đó dừng tay, mà là ánh mắt lạnh lẽo nhìn vậy còn ngã nhào xuống đất trên, cả người run Đỗ Tân đại chủ giáo, tuét miệng giọng nói vô cùng vi bất thiện nói. Không có biện pháp, giống như hắn như vậy vốn cũng không phải là cái gì tốt tính tình, chớ nói chi là hiện vào lúc này bọn họ thế nhưng mới từ đại trận trong tình trạng kiệt sức đi ra, chính là trong lòng buồn bực thời gian. Lão già này còn phải không biết sống chết, không biết tự lượng sức mình, chạy tới được một tấc lại muốn tiến một thước phải đem lửa giận của hắn cho gây xích mích lên, dưới loại tình huống này chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu nhẫn được. Phải biết rằng hiện vào lúc này nếu là thật đem chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu chọc mao, vậy cũng chớ nói là cái gì thần thánh giáo duyên giáo hội tam đại hồng y giáo chủ một trong, coi như là giáo hội toàn bộ. Đối với bây giờ Trần Phi mà nói, cũng hoàn toàn vô dụng. Ghê gớm cũng chính là hết thảy diệt. Thật cho là có rất nghiêu bức. Tê, ừng ực, mà vào lúc này, bên tai như vậy vang lên Trần Phi chút nào cảm tình màu sắc cũng không mang lạnh lùng, bất thiện đang nói, ở đây mọi người hầu như đều trong nháy mắt nhịn không được run lên, sau đó một hàn khí, bắt đầu từ cột sống, bàn chân tâm mãnh liệt cọ 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 ra bên ngoài sông ra. Muốn chỉ đều hoàn toàn là không ngừng được. Bọn họ đều là một đám chính mình siêu năng lực dĩ năng cường giả, hoặc là huyết tộc. Cũng từng có quá dựa vô địch vũ lực nghiền ép người thường, do đó xưng vương xưng bá, thành tựu hiện tại phần này thân phận, địa vị kinh lịch, vì vậy bọn họ có thể so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Một vị chân chính mình siêu cường thực lực kinh khủng đại nhân vật, như vậy đại nhân vật nếu là thật tức giận, hoặc là khởi xướng nộ đến, thật là sẽ là có bao nhiêu sao khủng bố, cỡ nào kinh người. Quả thực làm bọn hắn không dám tưởng tượng. Mà bây giờ... Trần Phi Trần tiên sinh có hay không đi đến cái loại này chân chính vô địch về địa cầu cao độ, bọn họ không rõ ràng lắm, nhưng bọn hắn lại biết,
chỉ là bằng vào trước Trần Phi triển lộ ra một ngón kia, cũng đã chứng minh rồi liên SSS cấp siêu cấp cường giả, ở kỳ trước mặt đều cùng là người thường dường như, hoàn toàn không có bất kỳ, chút nào sức đánh trả. Cái này chẳng lẽ còn không khủng bố, cái này chẳng lẽ còn không vô địch. Nghĩ như vậy, thậm chí ở đây không ít người cũng không nhịn được trong giây lát trong lòng run rẩy, chợt trên mặt thần sắc là thật bắt đầu trở nên có chút thảm không có chút máu lên. Một là bởi vì Trần Phi lực lượng này chân thực quá khủng bố, thật đáng sợ. Thứ hai là bởi vì kỳ trước cảnh cáo Đỗ Tân đại chủ giáo nói, chỉ sợ cũng thật không vậy cái gì cuồng vọng, vui đùa ngôn ngữ. Như vậy thực lực kinh khủng siêu cường nhân vật, mặc dù là thần thánh giáo duyên giáo hội, tự chống đỡ được. Chỉ sợ cũng không phải là như vậy xác định cùng đâu có đi. Phu, CK, người hắn mà coi là vật gì vậy, người biết chúng ta là ai? Có biết hay không chúng ta là thân phận gì? Chúng ta thế nhưng thần thánh giáo duyên giáo hội người, chúng ta giáo hội thế nhưng cái này Âu Châu hắc ám thế giới nội tột cùng nhất, cao cấp nhất, thế lực cường đại nhất. Người bây giờ lại dám phản kháng chúng ta, thậm chí còn dám đem chúng ta giáo hội Đỗ Tân đại chủ giáo đả thương, ngươi xong, ta cho ngươi biết, ngươi triệt để xong. Hồ tuy rằng cũng bị như vậy một màn kinh khủng dọa cho được yêu thích sắc trắng bệch, thế nhưng, hắn hiện tại dù sao đã là bị cừu hận che mắt tâm trí, vừa là đối với hắn sau lưng chỗ dựa vững chắc cực kỳ có tự tin, không tin Trần Phi một người, chẳng lẽ còn có thể theo chân bọn họ thần thánh giáo duyên giáo hội toàn bộ giáo hội chống lại. Vậy đơn giản hoàn toàn chính là muốn chết, hành động tự sát. Không biết lượng sức. Cho nên khi hắn ở nhìn thấy Trần Phi lại dám như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước, đang đánh thương Đỗ Tân đại chủ giáo sau, dám phách lối như vậy, lúc này nhìn không được nổi giận. Trong lòng oán hận chân thực khó hơn nữa lấy kiềm chế ở, nhảy dựng lên loạn mắng. Hồ, câm miệng, mà Đỗ Tân đại chủ giáo quỳ rạp trên mặt đất vừa còn ở trong lòng sợ theo, hiện tại đã thấy đến hồ nhược trí, ngu ngốc. Lại dám chỉ vào Trần Phi như vậy thực lực kinh khủng nhân vật mũi mắng, nhất thời sắc mặt cũng không nhịn được trong nháy mắt thảm không có chút máu lên, thậm chí cũng còn tiếp nhịn không được gian nan chống đứng lên phẫn nộ quát. Hiển nhiên cái này Đỗ Tân đại chủ giáo cũng là một người thông minh, cho nên khi nhưng mà minh bạch một vị có thể tùy tùy tiện tay đã đem hắn đánh ngã xuống đất người, thật là kỳ thực lực là có kinh khủng bực nào. Huống hồ hắn mới vừa rồi còn là tự mình cảm nhận được Trần Phi kinh khủng kia tới cực điểm lực lượng, có thể nói là hoàn toàn sợ cùng hối hận cư nhiên nhận cái như vậy khổ sai chuyện. Thậm chí còn, nhất là Trần Phi trước cuối cùng một phen lời cảnh cáo, còn càng khiến trong lòng của hắn cũng không nhịn được run rẩy lên. Hiển nhiên, hắn biết rõ, cái loại này vô cùng cường đại siêu cấp nhân vật nói cái loại này nói, đe dọa nói như vậy, chỉ là chuyện cho tới bây giờ hối hận sợ là không làm nên chuyện gì. Có thể hắn Đỗ Tân Scouter Dolan lại trăm triệu không nghĩ tới, đều đã rõ ràng là loại này bộ dáng, hắn bị người ta một cái tát phổ bay, có thể nói hoàn toàn không ở một tầng thứ trên, mà bây giờ hồ cái này nhược trí, cái này ngu ngốc lại còn xem không hiểu tình hình cùng tình hình, dám can đảm nhảy ra chửi bậy uy hiếp đối phương. Cái này thì như thế nào không bắt hắn cho sợ đến hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệch. Cái này hắn mà cái này nhược trí có đúng hay không óc có chuyện a? Bất quá khi sắc mặt hắn trắng bệch lúc, đều đã muộn, đừng nói là Trần Phi nghe được hồ nói sắc mặt trong nháy mắt tự trầm xuống, coi như là Modern, Myers-Dorp đám người, đều vào lúc này sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm lãnh cùng khó xem. Bọn họ đều là bị Trần Phi đã cứu mệnh người, chớ nói chi là Trần Phi Trần Tiên Sinh đó là hạng thân phận, hạng trình tự. Liên trong phòng ấn vậy chờ kinh khủng quái thú đều bị đích thân hắn làm thịt, mà bây giờ ni. Hiện tại giống như hồ như vậy rác dưới, phế vật như vậy, lại dám chỉ vào Trần Phi Trần Tiên Sinh mũi mắng, đây coi là cái gì? Oanh! Hồ, xem ra ngươi là thật ngại bản thân mệnh có chút dài a. Theo sát mà, chỉ thấy vẫn không nói chuyện Myers-Dorp cả người từ từ hiện ra một kinh người nóng bức khí tức. Trong ánh mắt cũng theo để lộ ra lau một cái dày đặc sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm hồ. T. Mà ở cảm thụ được cổ kinh khủng nóng bức khí tức. Miễn cưỡng chống đứng lên Đỗ Tân đại chủ giáo trong nháy mắt sắc mặt tựu vừa lớn hơn nữa biến lên, thậm chí còn cũng hít một hơi lương khí, kinh hô ngươi. Ngươi đột phá đến thánh ma đạo đỉnh cảnh giới. Xôn xao. Cái gì, thánh ma đạo đỉnh, đó không phải là, T. Myers-Dorp thánh ma đạo hắn cư nhiên. Mà đang nghe Đỗ Tân đại chủ giáo cái này thanh giọng nói hoảng sợ cũng hút lương khí kinh hô, mọi người tại đây ai cũng biến sắc. Thánh ma đạo cảnh giới,
cùng thánh ma đạo đỉnh cảnh giới, cái này mặc dù chỉ là hai chữ bất đồng, có thể đại biểu ý nghĩa, quả thực thực sự hoàn toàn không cách nào tiếng Nhật A. Cử cái đơn giản nhất ví dụ, đó chính là mặc dù là thần thánh giáo duyên giáo hội được xưng thân phận vô cùng tôn quý, địa vị trí cao vô thượng ba vị tam đại hồng y đại giáo chủ, cũng chỉ là chỉ có trong đó một vị, mới chính mình SSS cấp đỉnh thực lực. Những người khác đều không phải là. Vì vậy coi như là Đỗ Tân đại chủ giáo, cũng hoàn toàn cùng vị kia không phải là một tầng thứ. Thậm chí nói là lẫn nhau gian là trên dưới cấp, đều không quá đáng chút nào. Cũng sẽ không có người nói, sẽ có vấn đề gì. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Myers Dorf Thánh Ma Đạo, lúc này cư nhiên cho thấy đủ để sánh ngang vị kia Thánh Ma Đạo đỉnh tu vi, cùng thực lực. Đây coi là cái gì? Cái này làm sao không khiến ở đây tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi cùng rung động? Phải biết rằng, chính mình kinh khủng như vậy thực lực người, coi như là ở địa cầu này muốn đứng hàng cao cấp nhất, cường đại nhất, cũng tuyệt đối là không vấn đề chút nào. Mà bây giờ mặc dù là Myers Dorf Thánh Ma Đạo đều có Thánh Ma Đạo đỉnh tu vi, còn lại là đúng đối với tiểu tử kia, đúng đối với Trần Phi Trần Tiên Sinh như vậy tất cung tất kính, thậm chí không tiếc tự mình làm kỳ xuất thủ, đắc tội thần thánh giáo duyên giáo hội vật khổng lồ như vậy. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chẳng lẽ ở trong mắt hắn, cái này Trần Phi Trần Tiên Sinh, là so với toàn bộ thần thánh giáo duyên giáo hội phân lượng cũng còn muốn nặng. Thế nhưng điều này sao có thể a? Hắn không phải là chỉ có một người sao? Còn có, hắn mới bây lớn a. Đỗ Tân đại chủ giáo hầu như trong nháy mắt mọi người choáng váng. Brett gia tộc lão Brett, Oviedo công tước, V, chờ, nguyên lão cũng đều là sắc mặt triệt để sợ ngây người, như là gặp được cái gì nằm mơ cũng không quá quan tâm khả năng, thậm chí hoàn toàn không thực tế sự tình. Nga, không, Myers Dorf ngươi làm gì, ngươi điên rồi sao, mau dừng tay, ngươi làm gì. Mà hồ càng như vậy, như là thiếu chút nữa mộng rớt, sau đó nhịn không được vẻ mặt sợ hãi cùng run rẩy kêu to lên, vẻ mặt kinh hoàng. Bởi vì, Myers Dorf thì đã hướng hắn động thủ. Myers Dorf Thánh Ma Đạo đó là cái gì người? Đây chính là toàn bộ phương Tây hắc ám thế giới nội đều tiếng tăm lừng lẫy Thánh Ma Đạo cảnh giới cường giả. Mặc dù là tại nơi đỉnh danh sách trong, cũng đều tuyệt đối xưng là có danh tiếng, thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, uy danh hiển hách, cực kỳ kinh người. Vì vậy coi như là sau lưng của hắn cũng không có quá to lớn, thật đáng sợ cường tổ chức lớn hoặc thế lực làm chống đỡ. Nhưng ở toàn bộ phương Tây hắc ám thế giới nội lực ảnh hưởng, cũng còn là không thể nghi ngờ. Mặc dù là hiện tại cái này ở đây mọi người, ngoại trừ Trần Phi ở ngoài, ai nhìn thấy hắn không được cung kính xưng hô một câu Myers Dorf đại nhân, hoặc là Thánh Ma Đạo tiên sinh. Nhưng bây giờ coi như là vị đại nhân này vật đều đã lần thứ hai kinh người làm ra thực lực, cảnh giới đột phá, đạt tới trong truyền thuyết đỉnh cấp vô cùng Thánh Ma Đạo tầng thứ tột cùng, đó là hạng thân phận cùng tầng thứ. Còn lại là bởi vì hồ chửi bới Trần Phi một câu nói, liền trực tiếp tự mình xuất thủ, hoàn toàn không để ý kỳ hiện nay thân phận cùng trình tự. Đây coi là cái gì? T. Cái này. Không phải đâu, Myers Dorf Thánh Ma Đạo hắn. Nói chung hiện trường mọi người nghe vậy thấy thế sắc mặt kia là thật thoáng cái tự thay đổi, trở nên không gì sánh được rung động, cùng có chút không có huyết sắc lên. Thế mà Myers Dorf cũng đã là hoàn toàn không để ý những thứ này. Sau đó, chỉ thấy kỳ trong miệng mặt niệm động theo khó đọc rồi lại khiến người ra đầu tê dại tối nghĩa long ngữ ma pháp chú ngữ. Theo sát mà đó là phịch một tiếng nổ, một tòa viện lưu lộ khí tức không gì sánh được kinh người xích hồng sắc lục mang tinh ma pháp trận cũng đã là bỗng nhiên rung động xuất hiện. Sau đó một lớn vô cùng hỏa diễm long chảo liền trực tiếp từ trong lộ ra đến, chuyển hướng sắc mặt đã là hoàn toàn đại biến hồ. Đây hết thảy, tự nhiên là thật khiến mọi người tại đây đều sợ ngốc, sợ ngây người. Vậy đơn giản tựu là hoàn toàn khó có thể tin. Bởi vì không có khả năng tựu chỉ là bởi vì một câu như vậy, Myers Dorf Thánh Ma Đạo hắn. Không có khả năng bởi vì, này tựu thực sự muốn giết người đi. Thế mà sự thực, cũng đã còn là hướng phía bọn họ tối không thể tin được địa phương tiến triển khai. Dừng tay, Myers Dorf ngươi muốn làm gì? Đỗ Tân đại chủ giáo nhất thời sắc mặt chợt quát to. Ngọn lửa kia long chảo đã hoàn toàn che mất hồ đứng đang ở khu vực thượng không, mà kinh khủng như vậy công kích, một khi rơi xuống, đừng nói hồ, coi như là hắn Đỗ Tân đều tuyệt đối rất khó mới có thể để đỡ được.
dù sao đây chính là Myers Dorp hiện nay thánh ma đạo đỉnh cảnh giới một kích a. Bọn họ vừa làm sao có thể xem. Càng trọng yếu là, tuy nói tên kia chân thực óc có chút vấn đề, là một nhược trí thêm ngu ngốc, nhưng không thể phủ nhận, SS cộng cực hạn tầng thứ này cường giả, là bất kỳ một cái nào thế lực lớn đều tuyệt đối không muốn tổn thất. Bất kỳ tình huống gì dưới đều là giống nhau. Vì vậy hắn hiện tại đương nhiên không có khả năng nhìn tận mắt loại sự tình này phát sinh. Oanh! Từ trong cơ thể hắn cũng hiện ra một cổ cường đại quang minh lực lượng. Nhưng sau đó, một đạo âm lãnh hắc khí lại bỗng đưa hắn chỗ ở khu vực mạnh quấn lên. Theo sát mà chợt nghe gặp mô đần lành lạnh lạnh giọng, khi hắn bên tai vang lên. Thành thật tại nơi mang theo. Nếu không, đừng trách ta hướng ngươi cũng động thủ. Vì vậy trong nháy mắt Đỗ Tân đại chủ giáo muốn động thủ tư thái lập tức cứng ở tại chỗ, sắc mặt cũng biến thành âm trầm cùng hoảng loạn lên. Biểu tình kia thật có một ít phức tạp cùng dọa người. Phanh! Nhưng sau đó, chỉ thấy hắn bên tai đã rồi truyền đến một tiếng muộn bạo tiếng vang. Gặp ngọn lửa kia long chảo đã rơi xuống, đem sớm bị sợ đến hoàn toàn đờ đẫn hồ dường như là tiểu trùng tử vậy nắm, sau đó liền hung hăng nắm chặt. Huyết hoa vẩy ra! Thật là huyết hoa vẩy ra a! Tất cả mọi người nhìn không được trong nháy mắt sắc mặt ngốc trệ, con người bạo nhưng mà co rút lại, thật sâu run rẩy. Hắc, hồ hắn là thật đã chết rồi. Cư nhiên Myers Dorp thánh ma đạo cái này dĩ nhiên là đùa thật a. Có thể hồ thế nhưng thần thánh giáo duyên giáo hội hồng y giáo chủ a. Myers Dorp thánh ma đạo hắn hiện tại đến tột cùng là nghĩ gì? Không có khả năng thật là bởi vì một câu kia nói, hồ giáo chủ vẻn vẹn chỉ là nhục mạ Trần Phi một câu, tới khiến hắn trực tiếp không tiếc đắc tội như vậy quái vật lớn, động thủ sát nhân đi. Có thể, cần phải là thật là bởi vì như thế. Vậy người Đông Phương, cái gọi Trần Phi Trần tiên sinh, đến tột cùng là ở trong lòng hắn mặt phân lượng nặng bao nhiêu a? Không có khả năng ở Myers Dorp thánh ma đạo trong mắt, Trần Phi Trần tiên sinh. Là thật so với toàn bộ thần thánh giáo duyên giáo hội đều phân lượng thật lớn đi. Có thể loại sự tình này làm sao có thể a? Đây chính là thần thánh giáo duyên giáo hội a. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Bọn họ không ngốc, cũng minh bạch Trần Phi Trần tiên sinh có lẽ là ở Myers Dorp thánh ma đạo đám người trong lòng phân lượng có chút nặng. Thế mà bọn họ hiện tại lại nằm mộng cũng muốn không được, cái loại này phân lượng, thực sự là nặng đến rồi loại đáng sợ này trình độ. Liên hồ, đều vẻn vẹn chỉ là bởi vì một câu nói, đã bị giết. Myers Dorp, Modern, các ngươi đến tột cùng là có ý gì? Lẽ nào các ngươi đều mắt mù, không biết hồ là ta thần thánh giáo duyên giáo hội hồng y giáo chủ? Mà đang ở hiện trường này bởi vì hồ chết, mà trở nên yên tĩnh như chết, một lúc sau, rốt cục có một đạo run, phẫn nộ tới cực điểm thanh âm, mang theo nồng nặc dữ tợn chất vấn, vang lên. Chỉ thấy Đỗ Tân đại chủ giáo hai mắt huyết hồng, cả người khí tức rung động, trên mặt thần sắc hoàn toàn là tức giận, dữ tợn tới cực điểm. Tâm tình khó có thể khống chế. Không có biện pháp, hắn hiển nhiên là thật không ngờ, Myers Dorp cư nhiên thật sẽ nói như vậy hạ tử thủ tựu hạ tử thủ, thật coi theo mặt của hắn đã đem hồ cho trực tiếp giết. Mà một vị SS cộng cực hạn cường giả tổn thất, coi như là đối với bọn hắn thần thánh giáo duyên giáo hội, cũng là lớn vô cùng, thậm chí thương gân động cốt. Điều này làm cho hắn sau khi trở về phải như thế nào dặn dò. Vì vậy loại sự tình này thực chỉ là ngẫm lại, tới khiến hắn chân thực nhịn không được nổi trận lôi đình lên, khó có thể tiếp thu. Biết thì thế nào, không biết thì thế nào, lẽ nào tự cho phép lão già kia miệng thối, không cho phép chúng ta phản kích. Người nghĩ đến các ngươi thần thánh giáo duyên giáo hội coi là cái gì? Bao lớn uy phong. Nghe vậy Trần Phi gọn gàng dứt khoát tự lên tiếng, giọng nói lạnh lùng. Tuy nói, hắn kỳ thực cũng thật không ngờ, Myers Dorp sẽ như vậy trực tiếp tự sát nhân. Nhưng dù sao chuyện này là bởi vì hắn dựng lên, vì vậy hắn đương nhiên không có khả năng lui ở phía sau, đương đương rùa đen rút đầu. Mà lời vừa nói ra, không khí hiện trường vừa lần thứ hai trở nên có chút ngưng động. Nhất là lão Brett, Oviedo công tước, V, chờ, Brett gia tộc các nguyên lão, càng liên đại khí cũng không dám nhiều xuyến một chút, sắc mặt trắng bệch theo. Bị trước mắt cảnh tượng này cho hoàn toàn hù được không dám lên tiếng nữa. Rất sợ làm ra điểm giờ, động tính gì, rước họa vào thân. Phản kích, ngươi cái gọi phản kích lẽ nào chính là sát nhân?
Ngươi có biết hay không hồ ở chúng ta giáo hội nội là cái gì trình tự, địa vị gì? Các ngươi hiện tại cứ như vậy đưa hắn giết, chẳng lẽ là thật muốn cùng ta thần thánh giáo duyên giáo hội triệt để rửa mặt? Hiển nhiên, hồ chết, đã hoàn toàn khiến Đỗ Tân Đại chủ giáo có chút mất lý trí. Vì vậy đang nghe kỳ loại giọng nói này nói, cùng ngôn ngữ, mô đần trực tiếp là nhướng mày, nói Đỗ Tân Đại chủ giáo, ta khuyên ngươi bây giờ tốt nhất chú ý dưới thái độ của ngươi cùng giọng nói, lại yên tĩnh một chút. Hồ can đảm dám đối với Trần Phi Trần tiên sinh bất kính, đó là chính hắn muốn chết, vì vậy ngươi bây giờ nếu còn muốn dẫm vào hắn vết xe đổ. Vậy cũng chớ trách ta trước đó không nhắc nhở ngươi. Dù thế nào một cái cũng là giết, hai cái cũng là giết, đừng thật nghĩ đến các ngươi phá giáo hội ai cũng sợ. T. Mô đần loại này lời vừa nói ra, nhất thời đông đảo người vừa cũng không nhịn được sắc mặt trở nên sợ hãi, cùng cũng hút lương khí lên. Một cái cũng là giết. Hai cái cũng là giết, lẽ nào hắn đây là đang cảnh cáo Đỗ Tân Đại chủ giáo? Không thể nào là thật muốn trở mặt đi, cái này, nếu thật như thế, bọn họ cái này Âu Châu hắc ám thế giới nội, chỉ sợ cũng thật muốn nhấc lên kinh khủng động đất. Mà Đỗ Tân Đại chủ giáo nghe vậy cũng là sắc mặt lập tức biến, mặt âm trầm khiển trách Mô Đần, người đến tột cùng là có ý gì? Nhưng những lời này sau khi nói xong, hắn lại cuối cùng là có chút lãnh tĩnh cùng tỉnh táo lại. Vì vậy lập tức rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, ánh mắt tại nơi Mô Đần, tại nơi Myersdorf, thậm chí là phía sau bọn họ này đều thế lực lớn cao tầng cường giả trên mặt quét một vòng, trong lòng rốt cục nhịn không được có chút lộp bộp lên. Hồ coi như là có sai, cũng không bị chết đi. Vì vậy sau đó hắn có chút nhịn không được nói bổ sung. Mà hắn hiện vào lúc này cái này bổ đi lên một câu nói, hiển nhiên là có chút cúi đầu là tỏ ra yếu kém. Dám đối với Trần Phi Trần tiên sinh bất kính, hồ chính là đáng chết. Nhưng sau đó Myersdorf nhưng cũng lại là lạnh lùng nói, hoàn toàn không có chút nào hối hận hoặc là trần trợ ý. Mà đang nghe hắn lời như vậy, hiển nhiên mọi người tại đây lại là nhìn không được biến sắc, trong lòng không gì sánh được cảm giác chấn động thán lên. Cái này Trần Phi Trần tiên sinh, đến tột cùng là ở trong lòng bọn họ mặt, phân lượng nặng bao nhiêu a? Ngươi, ta... Đỗ Tân Đại chủ giáo trực tiếp bị những lời này cho sặc nói không ra lời. Hiển nhiên hắn là thật nằm mơ cũng không nghĩ tới, cũng bởi vì một câu nói, như thế thí lớn một chút chuyện, đối phương tựu cư nhiên thái độ thật cường ngạnh đến rồi loại trình độ này. Trong lời nói chút nào lui bước, sẽ quay về chỗ trống cũng không có, điều này có thể làm hắn không vừa sợ vừa giận, nhưng lại cứ lại không có biện pháp phản bác. Bởi vì hắn hiện tại cũng chỉ có một mình hắn, hơn nữa. Đối phương bọn người kia vừa chân thực cộng lại quá kinh khủng một ít. Vì vậy thật muốn để một cái hồ, hãy cùng những người này dở mặt, mặc dù là hắn Đỗ Tân Scouter Dolan, thậm chí là phía sau hắn thần thánh giáo duyên giáo hội, cũng tốt giống như không nhiều như vậy, lớn như vậy lo lắng. Cần phải là cứ tính như vậy, vừa không khỏi có vẻ hắn Đỗ Tân Scouter Dolan vô năng. Vì vậy hắn liền có một ít rơi vào quấn quýt trong. Nói cũng không phải, không nói lời nào, cũng không phải. Thấy thế Trần Phi ngược lại cũng nhìn ra chút gì, chợt hơi bĩu môi, nhưng cũng lười lại tính toán cái gì, vì vậy phất phất tay, bình thản nói Myersdorf thánh ma đạo, nếu không ngươi trước hết mang vị này Đỗ Tân Đại chủ giáo rời đi trước đi. Ta nhưng thật ra nghĩ hắn là cần trước tính táo một chút. Trần Phi như thế vừa mở miệng, Đỗ Tân Đại chủ giáo, thậm chí mọi người tại đây cũng không nhìn được vừa lại cả người chấn động, chợt ánh mắt có chút phức tạp cùng kinh dị nhìn Trần Phi. Lại nhìn một chút Myersdorf thánh ma đạo. Bởi vì nàng loại giọng nói này lời như vậy, đuổi kịp hạ cấp sai sử, sai khiến, có cái gì khác nhau. Nhưng vấn đề là Myersdorf thánh ma đạo hiện tại thế nhưng thánh ma đạo đỉnh cường giả a. Tiểu tử kia, người Đông Phương, thật có tư cách hướng như vậy một vị thánh ma đạo đỉnh cường giả nói chuyện như vậy sao? Lấy như vậy giọng nói, sai sử, sai khiến, hắn dựa vào cái gì a? Bất quá rất hiển nhiên Đỗ Tân Đại chủ giáo nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trần Phi như vậy một người lại dám lấy loại giọng nói này đến chào phúng hắn, thiếu lãnh tính, không khỏi vừa thẹn vừa não, nhưng lại cứ lại không có biện pháp phản bác. Bởi vì lúc này hắn cũng cần muốn yên tĩnh một chút, dù sao hiện nay ở trước mặt hắn những tên kia, thật là đều không phải là cái gì hiền lành. Có thể tuy rằng lời là nói như vậy, nhưng tình huống hiện thật lại là một chuyện khác. Người khác sợ người Đỗ Tân Scouter Dolan. Đúng đối với thân phận ngươi cùng thực lực cảm thấy kiêng kỵ, đối với chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu là ai?
Chính là, một dị năng giả, vừa làm sao có thể thật bị hắn hiện tại không coi vào đâu. Phải biết rằng, làm hiện nay Trần Phi chân chính bước vào luyện khí lục trọng cảnh giới sau, bằng vào tự thân nội tình cùng thực lực, mặc dù là luyện khí thất trọng cường đại tồn tại hắn cũng là hoàn toàn có tư cách có thể cùng một trận chiến, quá trên mấy chiêu. Như vậy, cái gọi là SSS cấp dị năng cường giả ở trước mặt hắn tự thật chưa tính là cái gì, bởi vì dù thế nào đều là có thể tùy tiện sắp xếp, rác dưới hàng. Không đáng giá nhắc tới. Đáng tiếc Đỗ Tân đại chủ giáo cũng không biết rõ điểm ấy. Vì vậy lúc này ở nghe được Trần Phi, lại dám, nói như vậy, nhất thời nhìn không được trong lòng một trận cơn tức, trên mặt theo sát mà tự nổi lên lau một cái tức giận vẻ. Bất quá hắn cuối cùng vẫn thật thông minh, không lại tự tìm tử lộ nói nhảm nhiều. Vì vậy thấy tình cảnh này, Myersdorf Thánh Ma Đạo cũng là trong lòng vi khẽ thở dài một cái, đúng là vẫn còn nhớ lại kỳ thực mình bình thường cùng thần thánh giáo duyên giáo hội quan hệ là tốt. Hơn nữa, như vậy thế lực khổng lồ, hắn cũng quả thực không cần thiết đắc tội quá chết. Chợt chỉ thấy kỳ con ngươi lóe lên, chậm rãi nói Đỗ Tân đại chủ giáo, đi thôi, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Chỉ là Myersdorf Thánh Ma Đạo như thế vừa mở miệng, mặc dù là trước mọi người đều đã là có chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này, bọn họ nghe vậy vẫn là không nhịn được cả người chấn động, tùy theo ánh mắt có chút quỷ dị cùng chấn động nhìn người trước. Vừa nhìn về cách đó không xa vẻ mặt thần sắc bình tĩnh Trần Phi. Đây chính là một vị thánh ma đạo đỉnh cường giả a. Lại không nghĩ rằng, hiện tại cư nhiên thật cam nguyện bị một vị người đông phương, bị một người trẻ tuổi sai xử. Đây quả thực đúng là có chút quá làm bọn hắn khó có thể tin một ít. Trong lòng không ngừng được rung động. Ta, mà Đỗ Tân đại chủ giáo có thể trộn cho tới bây giờ tình trạng này, cùng trình độ, hiển nhiên cũng là một người thông minh. Lúc này có chút tỉnh táo lại sau, hắn sao có thể còn không nhìn ra, Trần Phi tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng đúng là Myersdorf V, chờ trong lòng người phân lượng rất khủng bố. Nếu không, sao cũng có trước những chuyện kia phát sinh. Liên hồ đều bị giết, hơn nữa hiện tại, tiểu tử kia còn càng lấy loại giọng nói này trực tiếp đúng đối với Myersdorf sai xử. Nghĩ đến đây, suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, Đỗ Tân đại chủ giáo đương nhiên không dám nói nhảm nữa cái gì. Đem Myersdorf hướng hắn nói như vậy, cũng liền thành thật cúi thấp đầu, sắc mặt có chút âm trầm theo ly khai. Chỉ là ở xoay người lúc rời đi chờ sát na, hắn nhưng vẫn là nhìn không được lần thứ hai dùng mang theo khó có thể tưởng tượng, vừa phức tạp cùng rung động ánh mắt nhìn Trần Phi liếc mắt. Hiển nhiên là cho tới hôm nay, hắn đều vẫn là không có biện pháp tưởng tượng, tiểu tử này. Cái này người đông phương đến tột cùng là lai lịch gì, hoặc là chính mình hạng lực lượng. Mới có thể khiến bây giờ Myersdorf còn có mô đần đám người làm được trình độ như vậy. Thậm chí còn không tiếc để kỳ theo chân bọn họ thần thánh giáo duyên giáo hội thiếu chút nữa dở mặt. Cái này, thực sự đáng giá không? Myersdorf đem Đỗ Tân đại chủ giáo lộ ra dưới đất khu vực, vừa đi, một bên không khỏi ngữ trọng tâm trường lắc đầu chậm rãi nói Đỗ Tân đại chủ giáo, lại nói tiếp chúng ta coi như là quen biết đã lâu, tuy rằng trước quan hệ cũng liền vậy, nhưng... Ta bây giờ còn là tư để hạ khuyên ngươi một câu, hồ là hồ, ngươi là ngươi, ta kiến nghị chuyện này ngươi còn là lão sư đừng nhúng tay. Tiết kiệm cũng mất mạng. Mất mạng. Nghe vậy Đỗ Tân đại chủ giáo sắc mặt mạnh đổi, không nghĩ tới Myersdorf cư nhiên sẽ hướng hắn nói ra những lời này đến. Uy hiếp, có thể cũng không đúng a, bởi vì phải là thật muốn uy hiếp hắn, cần gì phải chờ tới bây giờ mới nói riêng một chút. Nghĩ đến đây. Vì vậy Đỗ Tân đại chủ giáo rốt cục nhìn không được cả người mạnh run rẩy. Chợt chỉ thấy kỳ cước bộ hơi chút thả chậm một chút, nhìn Myersdorf, sắc mặt ngưng trọng nói thánh ma đạo các hạ, quả thực, chúng ta coi như là bạn cũ, người cùng chúng ta giáo hội quan hệ cũng vẫn không kém, vì vậy. Lần này ta lấy tư nhân thân phận hỏi ngươi một câu, người trẻ tuổi kia đến tột cùng là ai? Hắn ở trong lòng các ngươi, thật có lớn như vậy phân lượng, đáng giá cùng chúng ta giáo hội như vậy dở mặt. Trần Phi Trần tiên sinh thân phận gì? Ta đây không có biện pháp trả lời ngươi, bởi vì coi như là ta, cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là hắn là một cái rất đáng sợ rất đáng sợ rất người đáng sợ. Myersdorf nghe vậy liên tiếp dùng ba, rất đáng sợ, khiến Đỗ Tân đại chủ giáo đều nghe được có chút nhịn không được trong lòng phát lạnh. Nhưng sau đó, tự lại thấy người trước chuyển đề tài, tiếp tục mở miệng nói rằng ngoài ra ngươi muốn hỏi ta Trần tiên sinh ở chúng ta trong lòng phân lượng nặng bao nhiêu? Ta đây cũng là có thể trả lời thuyết phục ngươi, tựa như vừa rồi ngươi nhìn thấy vậy. Chỉ cần Trần Phi Trần tiên sinh lái xuống miệng,
hoặc là nói là có người dám không biết sống chết mạo phạm hắn lời, mấy người chúng ta nhất định sẽ không để lối thoát, đem hết toàn lực chống đỡ hắn. T. Myers Dorp Thánh Ma Đạo, ngươi lời này. Dù là Đỗ Tân Đại Chủ Giáo coi như là một vị siêu cấp lớn nhân vật, lúc này cũng là có một ít nhìn không được cả người ứa ra hàn khí lên, tứ chi băng lãnh. Phải biết rằng giống như bọn họ như vậy tầng thứ người, nói như vậy đều thật là phi thường có ý tứ, rất lâu cũng không có khả năng, không nên đem nói thấu nói chết, bởi vì cần có chút quay về chỗ trống. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Myers Dorp lại cư nhiên trực tiếp đều muốn nói thấu nói rõ, thậm chí còn liên, không để lối thoát, đem hết toàn lực, lời như vậy đều nói ra, đây coi là cái gì? Có thể nghĩ, nếu là thật đem tiểu tử kia, người Đông Phương đắc tội. Chẳng lẽ tự thực sự là muốn đưa bọn họ mấy người kia đồng thời cũng phải tội? Đây quả thực, dù sao phải biết rằng chỉ là một cái Myers Dorp, hiện nay chính là bọn họ phương Tây hắc ám thế giới nội kinh khủng nhất tầng thứ thánh ma đạo đỉnh cường giả. Chớ nói chi là hiện tại thế nhưng còn có Modern những người đó. Những tên kia, ai phía sau không phải là có thế lực khổng lồ, bàn căn phức tạp. Mà những thế lực kia tuy nói đơn độc lấy ra nữa, là so ra kém bọn họ thần thánh giáo duyên giáo hội, nhưng nếu là chung vào một chỗ, vậy hoàn toàn khác nhau. Không phải là có câu là, lượng nhiều mà biến chất sao? Coi như là bọn họ thần thánh giáo duyên giáo hội, cũng tuyệt không khả năng chống đỡ được nhiều như vậy thế lực to lớn liên hợp. Vì vậy nghĩ đến đây, coi như là Đỗ Tân Đại Chủ Giáo đều chân thực nhìn không được sắc mặt thay đổi liên tục, thậm chí là trong lòng dần dần đều có loại sợ hãi cảm giác. Phía sau tràn ra không ít mồ hôi lạnh. Myers Dorp Thánh Ma Đạo, tiểu, vị tiên sinh kia, thật có lớn như vậy năng lượng. Sau đó chỉ thấy Kỳ mím môi, còn có chút khó có thể tin. Nếu không ni, ngươi thật cho rằng nói đều đã nói đến phân thượng này, ta sẽ vẫn còn lừa ngươi. Ai, xem ra ta cùng với quý giáo sẽ dĩ vãng đích tình phân thượng, có chuyện ta sẽ thấy lén cho Đỗ Tân Đại Chủ Giáo ngươi tiết lộ, bất quá. Ngươi được bảo chứng chuyện này ngươi phải nát vụn ở trong bụng, nếu không, đừng trách ta thời gian nghe được tin tức đối với ngươi không khách khí. Sau đó chỉ thấy Myers Dorp chậm rãi nói. Chỉ là nói xong lời cuối cùng thời gian, hắn ngôn ngữ thanh đã là không tự chủ được lạnh xuống. Hiển nhiên hắn sau cùng câu kia cảnh cáo, không có thể như vậy cái gì đùa giỡn. Thánh ma đạo ngươi mời nói, yên tâm, ta bảo chứng ở sau khi nghe, sẽ đem triệt triệt để nát vụn ở trong bụng. Sẽ không tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết. Đỗ Tân Đại Chủ Giáo nghe vậy cũng lúc cả người run lên bần bật, chợt sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng túc lên. Ừ, vậy được rồi, nghe. Myers Dorp chậm rãi gật đầu, sau đó vừa đi, vừa nói ngươi nên biết trước Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai cái lão già kia cũng ở đây đi. Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ. Nghe vậy Đỗ Tân Đại Chủ Giáo sắc mặt mạnh giật mình, chợt có chút chần chờ mở miệng nói ta là nghe được hổ có nói qua. Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai người bọn họ cũng đều bị Tu Mã Hách cho mời đến hỗ trợ. Hỗ trợ, ha ha. Myers Dorp đang nghe hai cái, hoạt kê chữ lúc, không khỏi trực tiếp là sắc mặt lạnh lùng cười cười, đem người trước cắt đứt. Sau đó chỉ thấy Kỳ tiếp tục chậm rãi lạnh lùng nói, mở miệng không chỉ là Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ. Trước bị Tu Mã Hách mời tới giúp một tay, tối thiểu là có hơn 10-20 mấy người, nhưng bây giờ... Vừa rồi ngươi nhìn thấy chúng ta có mấy người đi ra. Cái gì? Đỗ Tân Đại Chủ Giáo nghe vậy sắc mặt không khỏi điên cuồng run lên, thậm chí thiếu chút nữa kinh hô lên. Sau đó đó là trong ánh mắt kia thì có lau một cái vẻ kinh hãi cuồng liệt bừng lên. Bởi vì hắn đương nhiên không ngốc, chỉ là từ Myers Dorp lời nói này, hắn cũng đã là đoán ra, đoán được chút gì. Sau đó, chỉ thấy Kỳ mím môi chậm rãi nói những người khác đâu. Đều chết hết. Đúng vậy, đều chết hết. Myers Dorp Thánh Ma Đạo chậm rãi gật đầu, chợt mặt không chút thay đổi nói lần này chuyện này hoàn toàn chính là bẫy dập. Trong phòng ấn cất giấu một đầu quái vật, Tu Mã Hách muốn dùng chúng ta mệnh đem sống lại. Vì vậy từ vừa mới bắt đầu, chúng ta đã bị con rơi xúc sinh cho tính kế. Mà ngươi bây giờ sở dĩ còn có thể nhìn thấy chúng ta mấy cái sống đi ra, đây cũng là bởi vì Trần Phi Trần tiên sinh. Là hắn, đã cứu chúng ta toàn bộ. Mạng của tất cả mọi người. Hiện tại người nghĩ Trần Phi Trần tiên sinh, có hay không cái loại này tư cách, có hay không cái loại năng lượng này. Myers Dorp ánh mắt quét đến Đỗ Tân Đại Chủ Giáo trên mặt, có chút lạnh lùng, lại có một ít trào phúng vậy nói.
Nghe xong Myers Dorp nói, Đỗ Tân đại chủ giáo trong lòng quả thực hoàn toàn chính là lạnh lẽo. Đến bây giờ, hắn cuối cùng là minh bạch Myers Dorp đám người, vì sao để một người đông phương, một tiểu tử thối, lại cam nguyện trực tiếp cùng bọn chúng giáo hội dở mặt, thậm chí còn nói cái loại này, khủng bố, kinh người, nói. Không để lối thoát, đem hết toàn lực, nguyên lai là bởi vì, này dạng a, nguyên lai chuyện này căn bản cũng không giống như trước hắn viện nghĩ đơn giản như vậy. Lần này chuyện này hoàn toàn chính là bẫy dập, trong phong ấn quái vật, Tu Mã Hách muốn dùng ra lệnh cho bọn họ kỳ sống lại. Cái này, vân vân chờ đã, lẽ nào, nghĩ đến đây, Đỗ Tân đại chủ giáo trong lòng bỗng nhiên run rẩy. Sắc mặt kia giống như là đoán được cái gì. Myers Dorp thánh ma đạo, ý của ngươi là, này không đi ra ngoài người. Đều chết hết, sau đó chỉ thấy Đỗ Tân đại chủ giáo có chút run thanh nói. Ai, ngươi cứ nói đi. Nghe vậy Myers Dorp vừa nhìn không được hít một tiếng, chậm rãi mở miệng nói lúc đầu ngay từ đầu là chúng ta sợ rằng đều muốn chết. Bởi vì ngươi không biết, Tu Mã Hách cũng không biết thế nào. Lại đột phá đạt tới trong truyền thuyết thánh vực tầng thứ cảnh giới. Thánh vực, ngươi là nói Tu Mã Hách hắn. Tê, nghe vậy Đỗ Tân đại chủ giáo mạnh sắc mặt đại biến, hoảng sợ cũng hít một hơi khí lạnh nói. Đúng vậy, chính là hắn. Liên hắn đều mặc danh kỳ diệu trở thành thánh vực cường giả, quái vật kia vừa nên có bao nhiêu khủng bố, rõ ràng. Nhưng coi như là như vậy, quái vật kia cuối cùng vẫn bị Trần Phi giết đi. Nói như vậy, ngươi bây giờ nghĩ, các ngươi giáo hội tại Trần Phi Trần Tiên Sinh trước mặt, lại coi là cái gì? Nói xong lời cuối cùng Myers Dorp vừa nhìn không được hơi giễu cợt nói. Hừ, mà ở như vậy chào phúng qua sau, hắn vừa chậm rãi hừ lạnh một tiếng, nói cho nên nói, hồ hoàn toàn tại muốn chết. Chỉ bằng hắn cái loại này phế vật, có tư cách gì ở Trần Phi Trần Tiên Sinh trước mặt làm càn kiêu ngạo. Cái này, ta, nguyên lai là như vậy. Nghe vậy Đỗ Tân đại chủ giáo lại một lần nữa trong lòng lạnh lẽo lên, cả người run, không nghĩ tới chân tướng sự thật cư nhiên sẽ là cái dạng này. Đây chính là trong truyền thuyết vô địch thánh vực cảnh giới A. Mặc dù là tại bọn hắn giáo hội nội, cũng không thể chính mình cái loại này khủng bố đẳng cấp cường đại tồn tại, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ một cái đã đột phá đến thánh vực cảnh giới Tu Mã Hách, còn có một cái khác giác kỳ hội càng thêm lực lượng kinh khủng quái vật, dĩ nhiên toàn bộ chết ở người Đông Phương, Trần Phi Trần Tiên Sinh trong tay. Nhất thời Đỗ Tân đại chủ giáo phía sau lưng đều có chút bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, cả người run, trong ánh mắt tràn đầy run vẻ. Hắn nhớ lại bản thân trước. Thánh vực cảnh giới Tu Mã Hách, cùng với kinh khủng hơn quái vật, đều là chết ở trong tay đối phương. Hắn Đỗ Tân cũng chính là SSS cấp mà thôi, coi là cái gì. Nghĩ đến đây, chuyện này đến tột cùng nghiêm trọng đến trình độ nào. Căn bản không dùng Myers Dorp lại nói nhảm nhiều, Đỗ Tân đại chủ giáo trong lòng cũng đã là hoàn toàn lòng biết rõ. Hắn loại háo sắc này, nguyên lai khi hắn trong mắt đối phương thật là cái gì đều không phải là A. Không phải sao, nếu hắn vừa rồi thật không có tỉnh táo lại, não tàn một ít, chỉ sợ hắn hiện tại cũng đã mất mạng đi. Nếu thật là vậy chờ kinh khủng cường đại tồn tại, muốn bóp chết hắn, còn không cùng bóp chết một con kiến vậy giản đơn. Tạ, cảm ơn ngươi. Myers Dorp thánh ma đạo, nếu có khả năng nói, còn xin ngươi tại nơi vị diện trước thay ta nói vài câu lời hữu ích đi. Ta trước là chân thực không biết, sau đó chỉ thấy thứ nhất mặt hốt hoảng mở miệng nói. Hiển nhiên, hắn đây là có một ít sợ Trần Phi sau lén tìm hắn tính sổ. Lời hữu ích, có thể nghe nói, Myers Dorp lại sạch sẽ lưu loát lắc đầu, thản nhiên nói Đỗ Tân đại chủ giáo, xem ra ngươi còn chưa hiểu chuyện này tính chất. Thành thật mà nói đi. Trần Tiên Sinh có thể để cho ngươi đi, cũng đã coi là lười với ngươi so đo, nếu không, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có thể đủ như vậy bình an vô sự đi ra. Đến mức nói tốt, xin lỗi, ta dù thế nào là không to gan như vậy. Myers Dorp là thân phận gì? Nhưng bây giờ, liền hắn đều lại còn nói vẻn vẹn chỉ nói là lời hữu ích, hắn cũng không dám nói, có thể nghĩ Trần Phi ở trong mắt hắn vị trí là có kinh khủng bực nào. Vì vậy, dù là Đỗ Tân đại chủ giáo lúc này đã nghe minh bạch Trần Phi thân phận không giống tầm thường, thậm chí khủng bố dọa người, nhưng bây giờ, xem hắn được nghe lại Myers Dorp trong miệng, cư nhiên có thể nói ra cái loại này chấn động lòng người lúc, cũng vẫn là không nhịn được cả người chấn động, chợt mồ hôi lạnh không bị khống chế xông ra. Hắn hiện tại, cuối cùng là rốt cục rõ ràng, lần này hồ cái kia nhược trí cùng ngu xuẩn,
đến tột cùng là chọc kinh khủng bực nào cùng dọa người phiền toái. Đây quả thực là chết đáng đời a. Nhưng sau đó lại thấy Kỳ hồi tưởng lại Myers Dobb trong lời nói một khác lần nói, không khỏi hơi sắc mặt vừa lại kịch biến lên, nói Myers Dobb thánh ma đạo, lần này chuyện này các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Hiển nhiên, không cần nghĩ cũng biết, chết người nhiều như vậy, và lại còn tất cả đều là cái này phương Tây hắc ám thế giới nội thế lực lớn cao tầng, loại này đại họa nhất định là muốn chấn kinh thiên hạ. Mà làm lần này âm mưu, trận này bảy dập tìm cách người, Brett gia tộc tất nhiên sẽ bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, thậm chí, tao ngộ di thiên đại họa. Sợ rằng đã bị tính toán đều thế lực lớn nhất định sẽ tức giận muốn Kỳ hủy diệt. Sở hữu hết thảy đều xé thành mảnh nhỏ đi. Mà cái này đối với bọn hắn phương Tây hắc ám thế giới mà nói, chắc chắn là một hồi siêu cấp lớn địa chấn, đại phong bạo. Xử lý như thế nào? Còn có thể xử lý như thế nào? Người không phải là đều đã đoán được sao? Lần này tối thiểu có hơn 10 người chết, này chết người người sau lưng khẳng định không có khả năng buông tha Brett gia tộc. Còn có chúng ta bọn người kia tuy rằng kéo Trần Phi Trần Tiên Sinh Quang, còn sống, nhưng người nào trong lòng không nín một hơi. Vì vậy mặc kệ nói như thế nào, cái này Brett gia tộc đã không có tồn tại cần thiết. Myers Dobb nhàn nhạt nói, trong lời nói lại tràn ngập lành lạnh sát ý. Lần này nếu không phải mấy người bọn hắn vận khí tốt, đụng với Trần Phi Trần Tiên Sinh, sợ rằng hiện tại sớm đã chết, vì vậy hắn trong lòng bây giờ mặt sao có thể đúng đối với bầy bảy dập Brett gia tộc không hận. Vì vậy hắn câu nói sau cùng kia cũng thật không vậy cái gì đùa giỡn. Cái này Brett gia tộc, thật đã không có gì tồn tại cần thiết. Nghe vậy Đỗ Tân đại chủ giáo cả người run rẩy, chợt trong ánh mắt màu sắc đó là lóe lên. Lắc đầu. Không nói nhiều như vậy thế lực lớn liên hợp, liền nói mặc dù hiện tại chỉ có Myers Dobb như vậy một người, chỉ sợ cũng tuyệt đối có tư cách đem Brett gia tộc cho triệt để bị diệt đi. Dù sao, đường đường một vị thánh ma đạo đỉnh cường giả, vậy cũng thật không vậy cái gì đùa giỡn. Cùng lúc đó, bên kia, ở Myers Dobb dẫn Đỗ Tân đại chủ giáo ly khai tòa thành dưới đất sau, bầu không khí bỗng có vẻ có chút ngưng động. Bởi vì ở đây sở hữu từ trong phong ấn thoát khốn ra đều thế lực lớn cường giả, lúc này đều lành lạnh nhìn Brett người của gia tộc, hàn khí tràn ngập, khí cơ khiếp người. Càng có một loại tên là, sát khí, khí thế ở cuồng đốt dục dịch. Đây hết thảy, tự nhiên là khiến lão Brett, Oviedo công tước đám người thần sắc trong nháy mắt ngây người, khó có thể lý giải cùng hoảng loạn cực kỳ. Hiển nhiên bọn họ hoàn toàn không hiểu chúng cường giả là cái gì sẽ đối với bọn họ triển lộ sát khí. Mã, Mô Đần hội trưởng, Khải Đức tiên sinh, ngươi, các ngươi đây là Trần tiên sinh, sau đó chỉ thấy lão Brett vẻ mặt sợ hãi, cùng thanh âm run rẩy mở nói rằng. Thậm chí còn đem ánh mắt cầu trợ nhìn về Trần Phi. Hắn là thật không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tại sao tới tự đều thế lực lớn chúng cường giả lại đột nhiên đối với bọn họ phản chiến tương hướng, triển lộ sát khí. Còn có, chứ không phải là có rất nhiều người đi vào phong ấn nơi sao? Vì sao hiện tại cũng chỉ có không được một nửa người đi ra, những người còn lại ni? Bọn họ Brett gia tộc vĩ đại thân vương đại nhân, ba vị đại công tước đỉnh cảnh giới nguyên lão, bọn họ người đâu? Đi đâu? Vì sao không có một khởi theo đi ra? Chúng ta đây là, đều đến loại thời điểm này các ngươi còn muốn trang làm cái gì cũng không biết. Cái này có đúng hay không có chút quá đem chúng ta làm ngu ngốc, làm tên đầu heo. Quên đi, ta hiện tại cũng lười với các ngươi lời thừa cái gì. Lần này chuyện này, các ngươi Brett gia tộc tuyệt đối nên vì Kỳ nỗ lực tiên huyết đại giới. Lão Brett trong miệng, Khải Đức tiên sinh, cũng là vị hung danh lan xa, thực lực kinh khủng SS cộng cực hạn cường giả, đến từ Âu Châu hắc ám thế giới nội ta đỉnh cấp thế lực lớn. Chỉ thấy Kỳ vừa nghe thấy lão Brett nói, liền không khỏi hừ lạnh một tiếng, điềm nhiên nói. Trong lời nói tràn đầy kinh người lạnh lùng cùng sát ý. Cũng hoàn toàn là không có chút nào che lấp cùng khách khí. Tiên huyết đại giới. Nghe vậy lão Brett, Oviedo công tước đám người tự nhiên là trong nháy mắt tự vừa sắc mặt kịch biến lên, trở nên trên mặt cùng trong ánh mắt đều tràn đầy nồng nặc không giải thích được, cùng run, bất an. Sau đó chỉ thấy Oviedo công tước thanh âm run rẩy nói Khải, Khải Đức tiên sinh, các ngươi cái này. Ngài lời này đến tột cùng là có ý gì? Chúng ta thật sự là có chút nghe không rõ à? Nghe không rõ, quang một câu nghe không rõ đã đem chúng ta toàn bộ đuổi rồi. Nói thật,
các người Brett gia tộc lá gan thật đúng là thật lớn. Dám bày loại này bày dập, đem mọi người chúng ta đều tính kế đi vào. Nếu không lần này chúng ta vận khí tốt, gặp được Trần tiên sinh, chỉ sợ cũng thật bị các ngươi tính toán đến rồi. Bất quá bây giờ, ha ha, bút chướng này chúng ta tuyệt đối sẽ hảo hảo với các ngươi Brett gia tộc, coi là minh bạch, coi là rõ ràng. Có người khác đứng dậy, sắc mặt lạnh lẽo nói. Hám, bảy dập, cái gì bảy dập a? Có thể nghe ngôn lão Brett, Oviedo công tước đám người lại trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hám, bảy dập, vì sao bọn họ căn bản là nghe không hiểu đối phương đến tột cùng là đang nói cái gì a? Ai? Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi ánh mắt rơi ở trên mặt bọn họ quét nửa ngày, sau cùng mới là rốt cục chậm rãi dừng lưu tại lão Brett trên mặt, than nhẹ một tiếng, hỏi, lão Brett, việc này các ngươi thật không biết. Trần tiên sinh, có phải là ngươi hay không các ở phòng ấn bên trong chuyện gì xảy ra? Các ngươi nói bảy dập là cái gì, ta thực sự không biết a. Lão Brett nghe vậy, ngay tức khắc có chút lo lắng bất an nói. Trần Phi nghe vậy, trên mặt nhưng thật ra không có quá lớn ba động, một lúc sau, mới gặp kỳ khẽ lắc đầu, nhìn cách đó không xa một cái góc nhàn nhạt mở miệng nói ta nhớ kỹ, ngươi chắc là gọi Beirut đi. Lão Brett không biết lần này chuyện này, có thể thân phận của ngươi cùng thực lực, cũng sẽ không cũng không biết đi. Lẽ nào không cho phép ngươi bị đi ra cho chúng ta cái giải thích? Cũng là ngươi thật cho rằng, ngươi chút thủ đoạn ta liền phát hiện không được. Nói xong lời cuối cùng Trần Phi lời kia âm đều có chút lạnh lùng lên. Theo chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cái này thanh ngôn ngữ vừa dứt dưới, chỉ thấy cách đó không xa ta mặt tường đá dưới, một tòa gây sự chú ý khởi cự thạch, đột nhiên oanh một tiếng muốn nổ tung lên. Ung ung. Siêu. Trong nháy mắt, đó là có lăng liệt kình phong tàn sát bừa bãi, cùng đá vụn vẩy ra. Theo sát mà là có một đạo cực kỳ chật vật thấp bé thân ảnh từ đá vụn trong ngã đụng phải xuất hiện, sau đó thật vất vả, rốt cục từ trong vọt ra, xuất hiện trong tầm mắt mọi người nổi. Chỉ thấy thấp bé thân ảnh chật vật chí cực rơi vào rời mọi người cách đó không xa một chỗ trên mặt đất, cả người là máu thở hổn hển, da mặt run rẩy, nhìn phía Trần Phi ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Cùng khó có thể tin. Mà thấp bé thân ảnh cũng không phải người khác, chính là trước tất cả mọi người có thấy qua Brett gia tộc SS cộng cực hạn cường giả. Beirut. Chỉ là không biết hắn vì sao trước không đi theo vào, mà là bị lưu tại cái này bên ngoài. Vì vậy nhất thời, hiện trường này đông đảo nói ánh mắt đó là trước sau đều hướng về cả người là máu Beirut nhìn lại, lại sau đó, đó là một đạo sợ hãi, thanh âm tức giận, tại đây bên trong khu vực vang dội lên. Bối, Beirut đại nhân, ngài thế nào? Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Ngươi nên biết đi. Beirut, nguyên lai ngươi không đi theo vào. Ha ha. Khi nhìn thấy như là Beirut như vậy SS cộng cực hạn cường giả trong nháy mắt ở Trần Phi trong tay trên tay, hầu như sở hữu Brett gia tộc các nguyên lão đều trong nháy mắt sắc mặt kịch biến lên, hoàn toàn là bị dọa cái lợi hại, thậm chí ngay cả cái trán, phía sau lưng tâm đều đã bị mồ hôi lạnh triệt để làm ướt. Đây chính là Beirut đại nhân a. Thật là có không chịu được như thế một kích. Nhưng sau đó, rồi lại thấy bọn họ sắc mặt hốt hoảng hô to lên. Đem trong lòng rung động đều tạm thời toàn bộ ném sang một bên đi. Bởi vì, bọn họ thật sự là muốn biết, đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Mà như là Khải Đức, mô đần đám người còn lại là trong nháy mắt sắc mặt tự phát lạnh lên, một luồng sợi hàn ý cùng sát khí cũng theo đó hiện lên, cực kỳ xích lõa trần. Hướng về phía từ lâu sắc mặt đại biến Beirut hoàn toàn là không hề che giấu bạo phát. Quang là đối phương hiện tại loại này giấu đi biểu hiện, tự làm bọn hắn khẳng định xác nhận, cái này Beirut là khẳng định biết Tu Mã Hách kế hoạch lúc trước. Nếu không, phải dùng tới cố ý giấu đi. Mà sự thực, rất hiển nhiên cũng là như vậy. Ngươi, các ngươi cư nhiên có thể còn sống đi ra. Chỉ thấy Beirut rốt cục có chút từ rung động trong bừng tỉnh, thần sắc run rẩy. Mắt thoạt nhìn càng là có chút đỏ bừng, ánh mắt nhất nhất từ Trần Phi, Mô Đần, Khải Đức, V, chờ trên thân người đảo qua, run rẩy chột dạ nói. Hiển nhiên, hắn cũng là không nghĩ tới Trần Phi đám người cư nhiên có thể còn sống đi ra. Nếu hắn không là cũng không đến mức trước ngay tức khắc tự tuyển trạch trốn đi, đáng tiếc là, hắn chút thủ đoạn vẫn bị Trần Phi một đôi hỏa nhãn kim tinh cho phát hiện. Nếu không ni, Nga, được rồi, nếu là ngươi, nói. Quả thực cũng không quá nguyện ý nhìn thấy chúng ta sống đi ra, nhưng không có ý tứ, lần này khiến ngươi thất vọng rồi.
Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt hàn ý, tùy theo cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi cũng bắt đầu lạnh lẽo xuống tới. Đối phương những lời này, không thể nghi ngờ là biểu lộ hắn thật cái gì đều biết. Mà nếu như thế, rồi hãy nói nhảm nhiều như vậy thật giống như không nhiều ít cần thiết đi. Sau đó chỉ thấy ánh mắt của hắn quét về phía Mô Đần đám người, chậm rãi lạnh lùng nói các ngươi không phải là muốn báo thù sao. Vừa vặn, người này cần coi là một cái. Xôn xao. Lời vừa nói ra mọi người tại đây nhất thời sắc mặt chợt biến. Siêu. Mà cả người là máu bê rút, càng không gì sánh được hoảng hốt xoay người bỏ chạy. Hóa thành một đạo như thiểm điện quang ảnh. Chạy, Beirut, làm cho chúng ta nhiều người như vậy còn muốn chạy, người cái này có đúng hay không có chút quá không đem ta không coi vào đâu. Tên kia vi khải đức dị năng cường giả sắc mặt cực kỳ dữ tợn hàn cười cười. Sau đó tự lại gặp kỳ lòng bàn tay trong nháy mắt ném ra một đạo thiểm lôi, mặt ngoài kinh người thiểm điện sấm sét vần quanh, phốc suy rung động, theo sát mà cư nhiên liền trực tiếp là đem duy nhất xuất khẩu thông đạo cho nổ sụp đổ. Cái này nhất thời làm Beirut sắc mặt sợ hãi kịch biến. Bất quá sau đó, chỉ thấy trên mặt hắn sợ hãi cấp tốc hóa thành là một mảnh đỏ đậm, ánh mắt chết nhìn chằm chằm khải đức đám người dữ tợn không gì sánh được gầm hét lên các ngươi chớ quá mức. Ta Beirut không có thể như vậy cái gì trái hồng mềm, có thể tùy tiện bóp. Cùng lúc đó, một khí tức kinh người liền từ trong cơ thể hắn cuồng bừng lên. Cái này, đây là, ngươi cư nhiên đột phá đến SSS cấp. Cảm thụ được Beirut trong cơ thể hiện ra cổ khí thế kia. Mọi người tại đây sắc mặt câu đều biến đổi. Khải Đức càng mắt co rụt lại sắc mặt phát chìm lên, hổn hển quát. Hiển nhiên, hắn là thật không nghĩ tới, cái này Beirut thì đã đột phá đến SSS cấp. Đáng chết, cái này vừa là chuyện khi nào a? Beirut nguyên bản cũng chỉ có SS cộng cực hạn thực lực, nhưng bây giờ, không nghĩ tới hắn cư nhiên bộc phát ra SSS cấp lực lượng, cái này tự nhiên khiến mọi người tại đây đều lấy làm kinh hãi, bị hù được. Không có biện pháp, SS cộng cực hạn cùng SSS tuy rằng vẻn vẹn là nửa bước kém, nhưng cái này trong chênh lệch lại đúng là khác nhau trời vực. Không có biện pháp dùng đơn giản văn tự cùng ngôn ngữ để cân nhắc. Nguyên lai người cũng đột phá đến SSS cấp, bất quá, lúc này người chút thực lực ấy chỉ sợ cũng còn là chạy không thoát. Bất quá theo sát mà, siêu một tiếng, đã thấy Mô Đần đã hóa thành một đạo bóng đen ngăn trở ở nổi giận giống Beirut phía trước, một bên tiếng cười lạnh. Một bên xòe bàn tay ra, chỉ thấy kỳ lòng bàn tay nội, hắc ám minh ngọc chính lần linh lợi xoay tròn, tản ra đáng sợ hắc ám khí tức. Hắc ám minh ngọc đen kịt không gì sánh được, như là thông thường cháy đen hòn đá vậy, có thể kỳ phát ra hắc ám khí tức lại đúng là quá sấm nhân, thật là đáng sợ một ít, khiến mọi người tại đây, nhất là đứng mũi chịu sào Beirut thần sắc đại biến, nhãn thần bạo lui. Không có biện pháp, bóng tối này minh ngọc thế nhưng đỉnh cấp trung phẩm thánh khí. Quang bản thể cũng đã là có cực đoan cường đại lực phá hoại, chớ nói chi là cái này thánh vật bây giờ còn là bị Mô Đần nắm ở trong tay. Người sau đồng dạng đạt tới SSS trình tự. Mô Đần, người chớ quá mức. Chợt chỉ thấy Beirut con người chặt chẽ nhìn chằm chằm Mô Đần, mắt đỏ bừng, trong lời nói tràn đầy sát khí, quát. Ta hơi quá đáng, ha ha, có thể đáp lại hắn nhưng chỉ là Mô Đần lành lạnh cười lạnh một tiếng. Sau đó... chỉ thấy hắc ám minh ngọc từ trong tay hắn lẳng lặng xoay quanh mọc lên, bay ra ngoài. Mà ở nhìn thấy một màn này lúc, Beirut đó là trong nháy mắt nhìn không được sắc mặt kịch biến lên, cực kỳ hắng giọng xấu xí. Giống. Ở sau đó liền nhìn thấy Beirut cúi người xuống phát sinh một tiếng như dã thú quái dị gào thét, chặt tận lực bồi tiếp không chút do dự bạo xạ trở ra, tuôn ra khí lưu, sâu màu xám. Cũng trong nháy mắt này từ trong cơ thể hắn dũng mãnh tiến ra tạo thành hơn 10 đạo năng lượng thủ hộ bình chướng. Đem thân thể hắn nghiêm nghiêm thật thật triệt để phòng hộ ở tại sau đó phương. Có thể thấy tình cảnh này, Mô Đần nhãn thần ở chỗ sâu trong nhưng chỉ là có cười nhạt. Sau đó lại một nói kinh khủng chấn động tiếng vang lên, đinh tai nhức óc. Cũng hắc ám minh ngọc chẳng biết lúc nào không ngờ đụng vào mấy chục tầng năng lượng thủ hộ bình chướng trên. Oanh! Trong sát na! Không cách nào hình dung khủng bố hắc ám năng lượng bắt đầu từ hắc ám minh ngọc trong bộc phát ra. Vì vậy sau đó toàn bộ nơi sân nội, cùng với trong không khí đều nhấc lên cực kỳ kinh người rung động. Mấy chục tầng năng lượng thủ hộ bình chướng, cũng là vào lúc này, trong nháy mắt liền có hơn 10 nói hôi phi yên diệt, cứng rắn bị nổ nát. T. Tại nơi hậu phương,
mấy vị đều thế lực lớn cao tầng cường giả ở nhìn thấy một màn này lúc đều có chút trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin. Bóng tối này Minh Ngọc, cộng thêm hiện nay Modern, cư nhiên có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Đây quả thực quá để cho bọn họ run, cùng khó có thể tin. Dù sao tuy rằng bọn họ bây giờ là muốn giết Beirut, nhưng đối phương hiện thực lực hôm nay, có thể không phải là đùa giỡn à. Ngay mọi người tại đây đều đắm chìm trong Modern kinh khủng này một kích lúc, hắc ám Minh Ngọc cũng đã từ sâu màu xám cho vỡ nát khí lưu trong cọ rửa mà qua, còn lại 20-30 đạo năng lượng thủ hộ bình chướng, trong lúc này cũng là điên cuồng bị xé rách, phá hư, đến cuối cùng càng là cái gì đều bị phá hủy, đem lần thứ hai sắc mặt hoảng sợ chợt lui Beirut, cũng là bao phủ đi vào. Trong chớp nhoáng này, trên mặt mọi người thần sắc không gì sánh được run cùng sợ hãi. Mà tại cái này run cùng sợ hãi trong, Beirut nguyên bản đứng đang ở khu vực cũng đã là trực tiếp bị một khổng lồ hắc ám lực lượng cho hoảng sợ viêm ma. Chu vi cuồn cuộn không khí, càng vào lúc này trực tiếp bị trưng khô. Ha ha, xem ra đột phá đến SSS cấp sau, ta một chiêu này lực lượng thực sự là cường đại rồi rất nhiều a. Nhìn hoàn toàn đem Beirut đứng thân khu vực bao phủ hắc ám khí lưu, Modern không khỏi là nhãn thần hưng phấn mà tự lẩm bẩm. Tự hắn lực lượng đột phá tới nay, một chiêu này, hắn vẫn là lần đầu tiên dùng. Bất quá đúng là không làm hắn thất vọng, trở nên cường đại, kinh khủng rất nhiều. T, đây là Modern thực lực bây giờ sao? Không hổ là trong truyền thuyết siêu cấp cường giả cấp bậc, SSS cấp, bực này lực lượng đúng là quá khủng bố cùng dọa người một ít. Tại nơi hậu phương, mấy vị đều thế lực lớn cao tầng cường giả nhìn một màn này, đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn đầy kinh hãi, khó có thể ức chế. Hiển nhiên, Modern hiện tại thực lực như vậy xuất thủ, thật sự là đem bọn họ sợ đến không nhẹ. Thậm chí bọn họ đều có chút hoài nghi, hắc ám Minh Ngọc nếu là hướng bọn họ kéo tới, chỉ sợ bọn họ mọi người mặc dù bất tử cũng phải toàn bộ bị thương nặng đi. Bối, Beirut đại nhân. Mà trừ bọn họ ra ở ngoài, lão Brett, Oviedo công tước, V, chờ Brett gia tộc các nguyên lão, cũng vào lúc này đồng loạt nhìn không được sắc mặt sợ hãi lên. Đương nhiên cũng là có đau lòng vạn phần. Nhìn chung bất luận cái gì một nhà cái này phương Tây hắc ám thế giới nội thế lực lớn, có thể có một vị SSS cấp siêu cấp cường giả sinh ra, đây tuyệt đối là đủ để làm bọn hắn kích động, hưng phấn đến vô cùng sự tình. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể bọn hắn bây giờ Brett gia tộc Beirut đại nhân vừa mới đột phá đến SSS cấp, đi không hiểu rơi vào như vậy hoàn cảnh, bị vây giết. Điều này có thể làm bọn hắn không hoảng loạn, đau lòng vạn phần, lại không thể làm gì. Đối phương hiện đang xuất thủ những người đó chân thực quá mạnh mẽ, là hắn các, chỉ sợ cũng xem như là tướng làm con cờ thí, yểm hộ Beirut đại nhân bỏ chạy, cũng không cái loại này tư cách a. Đã chết rồi sao? Không đúng, còn chưa có chết. Chính là ngoan cường a. Khủng bố sau một kích, Modern nhìn hắc ám khí tức cùng sâu màu xám khí lưu đan vào nơi sân, có chút cau mày nói. Nhưng cũng không có ngoài ý muốn cái gì. Dù sao như thế nào đi nữa nói, vậy đối phương, Beirut hiện nay đều đã là đột phá đến SSS tầng thứ, là cùng hắn Modern vậy siêu cấp cường giả. Vì vậy, mặc dù là hắn hiện tại trong tay cầm hắc ám Minh Ngọc, nhưng muốn làm được tuấn sát hoặc là nghiền ép đối phương, cũng là không quá thực tế. Cái loại này tầng thứ siêu cấp cường giả sao có thể thật như vậy giá hạ. Điều này hiển nhiên là tuyệt chuyện không thể nào. Bất quá, tuy nói cái này Beirut hiện tại quả thực còn sống, có thể hiện trường chỉ cần thực lực hơi chút lớn mạnh một chút người, đó là ai cũng có thể cảm giác được, người này còn là bị Modern lúc trước công kích tạo thành trọng thương. Modern. Beirut hai mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Modern, không gì sánh được dữ tợn. Vừa lại nhãn thần nhìn lướt qua những người khác, không khỏi lau một cái tuyệt vọng dâng lên, chợt lại một tiếng giống, bỗng thân hình hóa thành một đạo sâu màu xám quang ảnh bạo xạ ra. Trực tiếp là hướng về Modern chỗ ở khu vực, khí tức quỷ dị, nóng nảy bạo hướng đi. Nếu ngươi không phải nếu như vậy ép ta, tốt lắm, ghê gớm chúng ta vẫn xuống địa ngục đi. Hắn như vậy gào thét nói. Siêu! Trong chớp nhoáng này, chỉ thấy hắn cuồng hướng ra tốc độ nhanh đến khó có thể tin. Cơ hồ là lấy trong chớp mắt đó là đến gần Modern. Sau đó tất cả mọi người là nhìn thấy, bên trong thân thể của hắn, đột nhiên có một khiến ra đầu tê dại, kinh hồn táng đảm khí thức điên cuồng tuôn ra, một sâu màu xám cho lực lượng trực tiếp là sau đó kinh khủng nổ tung ra. Hắn muốn tự bảo,
Ở phía sau Phương, Khải Đức sắc mặt chợt biến đổi. Xem ra cái này Beirut là mình biết mình đám người không thể nào biết buông tha hắn, ngược lại muốn chọn cá chết lưới rách. Một vị SSS cấp siêu cấp cường giả tự bạo, chỉ là ngẫm lại, cũng đủ để làm người ta bỡ ngỡ, cả người triệt để lạnh lẽo. Đứng mũi chịu sào Modern tự nhiên cũng là thần sắc đại biến lên. Nhưng sau đó, chỉ thấy kỳ đại biến sắc mặt cấp tốc khôi phục, tựa hồ cũng không có bị đối phương loại này cử động điên cuồng dọa cho đến nhiều lắm. Vì vậy sau đó, chỉ thấy kỳ xòe bàn tay ra, chẳng biết lúc nào từ lâu trở về hắc ám minh ngọc lại chợt lóe lên, sau đó bỗng nhiên tạo ra một đạo tính bình phương lớn quang cháo. Quang cháo trên, lưu chuyển rất nhiều nói cực kỳ làm người ta trong lòng bỡ ngỡ hắc ám khí lưu, mỗi một đạo hắc ám khí lưu trên, đều cũng có theo làm người ta cực kỳ sợ hãi khí tức thần tốc tán phát ra rồi, ngăn cản ở phía trước. Oanh! U Long! Lại sau đó liền nhìn thấy Beirut tự bạo lực lượng trực tiếp là chợt nổ tung. Sâu màu xám cho khí lưu cực kỳ khủng bố, vào lúc này tựa như là phong bạo vậy, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Mà vào lúc này đứng mũi chịu sào đó là Modern, bất quá may là, hắn đã chuẩn bị cho tốt cũng đủ mạnh phòng ngự thủ đoạn. Phốc suy phốc suy phốc suy. Oanh, oanh, oanh. Tựa như là có thể thôn phệ hết thảy vực sâu minh đất vậy, hắc ám minh ngọc thả ra lực lượng, lại là trực tiếp ở trong nháy mắt đã đem khổng lồ kia sâu màu xám khí lưu tự bạo, cho bao quát ở tại trong đó. Nhất thời, kinh khủng này mà vừa đáng sợ giao phong liền ở trong chớp nhoáng này giống như là hỏa sơn bạo phát vậy, điên cuồng vang dội đến. Đinh tai nhức óc tiếng nổ không gì sánh được điếc tai. Nhưng làm người ta sợ hãi chuyện thực vâng, như vậy kinh người tự bạo lực lượng, lại còn là không địch quá hắc ám minh ngọc lực lượng thôn phệ. Vì vậy tùy theo, chỉ thấy tự bạo lực lại như cùng là băng tiêu tuyết dung vậy, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay tốc bị hắc ám minh ngọc khởi động quang cháo cắn nuốt sạch sẽ. Có thể dù vậy, Modern nhưng thật giống như còn là bởi vậy bị một ít thương, bởi vì kỳ khóe miệng chẳng biết lúc nào đều đã là hoàn toàn bị tiên huyết ướt đẫm. Theo khóe miệng cuồn cuộn xuống phía dưới chảy. Thực sự là khó dây dưa tên, bất quá, hiện tại đã chết rồi sao? Ừ, đó là. Ngay Modern rốt cục giải quyết rồi Beirut kinh khủng này tự bạo lực, đem hắc ám minh ngọc viện hóa thành lực lượng thu hồi lại lúc, hắn lại đột nhiên ánh mắt nhất động, chợt nhãn thần co rụt lại hướng về xa như vậy chỗ đã sụp đổ lối ra duy nhất quét tới. Chỉ thấy ở cái hướng kia, đột nhiên có một đạo thấp bé vô cùng thân ảnh lặng yên không một tiếng động, quỷ dị xuất hiện ở nơi ấy. Oanh! U Long! Sau đó chỉ thấy kỳ lấy tốc độ cực nhanh oanh mở sụp đổ nham thạch, cấp tốc hướng về bên ngoài sông ra. T, là hắn, Beirut, hắn lại còn không chết, không phải là tự bạo sao? Mà ở nhìn thấy thấp bé thân ảnh mọi người sắc mặt lại bỗng gian kịch biến lên, không nghĩ tới Beirut cư nhiên như vậy cũng chưa chết, có thể, trước hắn không phải là đã tự bạo sao? Vì vậy vì sao biết như vậy a? Modern, Khải Đức, các ngươi nhớ kỹ, về sau tốt nhất không nên rơi xuống ta Beirut trong tay, nếu không, ta nhất định phải để cho các ngươi xuống địa ngục. Nhưng ở sau đó, đó là có như vậy nguyền rủa tựa như ngôn ngữ lành lạnh, dữ tợn vô cùng vang lên, tiếp theo liền thấy thấp bé thân ảnh trở nên mơ hồ, có thể sâu màu xám khí lưu lại càng thêm đọng lại, cùng khí tức khủng bố. Siêu, lại sau, rốt cục gặp được thân ảnh kia chợt hướng về thông đạo ngoại cuồng xông ra, tốc độ nhanh tới cực điểm. Đáng chết, không thể để cho hắn chạy thoát, mà ở nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều thế lực lớn cao tầng cường giả cũng không từ sắc mặt nhất tề thay đổi, thậm chí có một ít hoảng sợ cùng hoảng loạn. Cái này Beirut hôm nay thế nhưng đột phá đến rồi SSS cấp, nếu để cho kỳ đào tẩu, thả hổ về rừng, vậy bọn họ về sau nên làm cái gì bây giờ? Thời thời khắc khắc trên đầu treo một cây đao. Siêu, siêu, siêu. Vì vậy kế tiếp trong nháy mắt, hầu như ở đây sở hữu đều thế lực lớn cao tầng cường giả đều động, vô luận là sắc mặt hay hoặc là nhãn thần đều vô cùng nóng nảy, muốn đuổi theo giết Beirut, một bộ nhất định phải đem lưu lại tư thái. Có thể thấy tình cảnh này, người sau cũng không từ khóe miệng buộc vòng quanh sâu đậm châm chọc, tự lẩm bẩm bằng các ngươi cũng nghĩ đuổi theo kịp ta Beirut, có đúng hay không có chút quá ý nghĩ kỳ lạ, kiêu ngạo mộng. Tốc độ của hắn chân thực quá nhanh, hầu như trong nháy mắt chính là đem truy kích mọi người bỏ qua rồi rất xa khoảng cách rất xa. Đây cũng là tuyệt đối là thực lực cảnh giới chênh lệch. Đến mức nói Modern, hắn hiện tại sớm đã thành đánh mất điều kiện tốt nhất truy kích cơ hội. Vì vậy mặc dù là hắn bây giờ chọn lựa đuổi theo, cũng là vô dụng công,
bởi vì không có khả năng lại đuổi kịp, hơn nữa tốc độ cũng quả thực không phải của hắn cường hạng. Ha ha, các ngươi đều chờ cho ta, chỉ cần ta Beirut tránh được lúc này đây, các ngươi đều phải chết. Đều phải chết, thấy tình cảnh này Beirut càng cảm giác mình có thể từ nơi này chết tiệt địa phương chạy đi, già nua khuôn mặt vặn vẹo, dữ tợn nguyền rủa. Chỉ cần có thể chạy đi, đó chính là trời cao mặc cho chim bay hải khoát bằng cá nhảy. Đến lúc đó hắn có khi là cơ hội báo thù rửa hận. Ông, có thể nhưng vào lúc này, cái này Beirut chạy như điên bay nhanh theo không khí chung quanh trong, lại đột nhiên gian quỷ dị vô cùng vang lên mật mã ông Minh Thanh. T. Cái này nhất thời làm người trước sắc mặt chợt biến đổi. Đã ở sau đó, khiến hậu phương truy kích đi lên mọi người con ngươi trong sát na có rút lại, một hàn khí theo sát mà từ bọn họ bàn chân, cột sống cọ 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 hướng ra phía ngoài toát ra, kinh người không gì sánh được. Bởi vì bọn họ cư nhiên nhìn thấy, sẽ ở đó Beirut giờ này khắc này vị trí ở khu vực trong phạm vi, từng đạo thiêu đốt khủng bố hỏa diễm viêm kiếm cư nhiên phảng phất là từ trên trời đến vậy, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện, đem sắc mặt kia đã rồi kịch biến Beirut hoàn toàn gắn vào liễu kỳ trong. Muốn chạy, vậy đơn giản chính là vọng tưởng chuyện tình. Ta nói, ngươi có đúng hay không đem ta quên a? Sau đó, chỉ thấy tại nơi Beirut không gì sánh được run cùng kinh khủng trong ánh mắt của, một đạo lạnh lẽo nhàn nhạt tiếng cười lạnh trực tiếp là khi hắn bên tai vang lên. Oanh! U u long! Sau đó, ở bên người hắn này thiêu đốt khủng bố hỏa diễm viêm kiếm trực tiếp là một thanh chuôi nổ tung. Đem chỗ ở khu vực cho hoàn toàn che mất, diễm quang có vẻ cực kỳ chói tai. T, cái này, Trần tiên sinh, như vậy biến cố, tự nhiên là khiến mọi người tại đây đều trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Bất quá theo tự thấy bọn họ nhãn thần khiếp sợ nhìn ngọn lửa kia mang tất cả quá hết thảy bên trong khu vực, một đạo thân ảnh trực tiếp là từ ngọn lửa kia trong lăng không đạp ra đến, ở kỳ quanh thân, kinh khủng kia viêm kiếm chính như cùng là hoàn tinh vậy đem bảo vệ xung quanh theo, chỉ là cảnh tượng như vậy cũng đã là cũng đủ đáng sợ, huống chi viêm kiếm khí tức. Càng nóng, sắc bén đến kinh người. Trách không được có thể đem Beirut một kích trực tiếp tiêu diệt. Không hổ là Trần Phi Trần tiên sinh a. Thực lực như vậy, đúng là quá kinh người, thật là đáng sợ. Siêu, siêu, siêu. Mà vào lúc này hậu phương mọi người cuối cùng là đều đuổi theo, nhìn kinh khủng kia hỏa diễm sau khi nổ tung bị mang tất cả, không khỏi lần thứ hai trong lòng cảm giác bị chấn động đến, liền con người đều có chút sụt một cái trán gạt mồ hôi lạnh.